Chương 2428, cảm giác khác thường. Xem ra thực lực của bọn họ không chỉ có thế này, giáo chủ kia không phải là vẫn chưa xuất hiện à? Mà hộ pháp của Tam độc giáo chúng ta chỉ thấy qua tượng sơn. Còn có Sa Thiên chiếm thứ nhất, thứ hai Mã Thạch, còn tượng sơn chỉ xếp thứ ba, còn pháo động xếp thứ tư. Nếu những người này đều xuất hiện, chúng ta hôm nay xác định chắc chắn không còn mạng đi ra ngoài rồi. Hơn nữa tôi hoài nghi thực lực của Tam độc giáo không chỉ dừng lại ở đây. Ví dụ, như các giáo phái có mấy trăm năm lịch sử này, cho dù đường chủ có giáo chủ bảo vệ, thì khẳng định cũng có nhân vật trưởng lão cấp 1. Những nhân vật này là người đồng lứa với giáo chủ, có lẽ còn là chú của giáo chủ. Những người đó phỏng chừng đều là những cao thủ thập đẳng. Điều chúng ta phải suy tính bây giờ là làm thế nào liên lạc được với Diệp Phàm, bảo toàn tính mạng đi ra ngoài. 2. Chu Đồng, muốn cứu ông của cậu xem ra rất khó. Chúng ta ngay cả ông ở đâu cũng không rõ, huống chi hiện tại thân mình còn khó bảo toàn. Lâm Yếu Phong thở dài. 2. Hại mọi người chịu khổ cùng Chu Đồng rồi. Việc của ông tôi các anh không phải quản, hiện tại việc cấp bách là làm thế nào để đi ra ngoài. Ông nội của tôi, cái mạng này chỉ có thể nhận thôi. Chu Đồng vẻ mặt bi ai. Chu Đồng, còn chưa tới thời điểm cuối cùng, không chừng có kỳ tích xảy ra. Lam Tồn Quân nhẹ nhàng vỗ vai Chu Đồng để an ủi. Kỳ tích cái rắm, tôi hoài nghi, Diệp Phàm tám phần là xong đời rồi. Chúng ta xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Bằng không, một đại cao thủ thập đẳng như anh ấy, ngay cả thiết bị thông tin cũng không bảo vệ được. Cho dù là còn sống xem ra cũng bị người ta khống chế rồi. Bằng không sớm đã liên lạc với chúng ta. Thiên Thông châm chọc hừ nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ủ rũ. Kỳ thật, trong lòng mọi người có chút đồng ý với Thiên Thông, chỉ có điều không muốn chấp nhận kết quả tàn khốc này mà thôi. Diệp Phàm là xương sống của mọi người, không có anh ấy mọi người còn hy vọng gì. Mẹ kiếp, đám người đó thật đúng là lợi hại, trong rừng đã giết hại mười mấy huynh đệ của chúng ta, không ngờ còn khiến chúng ta chạy đến dược viên phía Bắc. Phó giáo chủ Tống và hộ pháp Tượng đều ra tử lệnh. Nhất định phải giết bọn họ trong dược viên. Lúc này vài giáo đồ của Tam độc giáo đã đi tới. Vừa đi vừa trò chuyện. Trong dược viên có rất nhiều lọ ai thuốc, nếu người này hung hãn lên thì chả tan nát hết rồi. Người đệ tử kia có chút nuối tiếc nói. Cũng đúng, vậy có cách nào? Tạm thời trong giáo vẫn chưa có hành động, đoán chừng là đang đợi các trưởng lão trở về thương lượng đối sách. Một khi các trưởng lão đã trở về, bọn họ người nào cũng là đại cao thủ thập đẳng. Đến lúc đó hợp sức lại, có lẽ còn có thể bảo vệ dược viên. Bằng không, dược viên này cũng là bảo bối trong giáo của chúng ta. Nghe nói những thứ bọn xà vương ăn đều là thuốc của dược viên. Một giáo đồ nói. Hành động. Diệp Phàm vừa ra hiệu, cùng Vương Nhân Bàng nhào tới. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào, ba người kia đều bị bắt. Lập tức dẫn chúng ta đi dược viên. Vương Nhân Bàng hừ nói. Diệp Phàm rõ ràng trực tiếp thi triển phân cân thác cốt thủ, trong đó một giáo đồ cuối cùng không chịu được đã khai. Ở trên đường, Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới nơi này hình như là phòng bếp của Tam độc giáo. Hai người dùng cây cối để ngụy trang, lọt vào trước, mấy người nhanh chóng hướng dược viên mà đi. Dược viên của Tam độc giáo tương đối lớn, thấp thoáng trong đám cây cối màu xanh lá mạ. Bên cạnh dựng tường vây hơn 100 mét, tất cả đều dùng thạch lũy dựng. Nghe nói bên trong vườn trồng các loại kỳ dược, đa số dược liệu đều là loại có độc, chuyên lấy cho lũ xà vương ăn. Đương nhiên những cây thuốc tốt để tiến bổ cũng không ít. Giống như sâm trăm năm tuổi, thủ ô đều có. Quái, trong dược viên hình như không có động tĩnh. Diệp Phàm kề sát đất dò xét một hồi, có chút mơ hồ nói. Thời gian không đợi người, chúng ta cứ tiến vào. Phỏng chừng bọn Thiên Thông cũng đã ẩn náu, một khi chúng ta ở trong này có động tĩnh. Bọn họ sẽ qua cùng chúng ta hội họp. Vương Nhân Bàng nói. Chỉ có thể như vậy, nếu còn mất mát nữa chúng ta sẽ không xong. Diệp Phàm gật gật đầu nhìn hai người mặc quần áo đen đứng canh giữ ở dược viên, hai người ra hiệu, có nghĩa là mỗi người xử lý một tên là được. Hai người bám trên vách đá bên cạnh, như con chim lớn từ trong không trung trong nháy mắt đã đến trước mặt hai giáo đồ. Từng người một, hai giáo đồ của Tam độc giáo chưa kịp phát ra tiếng đầu đã rơi xuống đất. Còn một người trung niên phụ trách trông coi trong vườn đạt ngũ đẳng, Diệp Phàm cũng không tốn nhiều sức lực để giải quyết. Tuy nhiên, đang tiến vào trong vườn, sau khi thấy những dược liệu kia Diệp Phàm tự nhiên có cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác có chút quen thuộc truyền đến,
người này không tự chủ được đến trước một khóm hoa dược liệu màu tím. Đừng động vào. Lúc Diệp Phàm vừa mới vươn tay ra định sờ vào bông hoa xinh đẹp màu tím kia, Tài Nhã ở phía sau xông tới, vội vàng kêu lên. Diệp Phàm xoay người lại nhìn cô, không biết có ý gì. Loại dược liệu này gọi là tử lang hoa, có kịch độc. Chẳng những quả phía dưới có độc, hoa này cũng chứa đựng kịch độc. Có một lần tôi đã cùng Tông Vô Thu tới đây, lúc ấy nhìn thấy loài hoa xinh đẹp này liền muốn hái một ít về trồng ở bệ cửa sổ. Tuy nhiên bị Tông Vô Thu ngăn lại, chỉ thấy ông ta cười tùy tay khẽ vẫy, thủ hạ trông coi vườn đem đến một con ngũ bộ xà. Tông Vô Thu đem ném vào trong bụi tử lang hoa, ngay sau đó con rắn kia toàn thân quằn quại, miệng kêu toán loạn. Sau đó toàn thân run rẩy, miệng phùi một chút bọt màu tím ra. Sau đó chết, hơn nữa khi chết toàn thân tím bầm. Tôi lúc ấy kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh, Tông Vô Thu cười nói, tử lang hoa này rất hiếm thấy, là hoa độc rất nổi danh trong vườn. Ngay cả lúc công nhân chăm sóc vườn cũng đều phải mặc quần áo phòng hộ mới được. Không cẩn thận dính vào nhất định sẽ chết. Trừ khi có thuốc giải độc của Tông Vô Thu. Tài Nhã có chút sợ hãi nhìn chằm chằm tử lang hoa. Ừ, lợi hại vậy, ngay cả ngũ bộ xà cũng bị độc làm cho chết. Xem ra tử lang hoa này đúng thật xứng đáng được gọi là hoa độc. Diệp Phàm gật đầu lui về phía sau một bước. Tuy nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó hơi khác thường. Tài Nhã đột nhiên lại nói. Có cái gì khác thường? Diệp Phàm hỏi. Có một lần tôi lén lút đến nơi này, vì khi đó tôi không muốn sống nữa. Tài Nhã nói. Cho nên cô muốn hái tử lang hoa, định tự tử. Diệp Phàm hỏi. Ừ, chỉ có điều, tôi cố ý làm nát vài cọng, còn nuốt vài cọng. Tuy nhiên, chỉ khó chịu trong vài ngày, không ngờ không chết. Tôi nghĩ có phải Tông Vô Thu đã lén cho thuốc giải trong đồ ăn của tôi không? Tài Nhã nói. Đại khái là vậy. Diệp Phàm gật gật đầu, lúc này cảm giác kỳ diệu lại nổi lên. Trong lòng mình không những không cảm thấy loài hoa tử lang này đáng sợ, hơn nữa còn có ý kích động muốn giơ tay hái một đóa hoa nghịch. Tôi rốt cuộc làm sao vậy, rõ ràng là hoa độc tôi còn muốn hái, rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Phàm trong lòng nghi hoặc khó hiểu, khẩn trương thi triển thuật nội kình, khiến nội khí tuần hoàn toàn cơ thể, cảm giác hình như không có chỗ nào đáng lo. Thằng này nhất thời sững sờ, chân không kìm được, bước một bước dài về phía trước. Hơn nữa giống như ma xui quỷ khiến giơ tay ra ngắt một đóa tử lang hoa. Đám người vương nhân bàng sợ tới mức tất cả đều kêu thành tiếng. Tài Nhã đột nhiên đánh một cái về phía Diệp Phàm, muốn đánh rơi đóa tử lang hoa trong tay Diệp Phàm xuống. Vô dụng, cô xem, chất lỏng của bông hoa gãy này đều dính lên tay của tôi rồi. Diệp Phàm vươn bàn tay ra một chút chất lỏng màu tím như cát mịn dính trên tay. Lau nhanh lên. Tài Nhã thật sự lo lắng, vung ống tay áo lên định giúp Diệp Phàm lau dịch màu tím kia. Không sao, tôi lại không có cảm giác không thích đáng rõ ràng. Có lẽ là tôi có sức đề kháng tốt, hoặc độc hoa này còn chưa đến kỳ phát tác. Diệp Phàm nói, ép ra nội khí cẩn thận quan sát đài hoa ở trong tay. Xoay người, hắn khẽ bỏ đóa hoa xuống. Vừa vươn tay ra, nội khí xuất, gốc cây trực tiếp bật ra. Của tử lang hoa này quả thực khá giống với khoai lang. Cực kỳ giống loại khoai tím nhỏ hiên giờ được trồng. Quái, mình không có chút sợ hãi nào, nhìn thấy cái này ngược lại lại có chút hưng phấn. Lẽ nào bàn tay mình nhìn thấy lúc trước đã làm cho mình trúng độc? Đúng rồi, trong bàn tay này không phải có độc sao? Nó là Tông Vô Thu dùng tâm nuôi dưỡng Tài Nhã, nó nổ tung thước mặt mình, chẳng lẽ mình cũng trúng độc? Hoặc là mình đã hấp thụ nội khí mà nó cất giữ? Trong nội khí này chẳng lẽ ẩn chứa độc tố gì đó? Diệp Phàm trong lòng nghĩ ngợi không hiểu ra sao. Cẩn thận một chút Diệp Phàm. Vương Nhân Bàng khi nói lời này âm thanh có chút run sợ. Người này cảm nhận rõ ràng được một chút nguy hiểm của loại độc tố này, giống như phản xạ có điều kiện lùi về phía sau mấy bước. Nhẹ nhàng dùng nội khí chỉ lên trên quả tử lang, bên trong chảy ra một chất lỏng màu tím trong suốt. Chất lỏng này quái dị nhưng không có mùi hôi thối, ngược lại đem lại cho người ta một cảm giác hưng phấn kích thích. Bóp! Âm thanh mặc dù nói là rất nhỏ, hơn nữa từ một chỗ rất xa truyền tới. Nhưng Diệp Phàm lại có đôi mắt ưng, ở thời khắc vạn phần nguy hiểm, nghiêng người dựa vào cảm giác vứt quả tử lang ra ngoài. Huỵch! Của tử lang quả thực bị một phát súng bắn tỉa uy lực lớn bắn trúng, liền nổ tung, lập tức nọc độc màu tím trong suốt này văng lên đầy mặt Diệp Phàm. Đại ca! Vương Nhân Bàng cùng với Tài Nhã sợ tới mức kêu lên. Mau lau đi!
Tài Nhã vội vàng kêu lên. Dừng lại, trong khoảng 300 mét có chuyện, chúng ta bị bại lộ rồi. Diệp Phàm hô, tay khẽ động dùng nội khí ấn ba người Vương Nhân Bàng ngã xuống đất. Bóp! Đối phương biết Diệp Phàm phát giác rồi, lúc này đạn của súng bắn tỉa lập tức bắn qua mười mấy viên. Tay súng này thực không tầm thường, trong khoảng thời gian ngắn, đạn ép bốn người Diệp Phàm đều không ngóc được đầu lên. Nhưng tên Sa Thiên kia thực ra vẫn hôn mê trên mặt đất không hề hay biết. Ha ha ha, người thanh niên, hôm nay dược viên này là nơi cho ngươi táng thân. Trước khi chết nói cho phó giáo chủ biết ngươi có phải là hậu nhân của lão thất phu cung thu kia không, làm chức vị gì trong giáo. Không chừng ta còn có thể cho ngươi thoải mái một chút, bằng không phó giáo chủ sẽ làm cho ngươi muốn chết chẳng được muốn sống cũng chẳng xong. Đương nhiên, nếu ngươi có thể nói ra toàn bộ bí mật của ngũ độc giáo, ta còn có thể xin giáo chủ tha chết cho ngươi. Chỉ cần ngươi quy thuận bản giáo, chúng ta cùng đồ nghiệp lớn. Trong đại sảnh phía trước, thấy âm thanh của phó giáo chủ tông lại truyền tới. Ta nhổ vào, ngươi chỉ như cọng lông mà thôi. Vương Nhân Bàng mắng một câu. Người thanh niên, mồm mép cũng vô dụng thôi. Nói thật với ngươi, giờ ngươi đã bị bao vây toàn bộ. Ngươi công lực cao chúng ta biết, tuy nhiên, xung quanh có 40 tay súng trường uy lực đang chĩa vào ngươi. Ngươi chẳng lẽ làm bằng áo giáp hay sao? Theo những gì ta được biết, cao thủ thập nhị đẳng cũng không có khả năng đạt tới mức độ không sợ súng đạn, kim cương bất hoại. Huống chi ngươi nhiều nhất cũng là cao thủ thập đẳng. Tông Hà công phu mồm mép đùa không tồi. Chương 2429, thiếu chút nữa thì game over nữa. Diệp Phàm không nói hai lời đột nhiên luồn lên, liên tiếp phóng phi đao ra, nhoáng cái đã giết chết ba bóng đen đang ẩn nấp. Có tiếng súng bên kia chẳng lẽ là anh Diệp đang ở đó? Lúc này Lam Tồn Quân cách đó không xa, nói. Đúng là họ, tôi nghe được, Tống phó giáo chủ rất càn rỡ, anh Diệp bị bao vây, xung quanh bị mấy chục súng trường chĩa vào, đoán chừng khó có thể thoát thân. Thiên Thông từ trên nóc nhà nhảy xuống vẻ mặt âm trầm nói. Chúng ta nhanh chóng sang bên đó đi. Lam Tồn Quân cùng Triệu Thanh Ngọc đều sốt ruột quá hét lên. Sang đó cái rắm, đi chịu chết đi. Không phải vừa mới nói với mấy người sao, bọn họ có 40 tay súng, chúng ta có phải là kim cương không mà có thể thoát thân. Thiên Thông quét mắt nhìn mọi người một cái hử nói. Không sang đó chẳng lẽ cứ nhìn anh Diệp bị bọn họ bắt, không được, các anh không đi tôi đi. Lam Tồn Quân cùng Lâm Yếu Phong không nói hai lời tiến về phía có tiếng súng. Ôi, các cậu thật là, thôi vậy, muốn chết thì chết một đống đi, miễn cho người khác nói nhiều. Thiên Thông không có cách nào cũng đành phải đi theo. Chúng ta xuất kích từ bốn phía trước tiên xử lý bọn tập kích, sau đó phối hợp cùng anh Diệp, cao thủ mạnh nhất của Tam Độc Giáo chính là Phó Giáo Chủ Tông, thực lực không hơn tôi là mấy, chỉ cần cao thủ thập đẳng của họ không đến, anh Diệp vẫn có thể chiến thắng. Mấy người phân công nhau giao nhiệm vụ rồi xuất phát. Nhân Bàng, chúng ta không thể để bị đánh bị động như vậy được, trước tiên giải quyết hết súng của bọn chúng mới được, nếu không, chỉ sợ sẽ có phiền toái không cần thiết. Diệp Phàm nói, phân công nhau hành động, chị em thì ở tại chỗ chúng ta thì tách nhau ra, người của bọn chúng cũng có hạn, hơn nữa có lẽ thân thủ của những tay súng này không lớn, chúng ta giải quyết cũng nhanh. Vương Nhân Bàng nói, không cần tách ra, tôi cản phía sau anh. Hai chúng ta cùng phối hộ, gặp một xử lý một. Diệp Phàm nói, lập tức lùi lại phía sau. Diệp Phàm tùy tay nhặt mấy tảng đá dùng nội kình khống chế ném qua bên cạnh lập tức liền ngăn được mấy viên đạn. Vương Nhân Bàng cũng không chậm, nhằm phía trước đánh tới, lập tức giải quyết xong hai người. Đúng lúc này tiếng nổ lớn xung quanh vang lên, tiếng đạn vô cùng ác liệt. Quái, hình như bọn họ đã tự mình đánh nhau. Vương Nhân Bàng nói nhỏ. Có phải mấy người Thiên Thông chạy đến tồi, chúng ta nhanh chóng sang tiếp ứng bọn họ. Diệp Phàm kề sát đất dò xét một hồi nói, hai người ra sức phá vây ra ngoài. Hơn nữa, Thiên Thông ở phía sau công kích, tuy nói là tay súng này tài bắn súng cũng được nhưng thân thủ thì không bằng mấy người Diệp Phàm. Ẩu đà một hồi lập tức giải quyết mười mấy tay súng, lúc này tiếng súng cũng trầm xuống. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm đang đi về phía trước, một bóng người vọt qua, ngẩng đầu nhìn lên. Một bàn tay lớn hướng về phía đầu hắn. Tượng Sơn, đây chính là nơi mày ngất đi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, ra tay không nể tình, dùng khai bi của nhà họ Lâu nghênh đón. Thình thịch, Tượng Sơn dù sao cũng chỉ mới có thân thủ cửu đẳng trình tự thứ hai, không phải đối thủ của người vừa mới đột phá thập đẳng trình tự người thứ hai như Diệp Phàm. Bị khai bi của Diệp Phàm đánh trúng bay ngược lên trên,
cả người làm rạp cả một đám cây, mặt đầy máu. Tượng Sơn nổi giận, giống như lực sĩ Hollywood, lăn một cái, cả người to lớn không ngờ nhảy dựng lên đầu bổ nhào về phía trước, một tay giơ ra ôm lấy eo Diệp Phàm. Nếu bị y ôm chúng thì khá phiền toái, người này cậy thân hình to lớn, người bình thường bị y ôm chắc chắn gãy lưng. Tuy nhiên, hôm nay y gặp Diệp Phàm, chỉ thấy Diệp Phàm dùng ngón tay chỉ lên trời xoay vòng. Một bóng nước giống như hạt trân châu lớn trong nháy mắt đã tạo thành. Trước kia Diệp Phàm muốn ngưng tụ một bóng nước lớn như vậy ít nhất phải mất vài giây đồng hồ. Hiện tại công lực gia tăng và sử dụng quen thủy công thì chỉ cần gần một giây đồng hồ có thể ngưng tụ nước xung quanh thành một bóng nước lớn. Tuy nhiên, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, trước kia bóng nước đều trong suốt không có màu sắc, nhưng bóng nước hôm nay sao lại hơi có màu tím. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thấy Tương Sơn chỉ còn cách mình hơn 3 thước. Nổ! Diệp Phàm thầm nói một câu, bóng nước màu tím lơ lửng giống như núi, vừa chạm đến tóc liền nổ tung. Rầm! Giống như khí cầu đột nhiên nổ tung, tiếng cũng không to. Nhưng Tương Sơn cảm giác rất rõ ràng, cảm giác đầu bị người ta nện cho một búa. Lập tức choáng vàng, máu mắt cũng chảy ra, lỗ mũi lỗ tai không còn cảm giác được gì, máu từ trong đó phun ra. Bộ mặt Tượng Sơn sụp xuống nhìn không thành mặt người. A a a! Tượng Sơn kêu lên thảm thiết, bởi vì trong mắt đã bị bóng nước nổ tung. Y không thể nhìn thấy, giơ tay quờ quạng đi về phía trước. Đi chết đi tiểu tượng! Diệp Phàm đạp một cước tới, một tiếng nổ lớn vang lên. Tượng Sơn không thể khống chế được lập tức bay lên hơn 10 mét đến đúng dưới chân Vương Nhân Bàng. Gã không phải hạng người lương thiện. Nhu cực đao trong tay liền chém xuống. Oai phong một cõi tam độc giáo, một trong tứ đại kim cương Tượng Sơn nát một bên mặt cùng cả người to lớn ngã rầm xuống đất. Bảo vệ Tượng Sơn. Phó giáo chủ Tông gào lên đầy bi ai, hai quả bóng màu tím độc nhằm tới Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng. Ra ra, của anh ở đây. Thiên Thông kêu lên, chuông rời tay bay về phía Tông Hà. Trả lại cho anh đây. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, tay xoay vòng tròn, một bóng nước được hình thành, lập tức tiếp lấy quả bóng độc màu tím. Diệp Phàm vung tay, quả bóng độc chuyển hướng, tăng tốc về phía Tông Hà. Phó giáo mau tránh. Lúc này giọng pháo động đầy lo lắng nói, lia súng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lộn một vòng trốn đạn, trong tay không chậm chút nào, bóng độc màu tím dưới sự khống chế trong nháy mắt đã đến trước mặt Tông Hà. Khi nổ tung chỉ thấy Tông Hà mặt tái nhợt, nhoáng lên một cái, trong tay áo đột nhiên bay ra một con rắn nero màu tím, há mồm cắn về phía bóng độc. Rầm! Bóng độc máu tím trong xương khói bị con rắn cắn thành mấy cái, tuy nhiên, Tông Hà vẫn bị lực ép làm ngã ra xa hơn 10 mét. Nhưng y cũng đã tránh được một kiếp. Giết, giết, giết. Thiên Thông hét lên, cùng Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng hướng về phía trước, mấy người Thiên Thông cũng lao lên từ phía sau. Lại giải quyết xong 7-8 tay súng. Lúc này, cơ bản không nghe tiếng súng bắn tỉa, có lẽ cũng không còn nhiều. Mắt thấy Tông Hà bị tổn thương dưới phi đao của Diệp Phàm. Đúng lúc này một giọng già nua vang lên. Đừng sợ, có chúng ta. Diệp Phàm cảm thấy có hai lực mạnh mẽ áp phi đao của hắn xoay ngược lại hướng về phía Vương Nhân Bàng. Diệp Phàm vội vàng dùng nước đánh bạt phi đao ra một bên. Tóc Vương Nhân Bàng bị phi đao sượt qua một chút, gã sợ tới mức co rụt cổ lại, toát mồ hôi hột. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa game over rồi. Vương Nhân Bàng hít một hơi, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm lên trời. Phát hiện có hai bóng đen trên không trung đang giơ tay đánh về phái Diệp Phàm. Tiểu Thiên mau lên. Vương Nhân Bàng sợ tới mức hét to một tiếng, xòe tay ra muốn công kích, tuy nhiên điều khiến Nhân Bàng khá buồn bực đó là người ta không tiếp cận gã. Tất cả đều bước ra nội tức trên không trung đánh nhau. Thiên Thông vì chưa đột phá thập đẳng, cho nên, nội khí có thể thi triển cũng khá hạn chế, phối hợp một chút với nội lực của Diệp Phàm trên không trung hướng về phía hai bóng đen. Hai tiếng nổ vang lên, Diệp Phàm bị đẩy ngã ra sau xuống một đống cây cách xa chừng 10 mét. Mà Thiên Thông thảm hại hơn, bay xa hơn, thiếu chút nữa đập vào tảng đã cách đó 7-80 mét. Tuy nhiên, Tiểu Thiên vẫn không sao, chỉ là bị xước một mảng ra đầu, máu tươi trào ra. Diệp Phàm lăn một cái, thi triển hổ ưng chi công nháy mắt đã đến trước mặt Thiên Thông, ôm gã lên trong nháy mắt đến bên cạnh Vương Nhân Bàng. Bên kia mấy chị em cùng với Lam Tổn Quân cũng đã đánh tới. Tạm thời dùng hỏa lực của súng đạn ngăn không cho hai bóng đen từ trên không trung nhào xuống phía trước. Mọi người lui về một tảng đá trống lớn. Triệu Thanh Ngọc và Lâm Yếu Phong cầm súng thay nhau chiếm cứ điểm canh gác bí mật.
Diệp Phàm giúp Thiên Thông băng bó qua một chút. Cao thủ Tam Độc Giáo đột nhiên đến đây, hôm nay chỉ sợ có chút phức tạp. Thiên Thông sờ chỗ băng bó trên đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Có thể các trưởng lão trong truyền thuyết của Tam Độc Giáo đã trở lại. Lúc này Tài Nhã nói. Hai người công lực tương đối cao, có lẽ đã đạt đến thập đẳng tầng thứ 3 hoặc 4. Ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Thiên Thông một cái, nói. Hiện giờ đừng để ý đến những cái khác, phá vòng vây mới là quan trọng nhất, nếu không hôm nay tất cả đều chết ở đây. Vứt đi. Thiên Thông cũng tức giận, hung hãn nói. Đúng lúc này Triệu Thanh Ngọc báo tin sườn đông cách đó không xa phát hiện Chu Phương Tinh. Kế dụ địch, có lẽ là cái bẫy. Vương Nhân Bàng cau mày nói. Đừng động đến ông nội của tôi, nhất định là cái bẫy. Vận mệnh của ông nội tôi đã như vậy, Chu Đông tôi cảm ơn mọi người, ngàn vạn lần đứng đến chỗ ông tôi mà lãng phí. Lúc này đôi mắt Chu Đông đỏ lên, giận dữ nói. Tôi đi trước thử xem một chú, không được thì mọi người lấy việc phá vây là việc chính. Diệp Phàm nói, bò dạp xuống đất chạy trốn ra ngoài hơn 10 mét. Khoảng 100 mét phát hiện Chu Phương Tinh bị người ta bắt trói giữa núi. Tay chân vẫn có thể cử động nhưng hình như không thể nói chuyện. Diệp Phàm đi xuống vừa thấy, lập tức sợ hãi. Chương 2430, tôi không sợ độc. Bởi vì dưới chân Chu Phương Tinh treo một mảng lớn sói hoa màu tím. Muốn cứu Chu Phương Tinh phải đạp lên sói hoa này, nếu không khi bay lên không trung sói hoa này sẽ là mục tiêu công kích của đạn bắn tỉa. Bởi vì, trên không trung mục tiêu quá lớn, mặc dù có thể tránh đạn, nhưng hai trưởng lão của Tam Độc Giáo bản lĩnh lớn hơn hắn, muốn đến được ngọn núi kia không khác gì tự tìm đường chết. Có lẽ đây là gian kế của Tam Độc Giáo. Diệp Phàm nhìn ra một chút, phát hiện phạm vi của sói hoa có đến 6-70 mét. Nếu dùng phương pháp ngưng tụ nước lúc này xé ra thì khoảng cách cũng hơi xa. Nếu là 3-40 mét thì Diệp Phàm có thể đánh cược một lần để làm. Trưởng lão, có lẽ bọn họ sẽ bỏ Chu Phương Tinh đấy, kế này dùng không tốt lắm. Tông Hà nói, không nhất định là vậy, có thể thử xem. Tuy nhiên bọn họ muốn rời khỏi vách đá kia cũng không dễ dàng. Chỉ cần vây cho bọn họ khốn khổ, ngay cả đói cũng có thể làm bọn họ chết. Trước mắt bọn họ còn có đạn, người của chúng ta nhiều hơn bọn họ, thi thoảng quấy dày một chút, đạn của họ cũng dùng hết. Đến lúc đó dùng hết đạn rồi chúng ta có thể tấn công. Bọn họ chỉ có một thập đẳng vị hơn nữa bản lĩnh so với tôi còn thấp hơn. Tôi với phù phong của con bản lĩnh đều cao hơn thằng nhóc kia, không cần đến những người cái khác, chỉ cần hai chúng ta có thể giải quyết bọn họ. Một lão già râu đỏ nói. Người này là một trong những trưởng lão của Tam Độc, công lực đã đạt đến thập đẳng trình tự người thứ 3. Ừ, bọn họ còn muốn chạy ra khỏi dược viên là không thể nào. Tôi đã điều đến hàng trăm tên cung thủ, có bắn nát chúng. Tông Hà tràn đầy tin tưởng, nhìn dược viên thở dài nói. Đáng tiếc cho hộ pháp tương, mà hộ pháp xe lại chẳng biết đi đâu, pháo hộ pháp lại bị thương, mã hộ pháp lại đang ở chỗ cha. Nếu không... Với tương trợ của bọn họ chúng ta căn bản cũng không cần dùng cái gì. Tông Hà, con nói bọn họ đến chủ yếu là vì cứu Chu Phương Tinh, có thể chắc chắn không? Tông Vân có chút nghi ngờ, vuốt vuốt râu hỏi. Chắc chắn là như vậy, lúc mới bắt đầu đường chủ Hồng Ý bị chúng bắt, hơn nữa Tông Lạc cũng bị bắt. Bọn họ đề xuất muốn trao đổi Chu Phương Tinh, hơn nữa, lần này bọn họ cử đến cũng không nhiều người, chỉ có vài người, một thập đẳng, một cửu đẳng. Còn có mấy người đẳng cấp không cao lắm. Nếu như nói họ có mục đích khác đến, vì sao không cử thêm nhiều người đến đây? Đã nghe cha nói qua về ngũ độc giáo, thật ra thực lực so với tam độc giáo chúng ta còn hùng hậu hơn một ít. Mượn tám đại hộ pháp của ngũ độc giáo mà nói, mỗi người đều là cửu đẳng đại viên mãn. Vì sao tám đại hộ pháp cũng không có một người đến? Cho nên, chúng tôi đoán chừng là nhà họ Chu đã đổi cửu hương chén với điều kiện duy nhất là cứu Chu Phương Tinh. Cửu hương chén đối với người bình thường thì chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với những người dùng độc như chúng ta thì phải nói là khá quan trọng. Cửu hương chén tuy nói không thể giải trừ tất cả độc dược trong thiên hạ nhưng độc bình thường đều có thể giải, hơn nữa, cha tôi còn nói cửu hương chén có cách sử dụng khác. Tông Hà nói, ừ, Tông Vân gật đầu nói, con nói cũng có lý, đối với người bình thường thì cửu hương chén pha trà dễ uống, bọn họ không biết được bí mật trong đó. Tuy nhiên tôi nhìn phong cách làm việc của mấy người này lại có điểm không giống với người của ngũ độc giáo. Không giống như thế nào? Tông Vân, tôi nói này có phải ông càng già trí nhớ càng kém không?
Trưởng lão Tông Phù Phong cười nói. Có lẽ là cửu hương chén bọn họ vẫn chưa đạt được, cho nên, nhất định phải cứu Chu Phương Tinh ra. Ngũ độc giáo tuy nói là giáo lớn, người cũng nhiều, cao thủ không ít, ngay cả những bang phái lớn của Trung Quốc như Thiếu Lâm Võ Đang cũng đã đấu qua. Chẳng qua nghe nói Trung Quốc thành lập một tổ chức thần bí gọi là Tổ Đặc Nhiệm A. Thực lực của bọn họ cũng không thua bất kỳ bang phái lớn của Trung Quốc nào. Hơn nữa, bọn họ là đại diện châu Á, là đại diện cho đất nước. Tuy nói chưa từng công bố nhưng trong những cao thủ đều biết có một tổ chức thần bí như vậy chuyên môn giải quyết một vài sự vụ trong giới võ thuật. Cho nên, bọn họ chẳng những lấy bản lĩnh võ công làm cơ sở mà còn có những vũ khí hiện đại hỗ trợ. Nghe nói bọn họ dùng đều là những vũ khí tiên tiến nhất của thế giới. Cho nên, ngũ độc giáo tuy nói thực lực mạnh nhưng cũng không dám dùng thủ đoạn không đàng hoàng đi cướp cửu hương chén của nhà họ Chu. Nếu không, bị bọn họ theo dõi thì phiền toái. Tông Vân nói, ừ, khứu giác của Tổ Đặc Nhiệm A cũng không chậm. Tình hình của ngũ độc giáo chắc chắn họ đã có hồ sơ. Tuy nói không thể rõ ràng hết mọi tình hình của ngũ độc giáo nhưng hiểu biết một phần vẫn phải có. Lần trước chúng ta bắt có Chu Phương Tinh, không biết chuyện này có khiến Tổ Đặc Nhiệm A chú ý không? Vốn việc này có người trong giáo không đồng quan điểm, nói là tốt nhất không cần dùng biện pháp bắt cóc. Bởi vì, Chu Phương Tinh đã có thân thủ thất bát đẳng, có thể coi như là cao thủ hạng nhất. Chỉ sợ Tổ Đặc Nhiệm A cũng có hồ sơ của nhà họ Chu Tỉnh Ngũ Chiếu. Nếu chúng ta vừa ra tay, chỉ sợ thu hút sự quan tâm của bọn họ. Nhưng chúng ta rất muốn thu được cửu hương chén của nhà họ Chu nên vẫn ra tay. Lúc đó cũng là suy nghĩ đến việc tổng bộ của chúng ta không ở Trung Quốc mà đang ở Lào. Tổ Đặc Nhiệm A mặc dù muốn đối đầu với chúng ta cũng ngoài tầm tay với. Tôi cũng nghĩ, người lần này tới nếu không phải là người của ngũ độc giáo, có phải là người của Tổ Đặc Nhiệm A cử đến. Vẻ mặt Tông Hà có chút nghiêm trọng. Chắc có lẽ là không, Tổ Đặc Nhiệm A dựa vào cái gì mà ra sức vì nhà họ Chu, lấy lại cửu hương chén vô dụng của họ. Huống chi, mặc dù là Tổ Đặc Nhiệm A cũng phải suy xét đến việc đến chỗ chúng ta để cướp người, đây chính là tổn thất không dậy nổi. Hơn nữa, nhìn các cậu đánh nhau với họ, hình như bọn họ cũng rất hiểu biết về cách dùng độc. Ngoại trừ ngũ độc giáo đối đầu với chúng ta, Tổ Đặc Nhiệm A chưa hiểu được nhiều phương pháp phòng độc như vậy. Tông Phù Phong đầy tự hào hừ nói. Đúng thế. Tông Vân cũng đồng ý gật đầu. Trong lòng Diệp Phàm đang vội, Tổ Đặc Nhiệm A có thể mặc kệ Chu Phương Tinh, nhưng nếu hắn đã có cơ duyên kế thừa toàn bộ nội khí của Bảo Trí Thiền Sư, người ta đã giao cho hắn quan tâm đến người nhà họ Chu. Hiện giờ Chu Phương Tinh gần ngay trước mắt mà không cứu được. Bảo Diệp Phàm buông tha, hắn không làm được. Lúc này, một tâm trạng kỳ lạ lại xuất hiện, gió thổi qua bao hoa sói độc màu tím, một mùi hương hoa bay đến, Diệp Phàm không khỏi hít một hơi, lập tức cảm giác giống như cực kỳ thoải mái. Thật đúng là tà môn, hoa sói tím này chính là vật mà tín đồ của Tam Độc Giáo thấy đều sợ như sợ cọp, sao hắn lại cảm thấy tương đối thân thiết. Trong lòng Diệp Phàm đầy nghi vấn. Lúc này tay giống như phản xạ có điều kiện đưa về phía sói hoa tím rút ra một quả. Chẳng lẽ hắn không sợ sói hoa tím độc này? Lúc trước cũng có một ít chất lỏng phun vào bàn tay đến giờ cũng không có phản ứng gì. Nếu cơ thể hắn có chất kháng thể chống đỡ loại độc này, thì đây chẳng phải nói là hắn không sợ nó sao? Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm quyết định thử một phen. Giơ ngón tay lột vỏ của quả sói hoa màu tím, lộ ra bên trong là thịt quả màu trắng. Còn rất thơm. Diệp Phàm ngửi ngửi, đột nhiên cảm giác cổ họng chấn động, một lực mạnh mẽ hút từ cổ ra ngoài. Hắn đang không phòng bị, miệng hơi mở ra, đến khi hắn tỉnh táo lại, mặt tái nhợt. Bởi vì, vừa rồi lực hút khiến cho hắn không tự chủ cắn một nửa quả sói hoa đã bóc vỏ. Quả sói hoa này quả thực sờ hơi cứng rắn, nhưng vừa vào miệng lập tức biến thành chất lỏng nuốt trôi luôn vào bụng. Xong rồi, hôm nay mạng nhỏ có lẽ phải đặt ở đây rồi. Trong lòng Diệp Phàm thầm kêu lên một tiếng, vội vàng vận thuật dưỡng sinh, theo kinh mạch vận đến dạ dày muốn ép quả sói hoa vừa nuốt vào ra ngoài. Chỉ có điều, Diệp Phàm cảm thấy mệt là lúc này dạ dày không cảm nhận được sự tồn tại của quả sói hoa, hơn nữa, lúc này dạ dày cũng có phản ứng. Một luồng hơi nóng rực làm cho dạ dày giống như bị bỏng, Diệp Phàm vội vàng dùng lực ép hơi nóng này ra ngoài. Chẳng qua không có hiệu quả, gần mười mấy giây đồng hồ. Luồng hơi nóng này rất kỳ lạ tự động men theo kinh mạch không lâu đã đến cổ. Việc này làm cho Diệp Phàm sợ hãi không ít, nếu độc dược vào cổ không phải là hắn xong đời sao. Cho nên, hắn dùng toàn bộ nội tức đưa đến cổ muốn ép quả sói hoa màu tím ra ngoài,
dùng nội lực ngoài ra hút lấy chất độc này. Như vậy là triển khai cuộc đua giữa trong và ngoài. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm giác luồng hơi nóng này càng ngày càng nóng. Từ cổ rồi lan ra toàn thân, giống như vừa bước vào hang lửa. Hắn quay người đang muốn trở lại chỗ thiên thông để hỏi nguyên nhân thì việc lạ đã xảy ra. Luồng hơi nóng này phá tan thành chắn nội tức của Diệp Phàm vọt vào cổ. Xong rồi, toàn bộ chúng độc, cổ của mình xong rồi. Diệp Phàm cay đắng thầm nghĩ. Cũng không có cách nào rồi, cổ không thể khống chế được, không lâu luồng hơi nóng không ngờ mất tiêu một cách kỳ lạ. Diệp Phàm thử vận khí một chút, không ngờ kinh mạch thông suốt, không hề có cảm giác một chút ngăn trở hay yếu ớt nào. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm giác trong lúc này hơi thở hình như còn có chút mạnh lên. Tuy nói mạnh lên không rõ ràng nhưng vẫn là cảm giác tăng mạnh không nhỏ. Sự mạnh lên này so với mỗi ngày luyện công hiệu quả rõ ràng hơn nhiều. Mẹ kiếp, sói hòa tím ông đây còn không sợ, hình như còn gia tăng thêm công lực. Diệp Phàm thầm kinh ngạc, trong lòng thầm nhủ dù sao đều là trúng độc, một quả là trúng độc, nhiều hơn nữa cũng là trúng độc. Cho nên, hắn mặc kệ. Hoặc là không làm hoặc là làm đến cùng, dùng nội thức đào dưới đất lên, không lâu, ngay trước mặt đã là một đống quả sói hoa tím. Hắn ăn hết đống quả sói hoa tím giống như đang ăn hồng. Nuốt hết chất lỏng vào bụng. Sau đó, Diệp Phàm nghiệm ra một điều, chất dịch màu tím này giống như cũng rất nghe lời, không ngờ có thể đi theo nội thức của Diệp Phàm tự động vào cổ, hơn nữa không gây sức ép, cũng không gây khó xử. Chương 2431, ép vào. Nếu ông đây không sợ hoa độc này sao không dùng nhiều chất lỏng một chút ngưng tụ thành bóng nước? Đến lúc đó không chừng tốt hơn cả lựu đạn. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng lập tức liền triển khai hành động, không lâu sau sói hoa rộng gần 10 mét bị hắn ngắt mất một nửa lớn. Ngoài ăn một phần hắn dùng một phần để dùng thủy công ngưng tụ thành 7-8 bóng nước bằng sói hoa độc màu tím. Trong lòng cũng càng lúc càng can đảm, nếu hắn không sợ độc này vậy chi bằng đào hết quả của sói hoa dưới đất lên. Bởi vì cách này, các giáo đồ của tam độc giáo bình thường không dám nghĩ đến. Thứ nhất, quả của sói hoa quả thực chôn rất sâu, đến mấy mét liền. Thứ hai, đất căn bản đã nhiễm độc từ sói hoa có lẽ trong phạm vi 10 mét phía dưới đều có độc thẩm thấu. Mà đào quả của nó ở dưới đất lên khác nào tự chui đầu vào giỏ. Điểm này cũng là làm khó Diệp Phàm. Hắn đã liên hệ được với Thiên Thông, bảo bọn gã triển hành hành động tấn công giả, lấy tiếng súng và viên đạn thu hút sự chú ý của đối phương, để hắn tiện hành động. Không lâu bên chỗ Thiên Thông đã vang lên tiếng đạn nổ ầm ầm. Không phải là bọn họ muốn chạy trốn chứ? Tông Hà nhìn chằm chằm về phía có tiếng súng. Không tốt, thật sự muốn chạy thoát rồi, người to lớn kia đã nhảy lên. Mau mời một trưởng lão lại đây, không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Tông Hà vội vàng nói. Trưởng lão Tông Vân vừa nhận được tin của Tông Hà vội vàng chạy đến. Tuy nhiên, mấy người Thiên Thông lúc này hỏa lực mãnh liệt chưa từng có, mặc dù Tông Vân có thân thủ thập đẳng trình tự 3-4 nhưng dù sao cũng không phải là sắt thép vẫn không dám lấy thân đỡ viên đạn và lựu đạn. Cho nên, tạm thời bên này vẫn lấy phòng ngừa là chính. Trong tiếng súng như sấm, Diệp Phàm thành con tê tê. Hai tay giống như hai thanh dao găm sắc bén xoay tròn. Mà sói hoa dưới đất phía trước không lâu đã không còn nữa, mười mấy giây sau Diệp Phàm đã đến chỗ Chu Phương Tinh. Hắn quan sát một chút, đột nhiên tuôn ra nội tức trong đất, cuối theo bóng nước tự chế bằng sói hoa màu tím hướng bốn phía tản ra ngoài. Ba ba ba, dưới nội tức của Diệp Phàm, mấy quả bóng đều nổ tung, trong phạm vi 50 mét bên cạnh Chu Phương Tinh hình thành một vòng tròn khói độc. Khói độc màu tím dâng lên, Chu Phương Tinh bị bao vây bởi khói độc. Có biến, bên kia có tiếng hét lớn, đạn loạn xạ bay qua. Diệp Phàm đã đứng lên từ trước, thuận tiện trượt đến trước mặt Chu Phương Tinh. Hắn không dám dừng lại, nhanh chóng chuyển Chu Phương Tinh đã bị hôn mê vì hoa độc ra ngoài. Tông Phù Phong tuy nói là bản lĩnh mạnh hơn Diệp Phàm nhưng lão già này cũng tương đối đau đầu với độc của sói hoa. Cho nên, vẫn chừng mắt tìm kiếm, hơn nữa lão cũng không tin có người có thể chạy trốn trong sương mù của sói hoa độc màu tím. Không biết là Diệp Phàm đã chạy ra khỏi đó rồi. Ông nội, Chu Đông chảy nước mắt lại Diệp Phàm một lạy. Ông của cậu tạm thời trúng độc, còn giải độc như thế nào về nước nói sau. Các cậu chờ một chút, tôi đi chế tạo một ít bóng nước độc về. Diệp Phàm nói xong đi vòng vo trong dược viên đang bị phục kích. Bởi vì các giáo đồ của tam độc giáo đều đang ở bên ngoài dược viên, mà dược viên này lại khá lớn, cho nên, Diệp Phàm di chuyển bên trong không bị ai làm phiền. Mẹ kiếp! Nhiều sâm lâu năm như vây, ở một khu vực vườn thuốc Diệp Phàm mừng rỡ phát hiện có mấy chục gốc sâu nhiều năm tuổi. Hắn bất chấp tất cả, rút lấy một củ, phát hiện đầu khá to,
nhìn bề ngoài thì ít nhất cũng phải có 30 năm rồi. Tam độc giáo tích lũy thật sự là sâu, Diệp Phàm lập tức ra tay thành một gã nông dân cần cù đào nhân sâm. Mấy chục gốc sâm có tuổi toàn bộ bị hắn cất vào túi da đặc chế sau lưng. Tuy nhiên, Diệp Phàm không tìm tiếp nữa, sợ mấy người thiên thông không chịu được. Cho nên, hắn trực tiếp đến khu vực sói hoa. Không lâu, lại đã làm ra hơn 10 bóng nước độc. Mà hắn đã ăn đủ no, có lẽ là sói hoa trong dược viên này đã bị hắn làm cho tan nát, hắn mới quay lại chỗ thiên thông. Diệp Phàm cho rằng phải có sức lấy nhân sâm nhiều năm tuổi ra cho mọi người gặm như ăn khoai lang. Mỗi người ăn một hai gốc nhân sâm có tuổi xong thể lực cũng đã được bổ sung rất lớn. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng khá đau lòng, những củ sâm có tuổi này nếu có thể dùng phối hợp chế biến thuốc thì có thể chế biến rất nhiều thuốc hữu dụng. Với thứ như vậy ăn sống thật là lãng phí, có lẽ còn không thể hấp thu được 4 phần dược tính. Nghỉ ngơi mấy giờ xong, thấy sức khỏe của mọi người đã được phục hồi, Diệp Phàm ra lệnh một tiếng. Toàn bộ mọi người phá vây. Lúc này đúng vào lúc hoàng hôn, bóng nước độc lập tức lao ra hơn 10 mét mở đường, rất nhanh chóng. Bởi vì Diệp Phàm đã cùng mọi người phối hợp, sau khi ném bóng nước ra xong dùng nội kình cho nổ tung, Diệp Phàm dùng thủy công đem nọc độc phân tán ra. Cùng với gió thổi, phạm vi bao phủ không dưới 100 mét. Đối với xương độc màu tím này tất nhiên các giáo đồ của Tam độc giáo còn sợ hãi, mà mấy người Diệp Phàm có mặt nạ phòng độc bảo hộ. Chỉ có thể liều mình lợi dụng xương độc xông ra ngoài. Quay lại, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy uy hiếp hét lớn. Quả nhiên, tiếng nói vừa vang lên tên như mưa bay ra. Mà trong làn tên như mưa hai bóng đen từ không trung đi xuống, hai bàn tay lật qua lại. Dưới hai bàn tay của hai người một cỗ nội tức mạnh mẽ chấn động không khí nhằm thẳng vào đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng Thiên Thông thử đối kháng mấy chưởng, cảm giác thật sự là không thể dùng lực, đành phải lui về sau. Mà lần này dường như là xui xẻo, hai bóng đen đem theo mười mấy giáo đồ Tam độc giáo bản lĩnh tốt hơn từng bước ép sát, căn bản không cho mấy người Diệp Phàm một cơ hội. Mà lúc này đạn cũng không dùng được, mấy người Diệp Phàm vừa tấn công vừa lui. Phía trước phát hiện một cái hố, Triệu Thanh Ngọc nói, hố như thế nào? Diệp Phàm hỏi, không rõ lắm, tối đen, hình như là hang đá, có vẻ giống như một cái cổng. Triệu Thanh Ngọc nói, lúc này đối phương công kích càng mạnh mẽ hơn. Từ ba phía tấn công lại, tôi thấy căn bản là họ muốn đẩy chúng ta vào hang. Vương Nhân Bàng nhìn cái hang cách đó không xa nói. Hang này đoán chừng là hang chết của chúng ta rồi. Diệp Phàm hừ nói, hắn mạnh mẽ hướng lên không trung thử công kích mở một đường máu. Đáng tiếc hai trưởng lão của đối phương phát ra lực quá man nhh, sau vài lần thử đều bị bọn họ liên kết áp chế trở về. Hơn nữa, vòng vây của đối phương càng ngày càng thu nhỏ. Mấy người Diệp Phàm chỉ có thể lui vào hang. Khi cách cửa hang khoảng 30 mét mọi người đã thấy rõ hình dạng cái hang. Bên trong hình như đều là những tảng đá màu đỏ lửa, cửa hang hẳn là được mở bằng sức người, lộ vẻ rất thô ráp, từ cửa động nhìn vào bên trong không rõ tình hình. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng có một cảm giác rất hưng phấn truyền đến. Quái, tại sao hắn lại hưng phấn, chẳng lẽ bên trong có một độc dược siêu cấp? Diệp Phàm thầm nghĩ, đây không biết có phải là xà quật trong truyền thuyết của Tam độc giáo. Lúc này Tài Nhã Nhẫn không kìm được nói, xà quật là như thế nào? Vương Nhân Bàng sửng sốt, vội vàng hỏi, trong truyền thuyết của Tam độc giáo có một xà quật, nghe nói là lão tổ tông của bọn họ phát hiện xây dựng. Chuyên môn dùng để nuôi rắn, bên trong đủ các loại rắn. Mà xà quật là nơi thích hợp nhất để rắn sinh trưởng, mà một số chi rắn rất độc đã tạo ghép thành đôi ở xà quật. Sự tạp giao này làm cho rắn càng ngày càng độc, cuối cùng được cao thủ của Tam độc nuôi dưỡng mà thành. Như Tha Hồng nghe nói cũng tới từ xà quật, Tài Nhã Nhẫn vẻ mặt lo lắng nói. Xà quật này chẳng phải là tồn tại mấy trăm năm rồi sao, hơn nữa lịch sử trôi qua lâu như vậy có phải là càng ngày càng nhiều rắn không? Mà thông qua tạp giao, nơi này có lẽ tồn tại không ít chi rắn rất độc. Không cần nói những thứ khác, chỉ cần đi xuống đó đã làm cho anh thối chết. Tông Hà rất giỏi tính toán, có lẽ là muốn đẩy hết chúng ta vào xà quật thành bữa cơm lớn cho rắn. Lam Tồn Quân hừ nói. Không đi xuống cũng chỉ có đường chết, không biết xà quật này có đường khác không, nếu không thì chúng ta liền biến thành thức ăn cho rắn đi. Đồng chí Tiểu Thiên có chút uể oải thở dài. Gã mặt mày ỉu xìu quay người lại hô, ở với bọn rắn thôi kia chi bằng xung phong liều chết, chết cũng được chết anh hùng, hơn nữa còn có thể kéo theo vài đệm lưng. Ha ha, quay lại, Diệp Phàm nắm được gã, lúc này bên ngoài càng gần lại, mấy người Diệp Phàm hình như cũng cảm thấy sát khí của hai trưởng lão kia. Chết thế này so với làm thức ăn cho rắn thật là tốt. Thiên Thông hét lớn, đi vào, không đến thời điểm cuối cùng chúng ta không thể để cho rắn ăn.
Diệp Phàm hét lên, họ Diệp kia, anh thật là độc ác. Thiên Thông tức giận kêu lên một tiếng. Tuy nhiên, thấy những người khác đều vào được, gã cũng không nói gì nữa, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm đứng im không nói gì. Còn có mấy trái lựu đạn? Diệp Phàm hỏi Triệu Thanh Ngọc, cộng lại có lẽ còn hơn 10 viên. Triệu Thanh Ngọc nói, cửa hang này cần bao nhiêu viên để nổ? Diệp Phàm hỏi, nổ hang này, vậy chẳng phải là chúng ta tự diệt đường lui để cho rắn ăn sao? Tiêu Thiên giơ chân hét lên, không ổn không ổn, không thể làm như vậy, đó là đường chết. Bình tĩnh một chút, đã như vậy cậu muốn làm như thế nào? Đến lúc đó chúng ta đi vào bên trong, bọn họ tấn công đến phía sau, phía trước có rắn độc, hai mặt đều là địch, không phải là bết bát hơn sao? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại, ai không biết như vậy, chỉ có điều chúng ta có nghĩ gì cũng không có hy vọng. Thiên Thông buồn bã nói, cậu còn muốn đi ra ngoài, có lẽ Tông Vô Thu đã ở bên ngoài chờ cậu rồi. Giết ở cửa hang là chắc chắn không khó. CSONE, chúng ta chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết. Nếu xà quật này có một đường ra khác, chúng ta còn có đường sống. Nếu như là động chết, chúng ta chính là bữa ăn ngon cho đám rắn độc. Thiên Thông, cậu cần phải nghĩ cho kỹ, hiện tại định đi chịu chết hoặc là tạm thời còn sống. Diệp Phàm hỏi. Chương 2432, xà quật. Chết tử tế còn hơn sống thừa, mạng của ông đây rất lớn, không chết được. Thiên Thông không ngờ tức giận, ngẩng đầu đi vào bên trong. Bên này Triệu Thanh Ngọc cũng không chậm, buộc hơn 10 viên đạn lại với nhau, không lâu sau, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ cửa hang đã sụp xuống. Bọn họ đang làm gì đó? Đồ hỗn láo, Tông Vân vẻ mặt đần ra hỏi. Hình như cửa hang đã bị bọn họ nổ sụp, quái lạ, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hầm xà quạt này bên trong chưa nghe nói là có một đường ra khác. Tông Hà cũng không hiểu được vẻ mặt nghi ngờ. Có lẽ là còn có chút ảo tưởng bên trong có một đường ra khác. Tuy nhiên, cửa hang đã bị bọn chúng nổ rồi, chúng ta cũng không vào được. Tông Phù Phong có chút tức giận nói, vào được cũng đừng có đi vào, bên trong thối muốn chết vào đó có gì hay. Hơn nữa không cẩn thận còn trúng độc, chúng ta chỉ cần trấn thủ ở bên ngoài là được, sau đó lại khoét lại cửa hang này. Tông Vân nói, trước tiên ngắt hết điện, Tông Hà hạ lệnh, bên trong tối thật, hơn nữa hình như rất thối. Thiên Thông đi trước ngửi một chút vội nói, đội hết mặt nạ phòng độc lên, nếu gọi là xà quật, số lượng rắn độc cũng không phải là ít. Diệp Phàm nói, mang thứ đó không tiện, độc rắn mặc dù độc nhưng cũng không phun trào nọc độc trong không khí, nên trong không khí hẳn không có bao nhiêu độc tốt, thật ra không cần lo lắng nhiều. Chỉ với thân thủ của chúng ta, cũng không cần lo lắng quá về rắn độc. Thiên Thông lắc đầu từ chối đeo mặt nạ phòng độc, tuy nói mặt nạ phòng độc so với mặt nạ phòng độc bình thường đơn giản hơn nhiều. Nhưng đội trên đầu vẫn có cảm giác không tiện, ngay cả Diệp Phàm cũng biết thế cho nên, cũng không đeo. May mắn tất cả mọi người đều có đèn pin nên nhìn thấy rõ đường. Hang này không phải hướng lên trên mà là hướng xuống dưới đáy. Bên trong tối đen căn bản không thể nhìn được xa, cách đó không xa dưới ngầm sâu là một căn phòng bí mật. Một làn sương mù màu đỏ tím tràn ngập toàn bộ mặt đất của căn hầm. Lờ mờ có thể thấy được một bóng người đang ngồi xếp bằng trong sương mù. Không lâu, bóng người đột nhiên mở rộng miệng khẽ hấp lên trên. Toàn bộ sương mù màu đỏ tím giống như trăm sống đổ về biển đổ hết về phía bóng người. Ngoài cửa hầm một người thanh niên hai tay ôm vai giống như một pho tượng Bồ Tát đứng canh ngoài. Người này chính là một trong tứ đại kim cương của Tam Độc Giáo Mã Thạch, bản lĩnh là cửu đẳng trình tự người thứ ba. Thiếu chút nữa đến cửu đẳng đại viên mãn chi cảnh rồi. Không lâu sau sương mù trong căn phòng bí mật hao hết. Tiểu Nhi, ta muốn rút ra uống máu con. Tông Vô Thu giống lớn một tiếng trong mật thất, nhấn một cái trên vách đá, tiếng động cơ chuyển động vang lên, cửa căn phòng bí mật được mở ra rồi. Mã Thạch đang muốn chào, không thể tưởng tượng được Tông Vô Thu đột nhiên vươn một bàn tay ra, một chưởng vỗ vào vai Mã Thạch. Mã Thạch tối sầm mặt muốn tránh, tuy nhiên, y lại đứng bất động. Cảm giác một luồng lửa nóng truyền vào trong cơ thể mình. Luồng lửa nóng này giống như dung nham bùng nổ, cháy sạch mọi thứ, kiên nghị như Mã Thạch cũng muốn hét lên. Nhưng y vẫn không hé răng. Lửa nóng chảy trong cơ thể Mã Thạch, hai vọng Mã Thạch đột nhiên cảm giác cơ thể rất thoải mái, y hiểu được lập tức mừng như điên. Bụp một tiếng, Mã Thạch đã quỳ xuống đất, vui sướng nói, cảm ơn giáo chủ, cơ duyên thôi, vừa rồi từ căn phòng bí mật ra, thấy tinh thần của cậu vừa lúc thích hợp đột phát. Nếu tôi nói trước cho cậu biết, cậu chắc chắn không thể đột phát. Mà bất ngờ một kích cậu không đề phòng sẽ gia tăng lực phản kháng. Cho nên mới thúc đẩy cậu đạt đến cửu đẳng đại viên mãn.
Tông Vô Thu nói qua có lẽ vài năm nữa thập đẳng sẽ đến với cậu. Đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu. Tông Vô Thu cười ha hả nói. Giáo chủ khôi phục công lực rồi hả? Mã Thạch đứng lên cung kính hỏi. Cũng chưa khôi phục hoàn toàn, một đao kia tôi không hề phòng bị, hơn nữa lại đang mệt mỏi. Tên giặc này, mất công tôi bồi dưỡng y như vậy, không ngờ nuôi một con sói cái mắt trắng. Tông Vô Thu hừ nói, nhìn Mã Thạch một cái, tuy nhiên, hiện tại còn có 12 người đẳng cấp khai nguyên, đủ sức ra ngoài giải quyết mấy tên nhóc đó rồi. Chúng tôi thực sự cũng không nghĩ tới Xe Thiện có thể phản bội giáo chủ, tên giặc này thực sự bị dầu mỡ làm cho hôn mê rồi, giáo chủ đối với chúng ta như cha, sao y có thể làm việc đó? Một khi gặp y, tôi sẽ băm nát y. Mã Thạch trừng mắt nói. Tông Lạc cũng phản rồi, có lẽ hai người bọn họ đang ở cùng một chỗ, không phải là muốn chiếm lấy tam độc giáo của chúng ta sao? Quả thực là buồn cười, chỉ với hai người cửu đẳng bọn họ cũng muốn khống chế tam độc giáo, đơn giản chỉ là trò cười lớn nhất thiên hạ thôi. Buồn cười, thật sự là buồn cười, không cần nói đến những cái khác, lão cung thu của ngũ độc giáo cũng có thể giải quyết hai người bọn họ. Tông Vô Thu hừ nói, đó là đương nhiên, chính giáo chủ đồng ý để bọn họ kế thừa giáo vị, chúng tôi chắc chắn không đồng ý. Mã Thạch nói, đã điều tra ra tung tích của Xe Thiên chưa? Tông Vô Thu vẻ mặt không thay đổi hỏi, chưa, tuy nhiên, mấy người Tông Hà phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, trong đám người ngũ độc giáo có một người cao lớn luôn đeo trên lưng một bao tải. Tông Hà cẩn thận quan sát thì hình như là một người. Mã Thạch nói, chẳng lẽ là Xe Thiên bị chúng bắt, quái, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tông Vô Thu nói, Tông Hà nói là đến đó thì căn phòng bí mật đã bị hủy, hình ảnh đã không còn gì để điều tra được. Mã Thạch nói, hiện giờ bọn họ đang ở đâu? Tông Vô Thu hừ lạnh nói, vẻ mặt đen như than. Nghe nói bị ép vào xà quật, tuy nhiên cửa hang đã bị bọn họ lấy lựu đạn nổ sập. Mã Thạch nói, vào xà quật, bố phải làm cho bọn chúng thành thức ăn cho rắn. Tông Vô Thu nói xong đi lên phía trước. Càng đi vào trong, Diệp Phàm phát hiện những tảng đá bên trong đúng thật là có chút kỳ lạ. Màu sắc rực rỡ giống như màu của cây cối. Tuy nhiên trên vách hang thật sự không có bất luận cây cối gì. Mọi người đi xuống gần 100 mét là lúc bên cạnh có tiếng khẽ nhúc nhích. Cẩn thận, Diệp Phàm vội vàng quay người dùng chân đá Triệu Ngọc Thanh sang một bên. Mà trước mắt một bóng xanh chợt lóe. Diệp Phàm tùy tay dùng một chưởng chụp xuống. Cạch một tiếng, một con rắn nhỏ toàn thân xanh biếc bị Diệp Phàm đánh vào vách động, lập tức cả người rắn cắt thành mấy đoạn. Con rắn nhỏ vô cùng hung hãn, chỉ còn một đoạn đầu nhỏ, không ngờ há miệng nhe răng hướng về phía Triệu Ngọc Thanh. Xúc sinh, nhu cực đao trong tay Vương Nhân Bàng chợt lóe, đầu rắn lập tức bị cắt đôi. Con rắn nhỏ không cam lòng động động rồi chết. Đúng lúc đó, tiếng chuông của Thiên Thông vang lên, ném tới đầu một con rắn lớn. Con rắn này thật là dũng mãnh, không ngờ không chết, đuôi vung lên trời. Mẹ kiếp, tiểu dẹt như mày không làm gì được bố còn được gọi là tiểu thiên sao? Thiên Thông tức giận, cảm thấy có chút mất mặt, gã đã một cái phốc vào đuôi rắn, cái đuôi rắn bị đá bay đi. Tuy nhiên, trong nháy mắt chuyện khiến Thiên Thông kinh ngạc đã xảy ra. Đuôi rắn kia không ngờ đột nhiên nứt ra, két một tiếng liền cắn ống quần của Thiên Thông, nọc độc cứ thể phun ra. Thiên Thông sợ tới mức vội vàng đạp mấy cái xuống đất mới làm cho đuôi rắn vỡ ra nát thành một khối mỏng, con rắn mới không cử động nữa. Quái, đuôi rắn cũng phun nọc độc, chẳng lẽ có hai miệng sao? Thật là lạ, Vương Nhân Bàng và mấy người Diệp Phàm cảm giác có chút lạ, bước lên cẩn thận quan sát con rắn, mấy người cười ra tiếng. Vương Nhân Bàng còn không vừa, cắn miệng rắn dựng lên, nói, mẹ nó, thật là lạ, con rắn này hình như hai miệng, phía trước một miệng chính, cái đuôi cũng có cái miệng này. Hình như nhỏ hơn một chút. Đây đúng là đáng sợ, thường thường chúng ta hay sơ suất không để ý đến đuôi, may mắn là Thiên Thông bản lĩnh chứ không thì thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Diệp Phàm nói, đây gọi là xà quật, không phải nghe nói nuôi mấy nghìn con rắn độc sao, sao hiện giờ lại ít vậy? Hơn nữa, rắn ẩn nấp rất sâu, trong vách đá kia bề ngoài lại giống hòn đá thật sự khiến người ta khó đề phòng. Triệu Thanh Ngọc nói, có chút sợ hãi nhìn lướt qua thành hang, sợ có cái gì đó nhảy ra. Con gái chính là như vậy, thân thủ cao đến đâu thì đối với rắn vẫn rất sợ hãi. Đây là cảm giác sợ hãi trời sinh, có lẽ còn chưa đến trung tâm của hang, những con rắn này chỉ là thử các cậu thôi. Diệp Phàm hừ nói, mẹ ơi, chỉ thử đã đáng sợ như vậy rồi, nếu thật sự gặp rắn độc thì làm sao? Vẻ mặt Tiểu Thiên có chút khó coi, không có cách nào, chúng ta tiếp tục đi vào trong. Diệp Phàm khoát tay áo, đột nhiên giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng bước. Hắn lập tức kề sát đất dùng đôi mắt ưng để dò xét. Không lâu hắn đứng lên,
vẻ mặt có chút âm trầm. Làm sao vậy? Lam Tồn Quân hỏi, chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Diệp Phàm nói, dù sao cũng là chết mau nói ra, mọi người biết sớm cũng tốt. Thiên Thông không kiên nhẫn kêu lên, đúng vậy, nếu phải chết cũng phải biết. Vương Nhân Bàng cũng nói, mấy ngày nay đều bị đánh bại, cơn tức khá lớn. Nếu tôi quan sát đúng mà nói thì người của Tam Độc Giáo đang dọn dẹp cửa hang, Diệp Phàm nói. Chẳng lẽ thật sự muốn vào đây cùng chúng ta sống chết? Tuy nhiên, sụp đổ cũng không nhỏ, hơn nữa, tảng đá rất lớn, bọn họ có lẽ mất khá nhiều thời gian. Lam Tồn Quân nói, không hẳn thế, tôi hình như nghe được tiếng cười lạnh của Tông Vô Thu. Diệp Phàm lắc đầu, Tông Vô Thu, Thiên Thông giọng thống khổ kêu lên, đầu giống như bị người ta giáng cho một quyền, cả người ngồi xổm xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người một cái nói, Tông Vô Thu vào được chúng ta còn lăn lộn cái bóng cọng lông, có lẽ bị lão bắt lấy làm cho sống không bằng chết. Chương 2433, sư phụ rất nổi tiếng. Kể cả để cho rắn ăn cũng không thể để lão bắt được, chúng ta đi vào nhanh thôi. Vương Nhân Bàng cũng buồn rầu quát, đi xuống dưới. Diệp Phàm gật đầu nói, tôi đi đầu, Thiên Thông đi tiếp, Nhân Bàng và Tiểu Lan cản phía sau. Vừa mới đi xuống dưới hơn 10 mét, những âm thanh xì xì quái dị truyền đến, mọi người dùng sức mạnh để quan sát lập tức đều hít một hơi thở sâu, tất cả đều cảm giác da đầu run lên. Bởi vì phía trước cách họ hơn 10 mét không ngờ rắn bò đầy. Những con rắn này lồm ngồm, cả lũ đều đang phát ra tiếng xì xì đáng sợ kia. Cảnh tượng thật sự khá dọa người. Diệp Phàm quan sát một hồi nói, các cậu xem. Ở giữa có một con rắn màu đó rất lớn, có lẽ đó là con đầu đàn rồi. Bắt giặc bắt vua, bắt rắn chúa thì dễ làm thôi. Ừ, con rắn này bề ngoài thật khó nhìn. Trên đầu giống như xếp đống gỗ, gập ghềnh không nói, hơn nữa trên đó còn đầy những bong bóng màu đó, so với con cóc còn xấu hơn. Vương Nhân Bàng gật gật đầu, rắn càng xấu lực tấn công càng mạnh. Đúng lúc này giọng của người sau lưng đội viên dự bị vang lên. Sa Thiên cậu đã tỉnh. Diệp Phàm ra hiệu cho đội viên dự bị buông Sa Thiên xuống. Bởi vì trên người Sa Thiên bị Diệp Phàm dùng lôi âm cương chỉ phong tỏa cũng không sợ y làm chuyện gì. Ôi, hôm nay tôi dừng trong tay các anh, rất thoải mái. Sa Thiên tôi tuy nói bất tài nhưng dù gì cũng là đàn ông, các anh sẽ không gây sức ép cho tôi chứ. Sa Thiên thở dài nói. Sa Thiên, anh có muốn sống đi ra ngoài? Diệp Phàm hỏi, từ Sa Quật đi ra ngoài là tuyệt đối không thể. Cùng với việc bị hàng vạn con rắn cắn xé không bằng thống khoái vẫn thoải mái hơn. Vẻ mặt Sa Thiên khá suy sụp lắn đầu, không thể nào nhận ra người anh hùng vạn trượng lúc nãy rồi. Anh là đàn ông gì thế, chỉ có chút này đã dọa cho anh sợ rồi. Tôi thấy, căn bản anh là người ẻo lả, tôi nhổ vào những loại như thế. Thiên Thông nhổ một ngụm còn hung hăng dẫm lên mấy cái. Tôi có cách gì, phản bội Tông Vô Thu đã không còn đường sống. Hiện tại lại đi vào Sa Quật. Có người nào còn có thể sống đi ra ngoài? Trừ phi là Tông Vô Thu có pháp môn Sa Quật, những người khác không có khả năng có đường sống. Sa Thiên hừ nói, cũng là khôi phục một chút khí thế. Sa Thiên, hiện tại chúng ta đã cột chung trên một chiếc thuyền, Tông Vô Vu đang ở ngoài dọn sạch cửa hang rồi. Một khi ông ta vào đây, đối với đường lối trong hang này ông ta quen thuộc hơn chúng ta nhiều lắm. Hơn nữa, tất cả chúng ta hợp lại cũng không phải là đối thủ của Tông Vô Thu. Tuy nhiên, chết tử tế không bằng sống lười, còn sống tốt hơn là chết, chúng ta chưa đến chỗ cuối cùng. Nếu như còn có thể sống đi ra ngoài, chỉ cần cậu phục tùng, tôi đảm bảo an toàn cho cậu. Diệp Phàm nói, đảm bảo, nếu là Cung Thu nói những lời này còn có khả năng. Còn cậu tự thân mình còn khó bảo toàn dựa vào cái gì để nói những lời này. Sa Thiên hừ nói, một chút không sợ Diệp Phàm, hắn căn bản thể hiện dáng dấp lợn chết không sợ nước sôi. Lại đây, bố để mày xem một chút. Diệp Phàm tức điên rồi, khẽ giơ tay, dùng nội tức mãnh liệt xuất ra, một cỗ lực hút mạnh mẽ truyền đến, Sa Thiên cao lớn như vậy không ngờ bị Diệp Phàm hút đến trước mặt. Đây rõ ràng là nội tức phóng ra ngoài, đương nhiên làm cho tất cả mọi người ở đây đều trợn trừng mắt. Diệp Phàm kéo theo Sa Thiên đi xa hơn 10 mét, tay trái hắn phất phất trên mặt Sa Thiên, trong lòng bàn tay hiện ra một hình ảnh mờ. Biết cái này không? Diệp Phàm hỏi. Chẳng lẽ là, Sa Thiên đột nhiên trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Diệp Phàm rồi lắc lắc đầu, ấp úng nói, làm sao có thể? Làm sao có thể, trên đời này làm gì còn có việc gì không thể? Xem ra, anh hiểu được dấu hiệu này có phải không? Diệp Phàm hỏi, nghe nói qua, chẳng qua là truyền thuyết, nếu cậu thật sự là đệ tử của người đó, Sa Thiên tôi phục. Sa Thiên nói xong đột nhiên hai chân quỳ xuống đất, dáng vẻ rất cung kính nói, con rơi trên cao nhận một lạy của Sa Thiên tôi.
Xem ra anh thật sự biết được việc này, anh nói xem anh biết những gì. Diệp Phàm cũng không giơ tay kéo Sa Thiên lên. Tôi từ nhỏ được Tông Vô Thu nuôi lớn, tuy nhiên, tôi lại không là đồ đệ do Tông Vô Thu dạy dỗ chân chính. Mà tôi có sư phụ khác, lão là Hồ Bát Đao, có phải tên thật không tôi cũng không rõ lắm. Hồ Bát Đao cũng không phải người của Tam Độc Giáo, lão chỉ là người quét rác trong miếu thờ quan trọng nhất của Tổ Tông Tam Độc Giáo. 5 tuổi trong lúc vô ý đi vào trong miếu của Tổ Tông, đây vốn là tội chết, người bình thường đi đến đây đều vô duyên vô cớ chết. Có lẽ là do sư phụ tôi, chỉ có điều không ngờ tôi vào sư phụ hợp ý, chẳng nhưng không chết mà Hồ Bát Đao còn yêu thích tôi. Từ đó về sau tôi lén vào rừng cây nhận truyền thụ của sư phụ. Nhìn qua thì tôi là học nghệ của Tông Vô Thụ, thật ra tôi học chính xác là võ công của Hồ Bát Đao. Chẳng qua sau đó một lần, Tông Vô Thụ đang luyện công đột nhiên nổi điên, không ngờ đánh chết sư phụ tôi. Mà sư phụ cũng không nghĩ Tông Vô Thu sẽ ra tay với mình, lúc ấy bản lĩnh của sư phụ chỉ kém hơn Tông Vô Thu một chút. Tông Vô Thu không ngờ đem sư phụ tôi ném vào xà quật cho rắn ăn, nói là loại cao thủ này sau khi rắn ăn xong cơ thể rắn sẽ tiến triển rất nhanh. Lúc sắp chết sư phụ có phát ra một tiếng lóng cho tôi, sau đó khi 18 tuổi tôi đã dựa theo tiếng lóng của sư phụ tìm được một cái bao. Mới biết tôi là người họ Sa, mà nhà họ Sa cũng không phải là người Lào, cha tôi là Sa Nhất Đao là người Ấn Độ. Mẹ tôi là người Anh tên là Lệ Thủy. Trong nhà có một bảo bối đó là vô cực sát thủy can. Trên thực tế là một cái tẩu thuốc bằng tre, không khác tẩu thuốc của người Trung Quốc là mấy. Nghe nói vô cực sát thủy can có thể hấp thu độc tố dễ dàng cho luyện công. Tông Vô Thu đã muốn có nên mới giết cả nhà tôi. Lúc ấy thấy căn cơ của tôi không tồi nên bế tôi về. Mọi việc này đều bị sư phụ tôi biết được. Có lẽ sau này tôi lén lút học võ công của Hồ Bát Đao bị Tông Vô Thu phát hiện. Lão tặc này lòng dạ rất sâu, vẫn không thể hiện cái gì. Mà Hồ Bát Đao là người giữ miếu của Tam Độc Giáo, người biết rõ ông ta là những trưởng lão cấp bậc rất cao. Tông Vô Thu còn gọi ông ta là sư thúc. Tông Vô Thu biết Hồ Bát Đao dạy tôi luôn luôn bày ra đánh lén ông ấy. Lần đó y mời Hồ Bát Đao uống rượu, kết quả sư phụ không phòng bị nên trúng độc mới có thể bị Tông Vô Thu giết chết. Mà Tông Vô Thu nói với người ngoài là Hồ Bát Đao âm mưu chiếm đoạt di vật của Tổ Tông mới bị y trừng trị theo quy của giáo. Mấy trưởng lão tuy nói có chút hoài nghi nhưng không muốn thay Hồ Bát Đao giải oan. Cho nên, những năm gần đây tôi luôn âm thầm chuẩn bị báo thù. Đáng tiếc đúng là công lực của tôi vẫn quá kém, không có cách nào tìm cơ hội. Lần này các cậu đến đây tôi đã có ý tưởng, chỉ có điều thật đúng là giận Sa Thiên tôi vẫn không thể nào giết lão giặc này. Con rơi! Từ này về sau 160 cân Sa Thiên tôi liền giao cho anh có thể hạ độc tôi hoặc cấm chế. Hy vọng duy nhất của tôi chính là hy vọng bản lĩnh của anh có thể đột phá đến đẳng cấp 12 để giết Tông Vô Thu giúp tôi. Sa Thiên nói không giống như đang nói dối. Tôi chỉ có thể đồng ý với anh khi giờ tôi có thể giết Tông Vô Thu, chờ tôi đến đẳng cấp 12 thì Tông Vô Thu có lẽ đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Tuy nhiên, đối với chuyện luyện công, tiến triển của tôi chắc chắn nhanh hơn lão ta. Cho nên anh phải chuẩn bị tâm lý, thù này có lẽ phải vài chục năm mới có thể trả được. Diệp Phàm nói, không nhất định, Sa Thiên đột nhiên lắc lắc đầu. Sao thế? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Sa Thiên. Không nói dối con rơi, hiện giờ anh đã là người độc cao cấp. Sa Thiên nói, người độc cao cấp là cái gì? Diệp Phàm đúng thật là bị dọa một trận, người độc nghe như sấm nổ bên tai. Tông Vô Thu vô cùng giả dối. Lão bắt chị em tài nhà tả, Sa Thiên nói lại chuyện xảy ra trong căn phòng bí mật một lần. Ý của anh chính là khi Tông Vô Thu muốn dùng bí thuật để khống chế tôi thì trưởng đột nhiên nổ tung. Cho nên không thể thành công, nếu không tôi hiện tại chỉ có thể đi theo Tông Vô Thu, bằng không chỉ có một con đường chết. Diệp Phàm truy hỏi trong lòng cũng dần dần tin tưởng những gì Sa Thiên nói. Bởi vì cùng với việc hắn không sợ sói hoa mà cảm thấy hưng phấn thì xem ra hắn đúng là đã thành người độc đặc biệt rồi. Người độc không sợ độc dược mà còn thích, lúc đó Tông Vô Thu bị tôi chém một đao cho nên, không thể thành công. Tông Vô Thu lúc ấy đã đặt toàn bộ nội khí cùng với tâm trạng đặt hết lên người cậu, nếu không, tôi không thể nào đánh lén thành công. Tông Vô Thu mặc dù không chết nhưng tôi tin lão cũng không có khả năng hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn. Sa Thiên nói, mặc dù bản lĩnh chưa khôi phục hết vào Tông Vô Thu đang bị thương thì chúng ta cũng không có khả năng chống lại lão. Hơn nữa hai trưởng lão của Tam Độc Giáo đã về, bản lĩnh của họ cao hơn tôi. Ngoài ra vào trong xà quật này hy vọng về mạng sống của chúng ta gần như không có. Diệp Phàm nói tất nhiên là đang dò xét. Vừa rồi tôi đã quyết định buông tha không chống cự rồi, tuy nhiên, từ khi nhìn thấy con rơi trên bàn tay anh, tôi quyết định dù chết cũng phải vứt bỏ.
nếu Sa Thiên tôi chết đi, chỉ cần có thể hỗ trợ cậu đi ra ngoài, tôi tin tưởng người trong nhà con rơi cậu sẽ tìm Tông Vô Thu. Có con rơi vua, Tông Vô Thu là cái gì? Sa Thiên nói, Diệp Phàm thầm nói bố còn không biết sư phụ ở đâu mà anh đã tràn đầy hy vọng. Anh phải lấy hành động thực tế để thể hiện lòng trung thành mới được, nếu không anh khó có thể làm tôi tin tưởng. Diệp Phàm hừ nói, tôi biết rồi, từ nay về sau tôi chính là đầy tớ của con rơi cậu. Cậu muốn mệnh của tôi bất cứ lúc nào cũng được. Sa Thiên nói, được, tuy nhiên, khi chưa được tín nhiệm tôi đã dùng cương chỉ trên người anh, đây là pháp môn đặc thù của nhà chúng tôi. Tin rằng mặc dù anh có tìm trưởng môn Thiếu Lâm Võ Đang cũng không giải quyết được gì. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Chương 2434, nụ hôn của rắn. Tôi biết, uy danh của Bức Vương còn uy phong hơn cả trưởng môn Thiếu Lâm Võ Đang nhiều. Sa Thiên tôi tuyệt không dám ăn ở hai lòng. Bằng không, thế gian này tuy lớn cũng không có chỗ cho Sa Thiên tôi dung thân. Huống chi, Tông Vô Thu cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Đời này, chỉ có đi theo Bức Thiếu Gia anh mới có hy vọng sống và báo thù. Nếu như Bức Thiếu Gia không tin, nếu như có cơ hội ra ngoài, tôi sẽ đem anh đến tổ miếu của Tam Độc Giáo lấy túi hành lý nhuốm máu mà sư phụ Hồ Bát Đao để lại cho tôi ra để chứng minh. Cái đó rất khó làm giả, bởi vì, túi hành lý nhuốm máu đó là cha của tôi viết lên bằng cách thức đặc thù, bằng tâm huyết của mình. Sa Thiên nói, ông nói xem, trong tổ miếu của Tam Độc Giáo có phải có thứ gì rất hữu dụng không? Diệp Phàm đột nhiên hứng thú, tên này thật đúng là, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đã nảy lòng tham. Đương nhiên là có, bàn tay khi anh được luyện chế thành độc nhân chính là một vật phẩm trong tổ miếu. Nghe nói cụ tổ trước khi chết đã hòa tan hết nội tức kèm theo chất độc toàn thân vào bàn tay đó, có thể truyền lại cho hậu nhân. Điều khiến Tông Vô Thu buồn bực chính là thân thể ông ta không thích hợp để kế thừa bàn tay này. Cho nên, mới truyền một phần cho hai chị em Tài Nhạ. Tài Nhạ chỉ là một người phụ nữ bình thường. Bởi vì thân thể đặc biệt có tính kháng độc, cho nên, chỉ qua mấy năm ngắn ngủi thông qua sự trợ giúp của bàn tay kia không ngờ đạt đến lục đẳng. Mà sau khi hợp thể với anh, cộng thêm sức mạnh của bàn tay, cùng với sự tương trợ của nội khí tinh thuần của Tông Vô Thu, Bức Thiếu Gia anh bây giờ có phải đã đột phá thập đẳng tầng 2 rồi không? Còn Tài Nhã cũng đã đột phá tới thất đẳng khai nguyên. Kỳ thực, chị em Tài Nhã mới là những người đáng thương. Chỉ là công cụ để Tông Vô Thu luyện chế độc nhân mà thôi. Hơn nữa, khi cô ấy và anh hợp thể vẫn là tấm thân trinh nữ. Bởi vì Tông Vô Thu không có phúc chạm vào thân thể của cô ấy. Điều này đúng là lợi cho anh quá rồi. Bức Thiếu Gia nếu như thực có thể luyện thành công lực độc nhân, với thân thủ thập nhất đẳng của anh hoàn toàn có thể tiêu diệt được Tông Vô Thu, cường giả thập nhị đẳng này. Độc nhân này triển khai độc công thì mới là cao thủ dùng độc thực sự. Chẳng qua nghe Tông Vô Thu nói, hơn trăm năm trở lại đây. Chỉ có cung thu của Ngũ Độc Giáo là luyện thành công một độc nữ. Người con gái này tên là Đàm Tiếu Tiếu, hiện giờ đoán chừng thân thủ cũng sấp xỉ lục đẳng. Sa Thiên nói, tự bản thân tôi trở thành độc nhân rồi thì sau này còn ai dám lại gần tôi, độc nhân này căn bản là không thể luyện, phải khẩn trương loại bỏ mới đúng. Diệp Phàm lắc lắc đầu, không hẳn, độc được khống chế trên tay anh muốn thi triển độc thì độc sẽ ra, nếu không thi triển thì không khác gì người bình thường cả. Đương nhiên, nếu đã được gọi là độc nhân thì nhất định sẽ để lại di chứng. Rốt cuộc là làm thế nào để trở lại, tôi cũng không rõ ràng lắm. Phỏng chừng chỉ có Tông Vô Thu mới hiểu được nguyên nhân. Còn nữa, Cung Thu cũng có lẽ cũng biết. Sau này bản lĩnh của Bức Thiếu Gia cao rồi, nếu như có thể bắt được Tông Vô Thu, tất nhiên có thể ép ông ta khai ra pháp môn của độc nhân. Có lẽ, pháp môn này được giấu trong tổ miếu. Sa Thiên nói, tổ miếu Tam Độc Giáo đã có pháp môn tốt như thế. Bên trong phòng trừng ngoài Hồ Bát Đao ra còn có các cao thủ khác canh gác phải không? Diệp Phàm hỏi, chắc chắn là có, chỉ là tôi chưa từng phát hiện ra mà thôi. Sa Thiên nói, thôi vậy, không nói nữa, tôi chữa thương cho anh trước đã. Tuy nhiên, chỉ có thể làm giảm thương thế đi một chút. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau đi ra ngoài. Diệp Phàm nói, vươn tay dán lòng bàn tay lên. Toàn thân Sa Thiên buông lỏng, để mặc cho khí nội tức của Diệp Phàm lưu động trong các kinh mạch trong người. Nội khí của Bức Thiếu Gia có chút kỳ quái, dường như không chỉ dừng lại ở một luồng, vẫn còn một luồng nội khí nữa rất dịu dàng, rất thoải mái tuần hoàn một vòng trong cơ thể tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Luồng nội khí này dường như có tác dụng chữa thương. Sa Thiên nói, ha ha, bài trừ tạp niệm, chuyên tâm trị thương. Diệp Phàm cười hai tiếng, hắn biết, có lẽ là do nội tức Phật công của thiền sư Bảo Trí đang tác quái. Hơn nữa, Diệp Phàm lần đầu thi triển thủy công của sư phụ trong cơ thể của Sa Thiên.
Thủy công này nghe nói chẳng những có thể ngưng tụ hơi nước công kích đối thủ, hơn nữa, nước là thứ thuần khiết nhất mềm mại nhất thế gian, dùng vào mục đích tốt có thể chữa thương bằng các phân tử nước. Quả nhiên, sau khi thu tay lại biểu hiện của Sa Thiên cho thấy hiệu quả rất tốt. Ít nhất, thương thế của ông ta đã đỡ hơn rất nhiều. Hiện tại đã có thể hành động rồi. Sa Thiên, con rắn toàn thân đỏ rực rỡ thế này đã từng gặp bao giờ chưa? Diệp Phàm chỉ vào con rắn dài chừng 2 mét, to bằng cổ tay, lưỡi đang phun ra thụt vào trong ổ rắn. Chẳng lẽ nó chính là giống lai của Tha Hồng? Sa Thiên nói khá cẩn thận. Chẳng biết được, giết thôi. Diệp Phàm nói, phi đao không tiếng động phân làm ba góc phóng về con rắn đỏ trong ổ rắn kia. Bên này Vương Nhân Bảng cũng không chậm, tất cả đều xông lên giết. Lập tức, trong ổ rắn vang lên tiếng xì xì ghê người, những con rắn độc đó ngẩng đầu lên há miệng phun, nọc độc đặc thành miếng công kích qua như mưa đạn. Đám người Diệp Phàm cầm lấy vật chắn, lao lên công kích. Lựu đạn tuy còn tầm 10 quả, nhưng, lúc này vẫn chưa tới thời khắc mấu chốt nên mọi người vẫn không nỡ dùng. Hơn nữa, huyệt động này tùy tiện cho nổ bừa, nếu như động sụp thì mọi người cũng chỉ còn con đường chết. Trong âm thanh xẹt xẹt, hàng trăm con rắn trong chốc lát bị mọi người chém chết dẫm chết la liệt. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm có chút buồn bực là con rắn đỏ kia lại biết né, ba cái phi đao của mình nó đều né được hết, sượt qua thân rắn cắm lên vách động. Tuy nhiên, những con rắn này rõ ràng đã được huấn luyện. Toàn bộ xếp thành một bức tường rắn, mấy trăm con rắn tạo thành một thành lũy phun nọc độc. Hơn nữa cứ làm như thi đấu tiếp sức, từng đợt phun về phía này. Đám người Diệp Phàm cho dù người nào người nấy đều là cao thủ. Nhưng độ ăn mòn của độc rắn này đặc biệt mạnh, sau khi dính vào vách đá ngay cả đá cũng bị lõm vào từng hố nhỏ. Thứ này nếu như phun lên người thì đi tong, mọi người đều bị ép ngừng lại. Bởi vì, trong miệng con rắn đỏ kia phun ra không phải nọc độc nữa mà là khói độc màu đỏ, dưới sự tác động qua lại từ trưởng kình của mọi người đám khói độc này tản ra rất xa, trong huyệt động này tràn đầy một mùi hương quái dị. Mọi người đều phải đeo mặt nạ phòng độc vốn không muốn đeo lên, ngay cả Diệp Phàm người nghe nói là độc nhân ngửi phải đám xương đỏ này cũng có chút choáng váng. Bởi vì, Diệp Phàm xông lên đầu tiên, đầu chìm trong đám xương mù mới có cảm giác đó. Sa Thiên, không phải ông nói là độc nhân thiên hạ vô địch sao, tại sao tôi cảm thấy đám xương đỏ này có thể uy hiếp đến tôi? Diệp Phàm hỏi Sa Thiên, điều này là đương nhiên, kỳ thực, độc nhân cũng không thể nào vô địch thiên hạ. Chỉ là đặc biệt thành thạo trong lĩnh vực sử dụng độc, chơi độc mà thôi. Cũng không nói là độc nhân không sợ bất kỳ loại độc nào trong thiên hạ. Chỉ có thể nói là loại độc bình thường không hề hấn gì với độc nhân thôi. Nhưng gặp phải loại độc ghê gớm như màn xương đỏ này cho dù là độc nhân cũng phải đề phòng một chút. Đương nhiên, sức đề kháng của độc nhân mạnh hơn chúng tôi nhiều. Vừa rồi anh vọt vào trong màn xương độc, nếu đổi lại thành chúng tôi thì đã trúng độc té xỉu từ lâu. Sa Thiên nói. Độc nhân này xem ra chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Diệp Phàm có chút thất vọng lắc đầu, hơn nữa, còn phải chịu nguy hiểm để độc ngấm vào người. Phỏng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng vì độc tố bùng nổ. Cũng không hẳn, tỉ như khi quyết đấu với cao thủ, anh có khói độc sẽ lợi hơn người ta rất nhiều. Còn nữa, gặp phải quá nhiều người đẳng cấp thấp, anh đánh ra một chưởng, nội khí tuôn khói độc, uy lực một chưởng của anh đó ghê gớm gấp mấy lần chưởng lực bình thường. Phỏng chừng dựa vào năng lực hiện giờ của anh, một chưởng có thể đánh ngã 7-8 người tứ đẳng. Sa Thiên nói, xem ra còn có chút hữu dụng. Trong lòng Diệp Phàm đã thăng bằng hơn một chút. Thiên Thông, thử công kích bằng sóng âm của anh xem. Diệp Phàm kêu lên, nhớ tới lúc công kích tiểu học Sùng Minh, công kích sóng âm của Thiên Thông dường như có ảnh hưởng đối với rắn. Thiên Linh Linh Địa Linh Linh mau hiển linh tiêu diệt đám tạp nham đáng ghê tởm này. Thiên Thông tên này đối diện với ranh giới sống và chết vẫn không quên đùa cợt. Giả thần giả quỷ hô cái chuông của mình trên không trung, quay tròn thật nhanh. Chiếc chuông kia phát ra từng đợt sóng âm truyền đến bầy rắn, không lâu sau, quả nhiên có động tĩnh. Đám rắn kia bắt đầu có chút không cam lòng, chuyển động. Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới cây sáo nhặt được ở tiểu học Sùng Minh, tên này bất kể hữu dụng hay không, lấy từ trong ba lô ra. Phát hiện ra cây sáo này làm từ ngọc thạch, tên này đặt lên môi thổi bằng hóa âm mê thuật, mục tiêu chính là con rắn đỏ trong đám rắn kia. Không lâu sau, bầy rắn bắt đầu điên cuồng, không chịu được. Con nào con nấy đều vặn vẹo người, thậm chí, có những con còn cắn xé nhau. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện ra miệng của con rắn đỏ kia hướng lên trên, há miệng phun xương đỏ. Bầy rắn ở dưới bắt đầu không chịu đựng được sau khi chạm phải màn xương đỏ này không ngờ lập tức bình tĩnh lại. Má nó, con rắn đỏ này thực sự là thủ lĩnh rồi,
không ngờ có thể sử dụng xương đỏ để chỉ huy bầy đàn. Thiên Thông không kìm nổi thốt ra một câu chửi. Xiết 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 xiết, Diệp Phàm thêm vào trong sáo ngọc ý niệm sát phạt của mình, từng đợt công kích về phía con rắn đỏ to lớn kia. Không lâu sau, quả nhiên có tác dụng, con rắn đỏ đó có chút cảm giác không chịu đựng được. Nó bắt đầu vặn vẹo thân hình to lớn, lắc qua lắc lại trong đám rắn. Diệp Phàm tiếp tục tăng thêm lực nội thức đẩy vào trong cây sáo, sau 10 giây, con rắn đỏ rốt cuộc đã hoàn toàn mất khống chế. Nó há rộng miệng, cắn chết một con rắn lục bên cạnh. Mà cái đuôi vung một cái lập tức xúc bay 7-8 con rắn nhỏ. Mà con rắn đỏ hoàn toàn phát điên, nhào vào trong bầy rắn cắn loạn. Đám rắn sợ tới mức vội vàng lẩn trốn, lập tức, rắn trong động loạn cào cào. Cắn cắn cắn, cắn nhau đi, Thiên Thông kêu to, càng ra sức hô chuông. Tên này lại còn vừa nhảy vừa ngoáy mông. Diệp Phàm thấy cơ hội tốt, nín thở. Phóng người một cái nhảy đến trước mặt con rắn đỏ, sờ bên hông một cái, con dao găm sắc bén đã đâm trúng đầu con rắn. Lưỡi dao tạo thành từ nội khí dài khoảng 5cm phía trước lưỡi dao găm xoáy vào trên đầu rắn. Xoẹt, cái đầu rắn to bằng cái bát vang lên một tiếng lìa khỏi thân. Máu tươi lập tức phun ra, đầu rắn xoay tròn bay ra ngoài. Giết, Vương Nhân Bảng giống lên một tiếng. Bầy rắn bị sóng âm của Thiên Thông công kích, vốn đã có chút choáng váng, giờ phút này trước mặt những cao thủ này chỉ còn như những quả dưa chuột bị thu hoạch. Đầu rắn máu rắn la liệt khắp động, hang động rộng lớn này lập tức biến thành một lò giết mổ rắn. Chương 2435, ra đầu tê dại. Nhu cực đao của Vương Nhân Bàng co duỗi lưỡi đao nội khí đặc biệt sắc bén, một đao chém xuống luôn có 3-4 con rắn bị chặt làm mấy đoạn. Khinh thân đề túng thuật của Xe Thiên đặc biệt lợi hại. Bay lượn trên không trung. Mỗi lần bay lên bay xuống, con dao bầu gáy dày trong tay luôn có thể đoạt mấy mạng rắn. Thấy rắn chúa bị giết, Diệp Phàm mới thở phào một hơi. Tuy nhiên, tên này lập tức bị chuyện trước mắt khiến cho thiếu chút nữa thì phát điên. Bởi vì hắn phát hiện cái đuôi trên thân rắn to bằng miệng bát của con rắn đỏ mất đầu kia đập mạnh xuống đất một cái. Thân rắn không đầu không ngờ nhảy bật lên, lập tức quấn lấy eo mình. Thế mà cũng được sao, mất đầu rồi mà. Vương Nhân Bàng ở chỗ xa nhìn lại, lập tức sững sờ, nhìn không được kêu lên thành tiếng. Đúng là mất đầu rồi, chẳng lẽ trên thân lại mọc ra một cái đầu nữa? Ngay cả Thiên Thông sau khi nhìn thấy cũng kinh ngạc ngây cả người. Chuông trong tay thiếu chút nữa tuột khỏi tay bay đi. Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy một nguy cơ rất lớn. Vội vàng hít vào, hai tay chọc vào trong thân rắn đang cuốn chặt lấy mình, khuếch trương ra ngoài, muốn kéo thân rắn không đầu này ra khỏi người mình. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy lực ngàn cân của mình dường như đang khuếch trương một vòng thép dày đến nửa mét, căn bản không thể khuếch trương ra ngoài, thân rắn không đầu lại không hề nhúc nhích tí ti nào, ngược lại còn cảm thấy thân rắn càng ngày càng thít chặt lại. Tôi nói này đại ca, anh ngay cả một thân rắn không đầu còn không thể rứt ra được thì còn làm ăn được gì? Vương Nhân Bàng ở phía xa kia vừa giết rắn vừa cười khan một tiếng. Đúng đấy, anh Diệp có lúc nào vô dụng như thế này chứ? Một thân rắn không đầu còn không thể xử lý được. Dứt khoát đâm đầu vào đậu hũ chết đi thôi. Thiên Thông tên này kéo dài giọng, giọng có chút ẻo lả châm chọc. Lúc này, những con rắn nhỏ chưa bị giết cũng đã sợ đến mức rúc vào đâu đó rồi. Trong huyệt động rộng lớn này chỉ còn lại một thân rắn không đầu quấn chặt lấy Diệp Phàm và một đám người đang đứng ngoài xem. Diệp Phàm bị bọn họ kích, lập tức mặt có chút đỏ lên. Mở, tên này tức giận, dồn sức lực vào hai tay mở ra. Bụp, không ngờ thân thể con rắn kia run rẩy một chút. Co mạnh vào trong. Diệp Phàm bất ngờ cảm thấy hít thở khó khăn, cảm giác như là dây thừng siết cổ đột ngột căng ra. Không ổn, có chuyện rồi, con rắn này có vấn đề. Lúc này, Sa Thiên kêu lên một tiếng, đánh thức mọi người đang chờ xem kịch hay, toàn bộ xông về phía Diệp Phàm. Xì xì, lúc mấy người sắp đến gần bên người Diệp Phàm, vài tia chất lỏng màu đỏ bắn tới. Mỗi người một tia, mau lùi lại, Diệp Phàm quát to một tiếng, liều mình lăn xuống đất. Xèo, sắc mặt Vương Nhân Bàng khá khó coi, bởi vì, đồng phục phòng hộ của tổ đặc nhiệm A mà mình mặc không ngờ bị tia chất lỏng đó bắn rách một lỗ. Mau cởi ra, kịch độc, Sa Thiên hô, còn mấy người chưa bị phun chúng vội vàng thối lui đến mấy chục mét. Mọi người phát hiện những tia chất lỏng đỏ, nhỏ như tơ vì Diệp Phàm lăn mà đổi phương hướng, trực tiếp bắn lên vách động lại bị ăn vào sâu hơn một mét. Vương Nhân Bàng đương nhiên tin tưởng lời Sa Thiên nói rồi, dù sao người ta là người chơi độc lành nghề. Do đó không chút do dự lập tức cởi áo khoác ra. Cởi sạch, cởi hết ra, Sa Thiên hét lớn. Không có quần lót sao được. Vương Nhân Bàng tức giận, la lớn. Cậu cần mạng sống hay cần thể diện,
độc này một khi dính vào da, phỏng chừng sẽ trực tiếp khoét vào, lúc đó cậu có muốn cởi cũng không kịp nữa rồi. Cậu còn chưa nhìn thấy sao, thân rắn không đầu này còn có thể quấn cho thiếu gia bức cao thủ thập đẳng không cách nào thoát thân. Sa Thiên hét lớn, xin anh đấy mau cởi đi, Tài Thanh cuống đến mức rơi lệ, Vương Nhân Bảng nhìn mọi người, bất đắc dĩ soạt một cái cởi luôn cả quần lót. Lộ ra một thân thể cường tráng cùng bụi cỏ rậm rạp dưới háng. Tôi có chuẩn bị một bộ, có điều, là quần áo phụ nữ. Hơi nhỏ một chút, cậu mặc lên đi. Triệu Thanh Ngọc vội vàng lấy trong ba lô ra một bộ quần áo ném tới. Vương Nhân Bảng tên này cũng không để ý nhiều đến vậy, nhanh chóng mặc vào. Tuy rằng hơi chật nhưng vẫn mặc được, chỉ có điều mặc quần lót phụ nữ lên người, tên này vẫn luôn cảm thấy rất mất mặt, nhất thời khá ngượng ngùng. Tình huống cấp bách phải nghe theo lệnh, không sao cả. Lam Tồn Quân cười khan một tiếng. Làm sao bây giờ, anh Diệp vẫn chưa thoát thân. Thiên Thông hỏi, các cậu không được qua đây, tôi sẽ tự giải quyết. Nếu như chúng phải độc này thì sẽ không còn mạng đâu. Cơ thể của tôi đặc biệt, khả năng kháng độc mạnh hơn chút. Diệp Phàm đang lăn lộn trên đất kêu lên. Đám con cháu nhà rùa kia, Diệp Phàm dốc toàn lực không ngờ vẫn không thể kéo thân rắn không đầu ra. Tên này vội vàng bỏ một tay ra nắm lấy dao găm, định đâm vào, tuy nhiên, chỉ một cánh tay không chống đỡ nổi sự co rút của thân rắn. Lập tức cảm thấy lồng ngực như bị cắt đứt, tên này vội vàng cho tay đỡ, nhưng cục diện lại trở nên bế tắc. Sao lại mọc thêm một cái đầu? Lúc này, Thiên Thông mắt tinh hoàng tới mức kêu to. Mọi người nhìn sang, phát hiện chỗ bê bết máu, nơi mà đầu rắn bị chặt đứt mọc ra một cái đầu rắn, chỉ là cái đầu rắn này không to bằng lúc đầu, có lẽ chỉ nhỏ bằng nắm tay. Đầu rắn này màu xanh đậm, há miệng cắn về phía Diệp Phàm. Mau tránh, thiếu gia bức, Sa Thiên cuống đến mức xông lên. Mọi người cũng không khác là bao, toàn bộ cầm vũ khí hướng về cái đầu rắn đó. Tuy nhiên, thân rắn đang quấn lấy Diệp Phàm, mọi người cũng không dám dùng lực mạnh. Hơn nữa, còn phải phòng ngừa nó phun tơ đỏ. Đừng tới đây, Diệp Phàm bất chợt nhún hai chân một cái, mang theo thân rắn bay lên không trung, hung tợn há miệng, cảm thấy trong đan điền khẽ động, một thứ không rõ ràng, dường như có chút nội thức nóng bỏng phun ra, hình thành một viên gì đó trong miệng, phun chúng vào đầu rắn mới mọc. Bùm một tiếng, chuyện lạ đã xảy ra, cái đầu rắn lợi hại này không ngờ bị Diệp Phàm phun một cài liền nổ tung. Mà màn xương màu đỏ từ chỗ nứt đầu rắn mới phun ra như suối. Diệp Phàm cảm thấy choáng váng. Tuy nhiên, nháy mắt, đan điền tên này lại bắt đầu hưng phấn. Hút mạnh một cái, tên này dường như thành phản xạ có điều kiện há miệng ra, ra sức hút, không ngờ hút cả màn xương đỏ và máu rắn vào trong bụng. Mau nhổ ra đi, Vương Nhân Bàng sợ hãi kêu lớn. Tên này trong nháy mắt tỉnh táo lại liền muốn ói, có điều, không ói ra được. Màn xương đỏ kia tràn vào trong bụng Diệp Phàm không lâu không ngờ men theo kinh mạch vào đan điền, không còn động tĩnh gì nữa. Mà Diệp Phàm lại lần nữa dồn sức giãy ra, rắc một tiếng, lần này thân rắn không đầu không ngờ bị khuếch trương, vỡ thành từng đoạn. Quái lạ, lần này sao chẳng dùng sức gì cả liền răng đứt được nhỉ? Diệp Phàm lẩm bẩm một câu, nếu tôi đoán không sai. Con rắn lớn màu đỏ này không phải là một con mà là hai con. Uy lực của con rắn đỏ ở bên ngoài thực ra không bằng con rắn lục nấp trong bụng nó. Mọi người nhìn đi, vạch ra nhìn, nhất định có hai lớp. Sa Thiên nói, Vương Nhân Bàng vươn nhu cực đao ra rạch một cái liền mổ bụng nó ra, quả nhiên là hai con rắn. Bên trong là một con màu xanh, thật là quỷ dị, làm sao mà nó sống được nhỉ, nuôi thế nào được nhỉ. Tiểu Thiên rụt rụt cổ, lòng còn sợ hãi. Đây là thủ đoạn của Tam Độc Giáo, nuôi dưỡng thế nào tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, rắn mẹ con kiểu này chắc chắn sẽ không nhiều. Mà thân rắn không đầu đoán chừng là do con rắn nhỏ trong bụng khống chế mới cuốn lấy thiếu gia bức. Có điều, con rắn nhỏ ghê gớm hơn. Cũng may đàm của thiếu gia bức lợi hại, không ngờ phun chết con rắn nhỏ phỏng chừng cả đao thương cũng khó giết được này. Sa Thiên nói, đúng rồi, tại sao ông lại gọi Diệp Phàm là thiếu gia bức? Thiên Thông đột nhiên hỏi. Chắc ông ta nghe nhầm, tôi không phải họ Phù mà họ Diệp. Diệp Phàm vội vàng giải thích, bằng không, tên Thiên Thông này tra hỏi rõ ràng chỉ sợ việc đó sẽ bị lộ. Đúng vậy, tôi nghe lầm rồi, về sau sẽ gọi là thiếu gia Diệp. Sa Thiên vội vàng gật đầu nói, đồng chí Tiểu Diệp, đàm của anh lợi hại thật, ngay cả cái đầu rắn cứng như vậy cũng có thể phun chết, nếu mà phun lên người thì chắc là tiêu đời. Đồng chí Tiểu Thiên cười nói, cái này ấy hả, vận động khí một chút ấy mà. Có lẽ là do tôi cuống quá dồn nội kình toàn thân vào đàm. Cho nên, đừng nghĩ nó là đàm bình thường, kỳ thực, độ cứng của đàm này không thua gì đạn thép đâu. Hay là, anh thử xem,
Diệp Phàm nửa thật nửa đùa giải thích, chỉ có Diệp Phàm cùng Sa Thiên mới biết, đây nhất định là tác dụng của độc hoàn cực độc do độc nhân đột ngột tuôn ra. Sa Thiên đã tận mắt thấy, lúc ấy Diệp Phàm phun ra một ngụm đàm không ngờ lại làm Tông Vô Thu bị thương. Đó là lúc trước Diệp Phàm trong lúc kế thừa độc tố ở bàn tay kia không chịu nổi nữa mới vô ý phun ra. Một ngụm đàm độc đó chứa độc tố trong bàn tay đó cùng nội khí, còn có nội khí do Tông Vô Thu thi triển ra dùng để luyện hóa Diệp Phàm, hợp thành một thể mà phun ra. Hơn nữa, Tông Vô Thu đang không phòng bị đương nhiên bị phun trúng. Bằng không, Diệp Phàm sao có thể phun trúng cao thủ như Tông Vô Thu? Đương nhiên, những chuyện này Diệp Phàm sẽ không giải thích với mọi người. Thế gian này chỉ Diệp Phàm và Sa Thiên biết được đạo lý trong đó. Thử cái rắm, bố không phải thép tấm. Thiên Thông tức giận hừ nói, chấn động từ bên ngoài càng lúc càng lớn, phỏng chừng bọn chúng đang tăng cường đá phá cửa động. Chúng ta mau đi vào trong đi, một khi Tông Vô Thu đến, chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Phàm nói, tiếp tục đi vào trong. Đúng rồi Sa Thiên, trước kia ông đã từng đi vào xà quật này chưa? Diệp Phàm hỏi, chưa, Sa Thiên lắc đầu, sao lại thế được, nghe nói ông là cận vệ của Tông Vô Thu mà. Cấp bậc cũng không khác gì đái đao thị vệ của Hoàng đế. Tông Vô Thu ngay cả mật thất thần bí như vậy cũng có thể cho ông biết, xà quật này chắc không thể nào Tông Vô Thu cũng chưa từng đến chứ. Lam Tồn Quân nhìn Sa Thiên, thực sự chưa từng vào, mấy giờ trước chúng ta còn là kẻ địch. Hiện tại bước trên cùng một con thuyền rồi, Sa Thiên tôi hiện giờ không còn là Sa Thiên đứng đầu tứ đại kim cang nữa, mà đã trở thành một Sa Thiên hoàn toàn mới, là thuộc hạ trung thành của thiếu gia Diệp. Chuyện này tôi gạt các anh thì có lợi gì? Trước kia Tông Vô Thu nhất định có vào nơi này, chỉ có điều, ông ta vào đây lúc nào thì đến tôi cũng không biết được. Có rất nhiều lần tôi đều chỉ canh giữ trước cửa động của xà quật. Tông Vô Thu nói bên trong quá nguy hiểm, không cho tôi đi vào. Kỳ thực tôi rất muốn đi vào, có mấy lần cũng len lén tới, tuy nhiên, phát hiện gần đấy lại có một trong tứ đại trưởng lão của Tam Độc Giáo Tông Hao Thiên đang canh gác. Tông Hao Thiên là cường giả thập đẳng đại viên mãn, nếu như tôi muốn đi vào, ông ta không thể nào không phát hiện ra. Sa Thiên nói, đúng rồi, tứ đại trưởng lão là những người thế nào? Mỗi người đều phụ trách công việc của một lĩnh vực đúng không? Diệp Phàm hỏi. Chương 2436, Thanh Điện. Tam Độc Giáo có tứ đại trưởng lão, lão đại Tông Minh Thiên, thập đẳng đại viên mãn. Lão nhị Tông Hạo Thiên, thập đẳng đại viên mãn, phụ trách công việc trông coi xà quật này. Lão Tam Tông Vân, thập đẳng tầng thứ ba, bình thường phụ trách sắp xếp canh gác miếu và việc vặt hàng ngày. Lão Tứ Tông Phù Phong, thập đẳng tầng thứ ba, chủ yếu phụ trách chuyện vặt vãnh ở bên ngoài, kỳ thực, Tông Phù Phong chính là tổng đường chủ ngoại đường của Tam Độc Giáo. Chuyện bên ngoài đều do ông ta phụ trách, mà lão đại Tông Minh Thiên thần bí nhất, ngay cả tôi ở trong này 30 năm rồi nhưng cũng rất ít khi nhìn thấy bóng dáng ông ta. Hơn nữa, ông ta cụ thể phụ trách việc gì tôi cũng rõ lắm. Tuy nhiên, tôi nghi rằng người này phụ trách công việc canh giữ tổ miếu. Sa Thiên nói, xem ra, thực lực của Tam Độc Giáo đúng là không vừa. Lam Tồn Quân nói, không bằng Ngũ Độc Giáo các anh, Ngũ Độc Giáo có bát đại hộ pháp. Tám hộ pháp này người nào cũng có thân thủ tương tự ta. Hơn nữa, bọn họ rốt cuộc có mấy trưởng lão chúng tôi vẫn không biết rõ. Mấy trăm năm trước, hai vị giáo chủ tranh quyền, dẫn đến việc phân chia cuối cùng. Ngũ Độc Giáo một phân thành hai, Tổ Thượng Tông gia mang theo một đám nhân mã đến Lào thành lập Tam Độc Giáo. Mà phần lớn các cao thủ vẫn thuộc sự quản lý của cung gia trong Ngũ Độc Giáo ban đầu. Tuy nhiên, theo sự phát triển của thời đại, Ngũ Độc Giáo ở trong cảnh nội Trung Quốc sự quản chế của quốc gia tương đối nghiêm khắc. Cho nên, ở nghiệp vụ chế độc bán độc không bằng Tam Độc Giáo chúng tôi. Tuy nhiên, Ngũ Độc Giáo bọn họ có việc buôn bán của mình. Về khả năng kinh tế không kém Tam Độc Giáo là bao. Bọn họ làm kinh doanh cả hai bên Hắc Bạch, còn Tam Độc Giáo chỉ kinh doanh bên Hắc Đạo thôi. Bởi vì nơi này gần Tam Giác Vàng, cho nên, dùng heroin điều chế độc tố là nguồn thu nhập rất lớn của Tam Độc Giáo. Mà Ngũ Độc Giáo cũng tương đối thông minh, bọn họ hiện tại chế tạo ra rất nhiều độc dược có thể sử dụng cho việc chữa bệnh, trị bệnh cứu người. Bọn họ gọi đó là lấy độc trị độc, thu nhập từ lĩnh vực này đúng là không ít. Hai bên giáo phái chúng ta vẫn thường thường xảy ra xô xát. Hành động lớn như việc các anh hôm nay công kích vào cũng không nhiều. Dù sao, chính phủ còn có quân đội. Nếu như hành động quá gây chú ý, kéo quân đội tới thì xong hoàn toàn rồi. Về mặt này, chúng tôi còn tự do một chút, mà Ngũ Độc Giáo càng cẩn thận hơn. Dù sao, nhà nước Trung Quốc quá hùng mạnh, quân đội và chính phủ quá hùng mạnh. Ngũ Độc Giáo căn bản không có khả năng chống đối lại.
Sa Thiên nói, có thể sử dụng độc cứu người cũng không tệ. Diệp Phàm gật gật đầu, đột nhiên vung tay lên, tất cả mọi người đều nằm sấp xuống mặt đất. Phía trước có một mạch nói ngầm, rộng khoảng 4.050 mét. Phía trên có một cây cầu dựng bằng xích sắt. Diệp Phàm nói, Lam Tồn Quân và Vương Nhân Bảng tiến lên quan sát một hồi. Muốn đi qua phòng chừng tương đối nguy hiểm, mặt sông cũng không phải quá rộng, có điều, vì không có dụng cụ chiếu sáng, quá tối. Dòng chảy cũng không thể nói là chậm, tình hình trong sông không rõ lắm. Lam Tồn Quân nói, kỳ lạ, không phát hiện tình trạng dị thường, dường như ngay cả một con rắn cũng không có. Vương Nhân Bàng có chút nghi hoặc, bọn chúng thiếu gì biện pháp giấu rắn, ở chỗ anh không nghĩ sẽ có rắn thì thường đều sẽ xuất hiện rắn. Hơn nữa, càng là chỗ anh thấy như an toàn lại càng không an toàn. Như bây giờ đây, không thấy một bóng con rắn nào, thường nơi này cần phải đặc biệt cẩn thận mới được. Sa Thiên nói, không ổn, phỏng chừng bọn chúng đang đuổi đến. Lúc này, Thiên Thông kêu lên, Diệp Phàm khẩn trương kề sát mặt đất dò xét một hồi, sắc mặt khá nghiêm trọng, hắn nhìn Triệu Thanh Ngọc, nói, phỏng chừng Tông Vô Thu đã vào được, không còn cách nào khác, Tiểu Triệu, cô dẫn người nổ sụp chỗ hẹp đằng sau chặn lại. Trong động này muốn xử lý đá sụp có lẽ càng khó khăn hơn. Chỉ có thể làm thế thôi, bằng không, Tông Vô Thu vừa đến, chúng ta tất cả đều game over rồi. Thiên Thông cũng thở dài, lựu đạn thừa không còn nhiều nữa, tôi nghĩ nên giữ một ít để lúc sau dùng trong trường hợp khẩn cấp. Có điều, nếu lựu đạn quá ít quy lực sẽ quá kém, nổ không được bao nhiêu đá. Tông Vô Thu thân thủ thập nhị đẳng, tay di chuyển đá tảng lớn mấy chục nghìn cân thậm chí 100.000 phỏng chừng cũng có thể. Triệu Thanh Ngọc sắc mặt ngưng trọng hơn bao giờ hết, như vậy đi, chúng ta cùng nhau phát ra trưởng lực nổ cùng lựu đạn. Như vậy uy lực sẽ lớn hơn nhiều rồi. Diệp Phàm hạ quyết tâm, mọi người cũng không nói gì thêm. Sau khi lùi mấy chục mét liền phát hiện ra một chỗ rất nhỏ hẹp. Triệu Thanh Ngọc sau khi chuẩn bị xong lựu đạn thì mọi người cùng nhau phát lực. Một tiếng ầm thật lớn, hiệu quả không tệ. Những tảng đá lớn bị sụp xuống chặn đứng đường động. Muốn tiến vào, có lẽ phải mất nhiều thời gian. Chúng ta đang tự đào mộ chôn mình, không còn cách nào khác, bỏ đi. Diệp Phàm nói, người nhảy lên chiếc cầu. Còn đám người Triệu Thanh Ngọc cầm súng bắn tỉa nhìn chăm chăm vào dòng sông để phòng ngừa tình huống bất ngờ. Vừa rơi xuống cầu, bất ngờ, đồng tử của Diệp Phàm co rút. Vội vàng đứng một chân trên chân trái, người bật mạnh lên, xoay tròn một cái trở về chỗ cũ. Toàn là rắn, con nào con nấy đều nhỏ hơn con giun. Không cẩn thận sẽ không thấy. Vừa rồi những con rắn nhỏ này không động đậy gì, có lẽ là tôi vừa nhảy qua gây chấn động, khiến chúng nó để ý, con nào cũng há miệng ra, trong miệng có thể phun tơ như nhện. Phỏng chừng, những cái tơ này chắc chắn có độc. Diệp Phàm nói, tôi nhớ ra rồi, những con rắn nhỏ loại này Tông Vô Thu gọi là thanh điện, về phần tại sao gọi là thanh điện tôi cũng không rõ. Bọn chúng tuy nhỏ như sợi len, nhưng lực công kích khá mạnh. Ngoại đường từng có một tên phản bội bị bắt về, giáo chủ tát một cái gã liền rơi vào một thùng gỗ. Không lâu sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người nọ, tôi chạy tới nhìn, phát hiện trên thân thể gã bò đầy những con thanh điện loại này. Mấy ngàn con thanh điện đều phun ra sợi tơ màu xanh còn nhỏ hơn sợi tóc quấn trên người tên phản bội đó. Không lâu sau, tên phản bội bị gói kín bởi những sợi tơ, giống như một kén tằm hình người lớn. Mà người ở bên trong vẫn không ngừng kêu la thảm thiết. Không lâu sau, tôi phát hiện bên trong chậm chậm chảy ra nước mủ màu máu, thối kinh khủng. Bên trong không còn tiếng động gì nữa, mà cái kén cũng dần dần quắt lại. Chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng co lại thành một nắm bằng nắm tay to. Sau này tôi mới biết, tên phản bội đó đã bị những sợi tơ độc này hòa tan từ lâu, ngay cả xương cốt cứng rắn cũng bị hòa tan thành chất lỏng, bị những sợi tơ này hấp thu, truyền vào trong cơ thể thanh điện. Giáo chủ sau đó nói, biết không, đây là một trong những tuyệt chiêu giết người của tam độc giáo chúng ta. Xã hội hiện đại thì sao chứ? Chúng ta dùng biện pháp này giết người thuê, cho dù cảnh sát hình sự có tài ba đến thế nào cũng không tìm ra chút dấu vết. Người này, chỉ thế là biến mất trên thế giới này rồi. Sa Thiên nói, mọi người nghe mà sởn tóc gáy, hai chị em Tài Nhã và Triệu Thanh Ngọc đều thấy buồn nôn. Đúng là khó khăn, những con rắn đó nhỏ như vậy, bám dày đặc trên xích sắt. Cho dù chúng ta dùng đao dùng súng cũng chỉ có thể giết được mấy con, phí công phí sức. Diệp Phàm nhíu mày nói, dứt khoát nhảy sang bờ bên kia là được, không phải chỉ có 3.040 mét thôi hay sao, chúng ta chạy lấy đà phỏng chừng có thể qua. Bản lĩnh thấp thì để Diệp Phàm giúp một tay. Thế là tất cả đều đi qua được rồi. Tiểu Thiên hơi có vẻ đắc chí, nói. Anh ngốc quá, điều chúng ta có thể nghĩ đến,
Tông Vô Thu không nghĩ đến được sao? Trên xích sắt này có, phỏng chừng trên những tảng đá bên kia càng nhiều. Không tin, chúng ta ném thử mấy tảng đá qua xem. Lam Tồn Quân châm chọc nói, thử chút xem nào. Tiểu Thiên nhấc một tảng đá nặng mấy trăm cân ném về phía đối diện, ầm một tiếng, mọi người khiếp sợ phát hiện. Bên ngoài vách đá đối diện đột nhiên như vật thể sống. Từng tầng nhấp nhô như sóng cuộn, không lâu sau, bắt đầu chuyển động. Tảng đá kia không lâu sau liền biến thành màu xanh. Không lâu sau nữa, tảng đá không ngờ dần dần nhỏ đi, cuối cùng, thu nhỏ thành một nắm bằng nắm tay nhỏ. Trời đất, ngay cả tảng đá cũng có thể tiêu hóa hết, tơ độc này là cái quái gì mà lợi hại vậy? Tiểu Thiên nuốt đầu lưỡi, thiếu chút nữa cắn phải. Bờ bên kia dày đặc những con rắn nhỏ loại này, cho dù có bay nhảy giỏi đến đâu cũng không thể đáp được đến chỗ không có rắn. Hơn nữa, mắt tôi nhìn thấy chỉ toàn rắn nhỏ. Huống chi, động này cũng không cao lớn gì, cũng sẽ bất lợi cho mọi người khi dùng khinh thân để túng thuật. Trừ phi có thể bay là qua thì còn được. Sắc mặt Diệp Phàm khó coi nhìn Sa Thiên một cái. Sa Thiên mở miệng nói, tôi không làm được đâu, tuy rằng tôi giỏi khinh thân để túng thuật nhất. Kỳ thực, bình thường tôi phải cần đến sự trợ giúp của một đôi cánh mới có thể trượt xa. Cái kia, như thiếu gia Diệp đã nói, nhất định cần có không gian để trượt đi mới được, nơi này quá chật, hiệu quả không được tốt như vậy. Nếu muốn bay là qua, vậy chỉ có thể là ngự khí phi hành mà trong tiểu thuyết hay nói. Cái này, chỉ là hư cấu, không thể làm được. Tôi từng tận mắt nhìn thấy giáo chủ không dựa vào bất cứ ngoại vật gì mà trượt đi suốt hai dặm. Lúc đó tôi đã kinh sợ mà cho là thần thánh. Sau đó giáo chủ cười nói cũng không phải là bay. Ông ta nói, mặc dù là cảnh giới trong truyền thuyết cũng không có khả năng khiến con người ta bay lên được. Cái đó, chỉ là nội khí hùng hậu, người luyện võ bức nội khí vào không trung đẩy xuống mặt đất, dựa vào phản lực của không khí, dựa vào thế gió mà trượt đi. Có chút giống như nguyên lý của máy bay phản lực. Hơn nữa, tuy nói chỉ vẻn vẹn có hai dặm, nhưng cũng rất mệt. Còn không bằng trực tiếp chạy trên mặt đất thoải mái hơn. Hơn nữa, độ cao khi trượt đi cũng không thể quá cao. Cái này chỉ có thể coi là trò vô bổ mà thôi. Sa Thiên nói xong, tay khẽ động, quần áo ông ta mặc, dưới cánh tay có một đôi cánh quỷ dị mở ra. Đôi cánh dài 3 mét, có chút giống cánh máy bay. Má ơi, Sa Thiên, chẳng lẽ ông là người chim? Tiểu Thiên bắt đầu hứng thú, chạy tới đưa tay ra sờ sờ đôi cánh. Cũng có chút giống dáng vẻ của Lôi Chấn Tử trong Phong Thần. Lam Tồn Quân nói, đôi cánh này của ông không thể nào là mọc ra được, vậy thì làm ra từ chất liệu gì vậy? Dường như có duỗi rất tự nhiên, khi rụt lại trên người lại không chút dấu vết. Hay thật, Tiểu Thiên hỏi, nổi lên lòng hiếu kỳ. Xin lỗi, đôi cánh này là sư phụ tôi để lại cho tôi, nghe nói sư môn bọn họ đã truyền qua mấy trăm năm rồi. Rất khó chế tạo, khi cần dùng, bức nội khí vào là có thể mở ra. Khi không cần nữa thì thu lại bên người, mỏng như cánh tiên, cũng không có cảm giác nặng nề. Tuy nhiên, ít nhất phải là cường nhân cửu đẳng đại viên mãn mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Tôi sử dụng cũng tương đối tốn sức, hơn nữa, hiệu quả không tốt lắm. Một lần trượt đi khoảng cách xa nhất chỉ được hai dặm. Sa Thiên nói, ông còn có tài liệu chế tạo hay gì đó không? Thiên Thông vẫn không buông tha Sa Thiên. Xin lỗi, đây là bí mật sư môn tôi. Nếu như thiếu gia Diệp hỏi thì tôi sẽ nói. Bởi vì, Sa Thiên tôi từ nay về sau đi theo thiếu gia Diệp rồi. Sa Thiên nói. Chương 2437, hàng chục ngàn con rắn cùng nhảy múa. Hừ, có gì ghê gớm đâu chứ, chán ngắt. Tiểu Thiên hiển nhiên tức giận, bĩu môi quay mặt đi chỗ khác. Tuy nhiên, không đến vài giây tên này lại xoay đầu lại nhìn Diệp Phàm chăm chăm, ý là anh hỏi một chút về bí mật ấy đi. Đồng chí Tiểu Thiên, cái này là bí mật sư môn của người ta. Mỗi người chúng ta đều có bí mật của mình, ép người ta nói ra cũng không hay lắm phải không nào? Diệp Phàm thản nhiên nói. Thiên Thông trừng mắt nhìn hắn một cái, không hỏi nữa. Bên kia truyền tới tiếng động lớn quá, phỏng chừng bọn chúng đang xử lý chỗ chúng ta đã cho nổ sụp rồi. Lam Tồn Quân nói, lần này không dễ xử lý, có một số đá lớn chặn ở đường động. Cho dù Tông Vô Thu có thân thủ thập nhị đẳng cũng không dễ dùng lực. Huống chi, Tông Vô Thu bị thương, phỏng chừng giờ phút này đang ngồi xếp bằng chữa thương, hẳn là không thể nào tham gia khiêng đá. Hơn nữa, bọn chúng cũng không vội. Chúng ta đã là cá trong chậu, còn có gì đáng gây sức ép nữa, tuy nhiên, bọn chúng bây giờ vẫn cứ đuổi theo ở phía sau, đoán chừng là lo chúng ta phá hỏng bên trong. Dù sao chúng ta đều sắp mất mạng cả rồi, trước khi chết vẫn thừa sức phá hỏng chỗ này. Diệp Phàm khôi phục bình tĩnh, nhìn Sa Thiên một cái, hỏi,
rắn thanh điện này cự ly phun tơ cao nhất có thể đạt tới bao nhiêu? Đúng rồi, nếu cự ly không cao lắm, chúng ta nhanh chóng vọt qua là được. Cũng chính là thừa dịp tơ độc của chúng còn chưa kịp chạm tới người chúng ta thì chúng ta đã đổi chân rồi. Lam Tồn Quân nói, cái này, độ cao bao nhiêu tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói rắn này lai với nhện độc mà thành, phỏng chừng chúng nó cũng có chút hít năng lực răng tơ của nhện. Sa Thiên nói, Diệp Phàm không hỏi nữa bật người nhảy lên, một chân rơi xuống chỗ xích sắt, phía dưới quả nhiên chuyển động. Ở chỗ hạ chân xuống, hàng trăm cái miệng nhỏ há ra, tơ độc phun tới. Mà Diệp Phàm phát hiện ra trên xích sắt được cho là lan can xích sắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều rắn nhỏ treo trên không, con nào con nấy trong miệng đều treo tơ độc nhỏ bằng cọng lông, cả thân rắn vời đến người Diệp Phàm như đang đu dây. Mà còn có con rắn thanh điện dứt khoát bò trên dây xích phun tơ độc về phía người Diệp Phàm. Có một cảm giác bị vây đánh, đan điền Diệp Phàm khẽ động, dường như có chút không thoải mái lắm. Biết mình là độc nhân cũng không thể hoàn toàn khắc chế được loại tơ độc này. Nếu như có thể khắc chế, chỗ đan điền sẽ truyền tới sự hưng phấn chứ không phải không thoải mái. Trường lực của Diệp Phàm chuyển động, quét xuống. Không ngờ những con rắn nhỏ này bám quá chắc chắn, chỉ quét chết mấy chục con, mà đại đa số là vẫn cứ bám thật chắc trên xích sắt, không ngờ cả khí nổi kình cũng quét không nổi. Diệp Phàm không dám đặt chân lâu, bởi vì, loại tơ này nghe nói ngay cả xương, cả đá cũng có thể ăn mòn. Ngay cả giải phòng lôi đặc thù của tổ đặc nhiệm A nếu bị tơ độc này quấn lên phỏng chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau khi trở về chỗ cũ Diệp Phàm nói, cự ly chúng phun ra phỏng chừng hơn 1 mét, tuy nhiên, sợi tơ rất dài. Giống như nhện nhà tơ, còn có thể treo người đu tơ công kích. Thực tại còn đáng sợ hơn, khả năng ăn mòn của những tơ độc này quá mạnh, thân thể chúng ta bao gồm cả quần áo bên ngoài và các thứ vật phẩm không thể chạm vào những tơ độc này. Dùng lửa thiêu thử xem, Triệu Thanh Ngọc nói. Trước thử một chút, mọi người chuẩn bị sẵn sàng vọt qua. Ở trong này không thể lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta không thể lãng phí được. Diệp Phàm gật gật đầu, Triệu Thanh Ngọc lấy từ trong ba lô mình ra một thứ có hình dạng như bình xịt gôm. Sau khi nhập mật mã liền quay miệng phun hướng tới xích sắt, phun. Một luồng lửa cực nóng cỡ bằng ngón tay phun ra, cái này đương nhiên cũng là sản phẩm độc quyền của các chuyên gia tổ khoa học năng lượng A rồi. Bởi vì chất lỏng bên trong được nén bằng áp suất cao. Cho nên, cự ly phun ra có thể đạt tới mấy chục mét. Hơn nữa, nhiệt độ của ngọn lửa tương đối cao. Tuy nhiên, điều khiến mọi người được mở rộng tầm mắt chính là, sau khi luồng lửa nóng rực như vậy phun lên xích sắt, những con rắn nhỏ chỉ ngọ nguậy, đong đưa. Đương nhiên cũng có một bộ phận bị chết cháy. Hơn nữa, tơ độc màu xanh trong luồng lửa không ngờ dần biến thành màu vàng. Mà rắn chết đi cũng không nhiều, ngược lại có một đống lớn những con rắn nhỏ dường như đặc biệt hưng phấn. Con nào con nấy cũng đều táp vào trong lửa, phun tơ độc. Mọi người nhìn mà ra đầu đều có chút tê dại. Tên Tông Vô Thu này con mẹ nó đúng là thiên tài, loại rắn này cũng có thể tạp giao ra. Tôi thấy chính hắn có khi cũng là thứ tạp giao mà thành. Thiên Thông không kìm nổi mà mắng. Ngay cả lửa cũng không sợ, chẳng lẽ lửa này không tốt? Lâm Yếu Phong hỏi xen vào một câu. Lửa này không tốt hả, cậu thử xem đi. Triệu Thanh Ngọc trừng Lâm Yếu Phong một cái, hừ nói. Nhiệt độ của luồng lửa này trong nháy mắt có thể đạt tới 300.400 độ, ngay cả kim loại có độ nóng chảy thấp cũng có thể bị tan chảy trong nháy mắt. Diệp Phàm giải thích, loại rắn này đúng là có tấm thân kim cương bất hoại rồi, anh xem, có còn con có thể nhảy múa trong lửa nữa kia. Chu Đồng thở dài, không hẳn, đoán chừng tơ độc này có chức năng phòng cháy. Cậu nhìn đi, lúc chúng lọt vào trong lửa đại đa số sẽ phun tơ độc lên người để bảo vệ mình. Không thể tưởng tượng được loại tơ độc đối với chúng ta thì đáng sợ lại có tác dụng này. Lam Tồn Quân thở dài nói. Không ổn, mau vọt qua, Diệp Phàm hét lớn bởi vì đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Lúc này không ngờ trên vách động rất nhiều tơ độc treo rủ xuống, rắn con nào con nấy đều đu trên tơ độc đu về phía đám người Diệp Phàm. Không gian trước mắt đều là rắn độc và tơ độc dày đặc. Hai tay Diệp Phàm nhanh chóng xoay chuyển, trong không trung lập tức xuất hiện một quả cầu nước. Quả cầu nước còn mang theo hương độc nổ vào trong không trung, ầm vang một tiếng trầm đục. Mọi người theo sát phía sau Diệp Phàm lao về phía xích sắt. Lúc này cũng không kịp để ý nhiều nữa, gắng hết sức chân chưa chạm đất liền đổi chân. Chỉ trong vài giây mọi người đều đã vọt sang, vào một cái động khác. Mau cởi giày ra, Lam Tồn Quân kêu lên với một đội viên dự bị, bởi vì bản lĩnh cậu ta quá kém, cho nên, chậm một chút. Dưới chân dính tơ độc, đội viên kia lập tức cởi giày. May rằng mỗi đội viên đều chuẩn bị hai đôi giày, bằng không, thật đúng là phải đi bộ bằng chân trần rồi. Phía dưới không có đường rồi.
Sau khi đi được mấy chục mét, Diệp Phàm dừng bước, lẩm bẩm, nhìn xuống phía dưới nơi đen kịt không biết là cái gì. Dường như mọi người đã đi đến một vách núi trong động, phía dưới cũng không biết sâu bao nhiêu, tối đen, không nhìn rõ. Lấy đèn tự quang loại mạnh chiếu xem, Diệp Phàm phất tay, Vương Nhân Bàng cầm đèn chiếu xuống. Trời đất ạ, cái tên Vương Nhân Bàng trước nay không sợ trời không sợ đất, không ngờ cả người run lên thiếu chút nữa làm rơi cả đèn tự quang. Tất cả mọi người đều tiến lại gần, mấy cái đèn tự quang vừa chiếu xuống, ai ai cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Chiều sâu phía dưới phỏng chừng 3.040 mét, phạm vi rộng bao nhiêu không rõ lắm, dù sao cũng tương đối rộng, Diệp Phàm đoán là khoảng 500.600 mét. Bởi vì quá tối, ngay cả đèn tự quang cũng không chiếu rõ được hết. Tuy nhiên, phía dưới dường như đang sôi trào, bởi vì, toàn là rắn, các loại rắn lăn qua lộn lại phía dưới, vặn vẹo những thân mình đáng ghê tởm. Căn bản chính là rắn chồng lên rắn, sau khi được đèn tự quang chiếu vào, lập tức mấy ngàn cái miệng há to, thò thụt cái lưỡi, phát ra những âm thanh quái dị, có lẽ chúng cho rằng ta đến cho ăn hay gì đó rồi. Một thứ mùi khai quái dị có thể khiến người ta phát ngất bốc lên từ đám rắn. Mọi người vội vàng đeo mặt nạ phòng độc vào mới có cảm giác khá hơn một chút. Không còn đường để đi rồi, muốn tìm được đường ra chỉ có thể đi xuống thôi. Diệp Phàm thở dài, đi xuống thế nào được, phỏng chừng toàn bộ rắn phía dưới đều là kịch độc. Nếu như loại rắn thanh điện vừa rồi, chúng ta không phải tự tìm đường chết hay sao? Vương Nhân Bảng cũng trao mày lại, đi xuống căn bản cũng không khả thi, nhiều rắn quá, phỏng chừng đến mấy ngàn con. Chúng ta ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Hơn nữa, bao nhiêu rắn như vậy cùng lúc tấn công, chúng ta cho dù có mấy chục cánh tay cũng không giải quyết xuể. Nếu như muốn giết chết hết đám này, thì chúng ta cũng sẽ mệt gần chết rồi. Lam Tồn Quân nói, Xà Quật, thật xứng với cái tên. Thiên Thông lẩm bẩm một câu, nhấc một tảng đá nặng gần mấy ngàn cân đạp xuống, sau một tiếng ầm vang, xì xì xì, tất cả đám rắn phía dưới đều bắt đầu lăn lộn, con nào con nấy cũng đều hăng máu lên. Có con còn đập đuôi vào thân con khác nhảy lên chừng 78 mét về vách đá phía đám người Diệp Phàm đứng, phun ra rất nhiều nọc độc. Tuy nhiên, hiển nhiên chúng không phun được đến chỗ Diệp Phàm, bởi vì khoảng cách quá xa. Trừ phi dùng vòi rồng phòng cháy phun thì còn được. Tuy nhiên, đám rắn trong hố động lập tức nhảy nhót, nọc độc trong hố hình thành nên một màn mưa độc tanh tưởi tràn ngập khắp hố. Cho dù mọi người có mặt nạ phòng độc công nghệ cao cũng vẫn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Thấy Thiên Thông còn muốn khiêng đá đập rắn, Diệp Phàm kêu lên, đừng làm bừa, nếu như làm cho chúng sợ mà phun nọc độc, mưa độc bay lên là chúng ta mất mạng luôn đấy, ném thịt xuống thử xem. Vương Nhân Bảng nói, thấy Diệp Phàm gật đầu, liền cầm lấy một miếng đùi dê ném xuống. Cái này là đám người Diệp Phàm vừa lấy trong phòng bếp của Tam Độc Giáo, ướp gia vị khá thơm ngon. Xì xì xì, mấy ngàn cái miệng phía dưới há ra muốn táp miếng thịt, lập tức, toàn bộ phía dưới hỗn loạn cả lên. Đám rắn táp được cái đùi rồi liền thi nhau sâu xé. Thấy một con chăn lớn nuốt cái đùi dê vào một chút, lúc này, mấy ngàn con rắn nhỏ xông vào công kích con chăn lớn. Không lâu sau, phía dưới hỗn loạn cả lên, cắn xé lẫn nhau. Máu rắn xen lẫn màn xương độc cuồn cuộn ở phía dưới, đám rắn kích động, phía dưới xảy ra cuộc chiến lớn của bầy rắn. Cắn đi, cắn chết hết đi mới tốt, Thiên Thông hừ nói, không thể nào đâu, chúng nó ở nơi này đã lâu như vậy. Con chết chỉ có thể là con yếu, mà những con còn lại sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nếu như người mà rơi xuống thì làm sao mà sống nổi nữa, phỏng chừng không đến mấy phút ngay cả cái xương và cọng lông cũng chẳng còn. Lúc Lam Tồn Quân nói những lời này cảm thấy da đầu tê dại. Dường như chân tay cũng nhũn cả ra, nếu như giết không hết, lại nhất định phải xuống dưới. Diệp Phàm lẩm bẩm một câu, vẫn rất khó khăn, thiếu gia Diệp, tôi đi xuống do thám. Tôi thấy những con rắn này nhảy lên cao nhất cũng chỉ 78 mét, cộng thêm cự ly phun độc, độ cao cả hai cộng lại nhiều nhất chỉ đạt tới khoảng 14 mét. Tôi chỉ cần khống chế độ cao trên 20 mét chắc không có vấn đề gì. Sa Thiên lúc này nói, vậy được, ông cẩn thận chút, chớ khinh thường, độ cao tốt nhất khống chế trên 30 mét. Nơi này có lẽ là trung tâm của Xà Quật, động này tương đối rộng, độ cao cũng tầm 100 mét. Thực ra phù hợp cho đôi cánh của ông bay lượn, tuy nhiên, nhất định phải chú ý khống chế độ mạnh yếu, có tình huống nguy hiểm gì nhất định phải gọi chúng tôi. Diệp Phàm gật gật đầu, vốn Diệp Phàm định thử xem, có điều, chiến đấu suốt từ nãy đến giờ lâu như vậy thực sự cũng quá mệt rồi. Mà Sa Thiên đi xuống là dồn nội khí vào cánh, cũng sẽ tiết kiệm sức hơn. Chương 2438, phía dưới có huyền cơ.
Sa Thiên hít vào một hơi, song trưởng vừa động, đôi cánh kia mở ra. Chỉ thấy thân thể ông ra nhẹ nhàng cử động, cánh khẽ vỗ, cả người hướng lên trên không trung, không lâu sau liền bay đến độ cao 7.080 mét. Lúc này, Sa Thiên bắt đầu khống chế được cánh lướt xuống. Xuống đến tầm 40 mét thì bay chậm lại, thật đúng là người chim. Thiên Thông vừa rồi không hỏi được bí mật, châm chọc có ý chút giận. Người ta có bản lĩnh, đó chính là bay, anh bay thử xem nào. Lam Tồn Quân châm chọc nói, khiến Thiên Thông bực mình trừng mắt nhìn một cái, còn bẻ bẻ nắm tay, ý là sau khi về nước sẽ cho cậu một trận. Tuy nhiên, đồng chí Tiểu Lam lại há mồm hất hất về phía Diệp Phàm. Ý là tôi có thiếu gia Diệp là chỗ dựa, không sợ anh. Thiên Thông đành buồn bực hơ hơ nắm đấm. Cẩn thận Sa Thiên, Diệp Phàm đột nhiên kêu lên, mọi người phát hiện, đám rắn này rất ghê gớm. Không ngờ có mười mấy con rắn quấn vào nhau như một đoạn dây thừng, đột ngột được một con chăn lớn phía dưới dùng đuôi hất mạnh lên trên. Sợi dây rắn dài mấy chục mét kia lập tức được hất lên không trung. Mười mấy con rắn đồng thời há rộng miệng phun khói độc, phun thẳng vào Sa Thiên lúc này đang ở độ cao khoảng 30 mét. Hơn nữa, sợi dây rắn phía dưới không ngừng hình thành, lập tức sợi dây rắn được hình thành từ mười mấy con rắn quấn lại với nhau không ngừng đánh đu trong không trung, có con còn hướng tới đôi cánh của Sa Thiên mà quấn. Sa Thiên vừa thấy vội vàng ra sức đập mạnh đôi cánh giả kia, muốn bay lên. Tuy nhiên, đúng lúc này, phía dưới truyền lên một luồng sức mạnh lớn quỷ dị, luồng sức mạnh đó như thể một trận cuồng phong, giống như một cỗ máy hút bụi siêu cấp hút lấy Sa Thiên. Khiến Sa Thiên sợ tới mức vội vàng ra sức đập cánh muốn bay lên. Mà bên này đám người Vương Nhân Bảng cũng khẩn trương tung dây thừng ra muốn tóm lấy Sa Thiên lôi nhanh về. Tuy nhiên, sức mạnh truyền đến từ phía dưới bên phải động quá lớn. Sa Thiên cố bay lên mấy lần nhưng thân thể không nghe theo sự sai khiến của mình nữa mà rơi xuống đáy động bên phải. Mà lúc này dây thừng của Vương Nhân Bàng vừa vặn tóm lấy được chân Sa Thiên, tên này khẩn trương dồn sức kéo lên vách. Tuy nhiên, Sa Thiên lập tức thành đầu dưới chân trên. Sợi dây đặc biệt của tổ đặc nhiệm A bị kéo ra quá căng. Vương Nhân Bàng đột nhiên bổ nhào về phía trước, không ngờ không giữ nổi nữa. Nhìn tư thế dường như ngay cả anh ta cũng sắp nhào xuống. Mau hỗ trợ, không ổn rồi. Vương Nhân Bàng sợ hãi kêu to. Thiên Thông và Lam Tồn Quân vội vàng chạy tới, bắt lấy dây thừng, thân thể Sa Thiên lập tức dừng lại. Diệp Phàm vội vàng thi triển hổ ưng chi công, dọc theo dây thừng nháy mắt trượt đến trước mặt Sa Thiên, bởi vì, nếu lực hút phía dưới quá lớn, bên trên lại kéo quá mạnh, chẳng phải là muốn kéo Sa Thiên thành hai đoạn hay sao? Người dù sao cũng là tấm thân làm từ máu thịt. Sợi dây thừng này của tổ đặc nhiệm A có thể chịu đựng lực mấy trăm nghìn cân. Dây thừng mà không đứt thì Sa Thiên nhất định sẽ đứt thành hai đoạn. Diệp Phàm đứng dưới sợi dây, vỗ một chưởng xuống dưới hướng về lực hút. Đây là bàn tay lô ra khai bi, một chưởng này vỗ xuống đâu chỉ ngàn cân. Bốp, thân thể Diệp Phàm đột nhiên vọt lên trên, miệng phun ra một bụng máu. Đám rắn phía dưới vừa thấy có máu rơi xuống, càng trở nên điên cuồng. Ghê gớm thật, đây là lực hút gì vậy? Chẳng lẽ là nội khí? Chẳng lẽ phía dưới xà quật này có người, hơn nữa lại là một cao thủ đáng sợ, sao có thể được? Diệp Phàm trong nháy mắt thầm đặt ra rất nhiều câu hỏi. Thấy Sa Thiên lại bị hút xuống dưới, Diệp Phàm khẩn trương phóng mạnh mười mấy phi đao về phía lực hút. Bộp bộp, Sa Thiên liều mạng vặn vẹo, Diệp Phàm vừa thấy không được, vội vàng kêu lên, các cậu mau buông ra, bằng không Sa Thiên sẽ mất mạng đó. Vương Nhân Bàng vừa thấy, đành phải bất đắc dĩ buông lỏng dây thừng. Biết được Sa Thiên đã không chịu nổi rồi, nếu còn muốn kéo tiếp thì chẳng khác nào lấy mạng của Sa Thiên. Một luồng gió xoáy sắc bén xé rạch không khí, Diệp Phàm bắt được Sa Thiên. Tuy nhiên, hai người không khống chế nổi, để thân thể bị cuốn vào trong luồng gió xoáy kỳ quái, rơi nhanh xuống dưới. À, thiếu gia Diệp, anh Diệp, toàn bộ người phía trên đều sợ hãi kêu lên. Tài Nhã vừa thấy liền muốn lao xuống, tuy nhiên bị Lam Tồn Quân chặn lại. Đừng vội, anh Diệp không dễ chết thế đâu, có lẽ vẫn còn cách sống sót. Lam Tồn Quân hét lên, có cách cái đầu cậu, có khi chưa đến một phút cậu liền tìm không nổi một cái xương mốt cọng lông của anh ta rồi ấy chứ. Thiên Thông bực mình mắng to, tên này, mặt đen, hốc mắt không ngờ có chút đỏ lên. Tao đập chết lũ rắn chúng mày, Vương Nhân Bàng điên cuồng, liều mạng bốc một tảng đá trên vách giơ lên ném mạnh vào bầy rắn trong xà quật. Đừng đập về bên phải đập về bên trái. Chúng ta giết được nhiều rắn bao nhiêu thì anh Diệp có thêm cơ hội sống sót bấy nhiêu. Lam Tồn Quân tức giận kêu lên, lập tức, đá tảng như mưa ném xuống đám rắn phía bên trái. Còn Triệu Thanh Ngọc cũng không kịp suy xét nhiều, đem tất cả lựu đạn còn dư ném xuống,
mà hễ có đạn là bắn hết xuống dưới. Lập tức, bầy rắn bị nổ tung thành một đống lộn xộn, xương máu dưới hang bốc lên, bùm bùm vang lên không ngừng. Trong không trung luôn có mấy trăm bay lên rồi lại rơi xuống. Đập chết bọn khốn kiếp chúng mày đi. Tình cảm của Vương Nhân Bảng và Lam Tồn Quân đối với Diệp Phàm tất nhiên sâu đậm nhất, hai người này mắt đỏ màu máu, đập điên cuồng. Ước chừng mười mấy phút sau, rắn phía dưới phỏng chừng cũng đã chết kha khá rồi. Đạn của mọi người cũng đã dùng hết, lựu đạn cũng không còn. Mọi người mệt mỏi dựa hết vào vách đá, nhưng toàn bộ rắn trong xà quật vẫn đang liều chết giãy giụa, mùi hôi bên trong bốc lên ngút trời. Anh hai, không ngờ được anh lại đi trước anh em chúng tôi một bước. Yên tâm, chúng tôi cũng sắp đi theo anh rồi. Vương Nhân Bàng không ngờ vừa lau nước mũi vừa khóc giống lên như một đứa trẻ. Anh Diệp, đi thong thả nhé, các anh em đều sắp đi cùng đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại địa phủ. Lam Tồn Quân vắt nước mũi hất một bên. Làm gì vậy, cái gì thế, chết tiệt, sao mà thối vậy. Thiên Thông sờ soạng trên mặt một chút, phát hiện ra là nước mũi của Lam Tồn Quân, tức giận đến nỗi đá cho Lam Tồn Quân một cái. Mà Vương Nhân Bảng cũng đá cho Thiên Thông một cái, ba người nhất thời xông vào đánh nhau, lăn lộn trên khu đất bằng trên vách đá. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đám người Triệu Thanh Ngọc và Chu Đồng vội vàng kêu lên muốn kéo ba người ra, tuy nhiên, bản lĩnh ba tên này cao nhất trong đám này, căn bản không kéo ra được. Ba người ôm thành một vòng, lăn lộn trên đất, lôi kéo đấm đá. Tuy nhiên, đánh chỉ là đánh, ba người đều không sử dụng nội kình, chỉ dựa vào thể lực của bản thân mà công kích đối phương. Thôi, đừng kéo nữa, cứ để bọn họ đánh đấm phát tiết một chút. Triệu Thanh Ngọc thở dài, dứt khoát ngồi cách đó mấy chục mét cùng mọi người nhìn ba người họ lăn lộn đánh nhau trên đất, chẳng khác gì ba tên lưu manh đánh nhau. Không lâu sau, ba người cũng đánh mệt rồi, không ngờ cả đám bắt đầu khóc hu hu, vừa khóc vừa mắng, anh hai, anh con mẹ nó cứ như thế mà đi sao, trả lời đi chứ. Sao lại ra đi như vậy, chúng tôi vẫn còn sống mà. Anh con mẹ nó sống dai không khác gì rắn, không ngờ lại để cho rắn nó ăn mất rồi. Yếu đuối, ngu ngốc, ngay cả rắn cũng không đánh lại được, chết đẹp chưa, ngay cả tiền xây mộ cũng tiết kiệm được khối rồi, bang, bang, sau hai tiếng vật cứng đáp xuống đất vang lên, Diệp Phàm cảm thấy toàn thân dường như sắp vỡ ra. Bên trong đen kịt, hẳn là một sơn động tu sửa cũng không tốt lắm, chỗ nào cũng gập ghềnh, rất thô ráp. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm đảo một vòng mới phát hiện ra Sa Thiên ngã xuống cách mình không xa. Sa Thiên, không sao chứ? Diệp Phàm vội vàng hỏi. Tuy nhiên, Sa Thiên không có động tĩnh gì. Diệp Phàm cố gắng bỏ qua, bước ra chút nội tức dò xét một chút, phát hiện Sa Thiên vẫn chưa chết. Sa Thiên, Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi. Nó không chết nổi đâu, có điều, nhóc con, bản thân ngươi phải cẩn thận cái mạng nhỏ của mình đấy. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Diệp Phàm nghe thấy tiếng liền nhìn lại, kỳ lạ là không phát hiện thấy người đang nói. Bất ngờ, một luồng gió lạnh thổi đến, Sa Thiên bị luồng gió lạnh quỷ dị này thổi không ngờ tỉnh lại, chân còn giật giật. Chẳng lẽ là hồn ma, Diệp Phàm trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Cặp mắt chim ưng mở lớn hơn nữa, tìm kiếm xung quanh. Tuy nhiên, người này không ngờ lại nói tiếng Anh, nhìn cái gì, lão phu còn chưa đi gặp Phật tổ đâu. Giọng nói hơi khàn khàn kia lại cất lên. Tiền bối, ngài hút chúng tôi xuống làm gì? Trong lòng Diệp Phàm yên tâm hẳn, nếu không phải ma thì nhất định là người rồi. Người thì có gì đáng sợ, cũng hít vào một hơi, hỏi. Làm gì ấy hả, hai tên nhóc con các ngươi cũng không tệ lắm. Một cửu đẳng đại viên mãn, một thập đẳng tầng thứ hai. Không tệ, phỏng chừng căn cốt thân thể cũng không tồi. Nếu lão phu hút các ngươi để ăn, các ngươi nghĩ xem, giọng nói kia cất lên. Diệp Phàm và Sa Thiên tim đều thoát lên, nghĩ không biết ông già này có phải là ma quỷ hay không, mà lại muốn ăn thịt người. Hơn nữa, từ lời ông ta nói có thể khẳng định, bản lĩnh người này tuyệt đối không thấp. Tiền bối, tuy rằng bản lĩnh của hai chúng tôi thấp, khó lọt vào mắt của tiền bối. Tuy nhiên, nếu phải chết, chúng tôi cũng sẽ khiến người muốn chúng tôi chết phải chịu khổ sở. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, dứt khoát tỏ ra lưu manh. Ha ha ha, giọng nói kia giờ phút này không ngờ cười phá lên, vang dội đến nỗi khiến đá trên vách động rơi lả tả trên thân hai người. Có gì buồn cười sao? Diệp Phàm hừ lạnh, nói. Nào nào nào, các ngươi hợp lực đánh ba trưởng về phía trước mặt đi. Phải dốc toàn lực, nếu như có thể khiến lão phu vừa lòng có lẽ còn có thể cho các ngươi chết một cách thoải mái. Giọng nói kia cất lên, dù sao cũng đều là chết, chẳng có gì. Diệp Phàm nói, không giống đâu, nếu như ta không hài lòng.
thì các ngươi sẽ sống không bằng chết. Lão Phu hôm nay ăn đùi các ngươi, ngày mai sẽ gặm tay. Ngươi suy nghĩ một chút xem, những ngày chết mà không thể chết ngay, sống mà không có hy vọng này, các ngươi sẽ trải qua thế nào? Cho nên, vẫn lên mau chóng dốc toàn lực, tính nhẫn nại của Lão Phu có hạn, xuất trưởng đi. Giọng nói kia cất lên, Diệp Phàm và Sa Thiên thoáng nhìn nhau, đều cảm thấy da đầu đang tê dại. Có thể dùng vũ khí hay không? Diệp Phàm giật mình, hỏi. Chỉ cần có thể dùng được các ngươi cứ thể hiện hết ra, tuy nhiên, các ngươi chỉ có 3 cơ hội xuất thủ, cũng chính là 3 chiêu, phải nghe hiểu đấy hai nhóc con. Đến đi, đừng nói nhiều nữa, Lão Phu mấy thập niên rồi không được đọ sức với người khác rồi. Đôi tay này đúng là ngứa ngáy quá đi, ông già này nói bằng một thứ tiếng Anh có chút khó hiểu. Chương 2439, không nhìn thấy, không sợ thấy. Diệp Phàm vừa nghe lại suy nghĩ ra gì đó, thì ra lão già này đã ở nơi này mấy chục năm rồi. Rốt cuộc là ai, sao lại ở dưới xa quật này, thật đúng là tà môn. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, bất kể thi triển cặp mắt chim ưng thế nào cũng không nhìn thấy lão già kia. Nếu như nói ông ta không ở trong động này, giống mà cũng không giống. Nếu như nói ông ta ở trong động này, tại sao lại không thấy bóng dáng? Anh còn có thể chiến đấu hay không? Chỉ 3 chiêu, liên quan đến việc chết như thế nào, hiện tại dù gì cũng đều là chết, tất nhiên phải lựa chọn các giải quyết dễ chịu hơn rồi. Còn về chuyện chạy trốn, Diệp Phàm trên cơ bản đã mất hy vọng, cho nên, Diệp Phàm cũng hỏi Sa Thiên. Tôi dốc hết sức, 3 chiêu có lẽ vẫn được. Sa Thiên cử động thân thể ngồi dậy, còn cử động tay, thử co rụt đôi cánh, phát hiện vẫn còn có thể rụt vào. Tâm lý Sa Thiên cũng yên tâm hơn, ít nhất, đôi cánh giả mà sư phụ để lại vẫn chưa bị rách. Tiền bối, ngài cho chúng tôi 3 phút chuẩn bị một chút. Diệp Phàm nói, ít lại nhảy đi, không cho, người nọ hừ nói. Tiền bối, ngài vốn là tiền bối, là đại cao thủ. Có khi đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết rồi ấy chứ, đã vậy còn so đo với hai hậu bối chúng tôi như vậy làm gì, trừ phi trong lòng tiền bối thiếu tự tin. Muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Diệp Phàm to gan nói, trong truyền thuyết, danh con, cảnh giới kia không dễ dàng đạt được như vậy đâu. Về phần nói lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lão phu giết các ngươi dễ dàng cũng như giết một con gián. Cần thiết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Danh con đừng hòng dở trò lừa gạt lão già ta. Mau chóng tấn công đi, nếu không tấn công lão phu sẽ ra tay đấy. Người ta căn bản cũng không mắc mưu, không để cho hai người Diệp Phàm có cơ hội được thở. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện. Tuy rằng toàn thân ngã xuống khá đau, nhưng kỳ lạ là dường như không hề bị thương quá nặng. Sa Thiên chúng ta lên, Diệp Phàm bật đứng dậy, Sa Thiên cũng mạnh mẽ cả nhắc, thân người nhào về phía trước, cánh khẽ vỗ liền bay vào không trung đen kịt. Song trưởng của Diệp Phàm vỗ một cái, thi triển thủy công của bức vương Nam Lăng Hậu. Mà cánh của Sa Thiên khẽ vỗ, một luồng sức mạnh to lớn cắt qua không khí ào ào vang lên, xông thẳng về phía trước. Nhóc con, mạnh hơn nữa đi. Sao mà chẳng có chút sức gì thế hả? Bên trong truyền đến một luồng gió lạnh, Sa Thiên bị luồng gió lạnh này thổi lung la lung lay, ngay cả cánh cũng không khống chế vững, bay mấy chục mét về phía bên cạnh mới miễn cưỡng ổn định người. Mà Diệp Phàm bị luồng gió lạnh này cuốn lấy ném thẳng lên vách tường bên cạnh, song trưởng của Diệp Phàm vẫn không ngừng, kêu lên, trưởng thứ hai đến, lần này còn được chút. Giọng nói kia dường như có chút khen ngợi, còn Sa Thiên lại khẽ vỗ cánh bay đến trên đầu Diệp Phàm. Hai tay cũng vỗ một cái truyền đến một luồng sức mạnh to lớn. Chẳng qua Sa Thiên còn chưa đột phá thập đẳng, cho nên, nội tức bước ra chỉ là trò trẻ con, tư thế coi như cũng được, chỉ hù dọa được dân chúng, chứ lực công kích không đáng kể. Một quả cầu nước to bằng quả bóng bàn trong đêm tối vọt đến trước mặt Diệp Phàm. Quả bóng nước nổ tung, tuyệt đối không kém uy lực của 3 trái lựu đạn. Thành động nghiêng ngả, giọng nói bên trong giường như có chút kinh ngạc kêu lên, nhóc con, ngươi sử dụng ám khí gì vậy? Ngài cũng không nói không thể dùng ám khí. Diệp Phàm hừ một tiếng, đột nhiên kêu lên, chiêu thứ 3 đến, chỉ thấy tay Diệp Phàm nhoáng lên một cái, một luồng ánh sáng nhàn nhạt mặt thường khó nhìn thấy chợt lóe. Can tướng không tiếng động xoẹt một cái về phía trước. Can tướng là phi kiếm trải qua rèn luyện đặc biệt, chuyên dùng cho thuật ném kiếm, khống chế tốt hơn đao kiếm thông thường. Không những thế còn nhẹ nhàng, tốc độ nhanh, khiến kẻ địch muốn phòng cũng không kịp. Xoẹt, dường như có gì đó bị làm rách. Diệp Phàm biết đã có hiệu quả, vội vàng dùng lực, kéo can tướng bay trở lại bên người. Còn muốn trở về, quay lại đây cho ông. Giọng nói kia hét lên, can tướng khẽ run rẩy trong không trung, không ngờ không bay lại. Diệp Phàm dồn hết sức khống chế can tướng muốn thu hồi lại, tuy nhiên,
một luồng gió lạnh thổi qua. Tay Diệp Phàm run lên, can tướng rốt cuộc cũng bị luồng gió lạnh hung hãn này cuốn đi mất. Diệp Phàm và Sa Thiên hai người đáp xuống đất, ngơ ngác ngồi xuống đất đợi quái nhân kia tuyên bố. Đương nhiên hai người cũng khẩn trương ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Biết rõ không thể đối địch, nhưng có phải chết cũng phải dãy dụa một chút. Sau mười mấy phút, giọng nói kia vang lên, người tên là Sa Thiên. Vâng thưa tiền bối, Sa Thiên đứng lên cung kính khom người nói. Cánh này là của ai? Ông ta hỏi, là của sư phụ tôi, Hồ Bát Đao. Sa Thiên thành thực trả lời, Hồ Bát Đao, có phải huynh đệ của Tông Vô Thu hay không? Giọng nói kia không ngờ dồn dập hơn, hơi mang theo chút phẫn nộ. Diệp Phàm âm thầm hoảng sợ, lão già này dường như có chút liên quan đến Tông Vô Thu. Không chừng đây là một tín hiệu tự cứu. Không rõ lắm, tuy nhiên, sư phụ Hồ trấn thủ trong tổ miếu của Tam Độc Giáo. Chỉ có điều, sư phụ của tôi cuối cùng cũng bị Tông Vô Thu sát hại. Sa Thiên nói, tạp chủng, đáng giết, không ngờ lão già kia đột nhiên mắng, Diệp Phàm nghe không hiểu gì nữa. Vừa rồi cho rằng lão già này đối địch với Tông Vô Thu, hiện tại lại dường như không phải. Lời này của tiền bối chúng tôi không hiểu. Diệp Phàm thử hỏi, người đương nhiên không hiểu rồi, Hồ Bát Đao và Tông Vô Thu là cá mè một lứa cả. Lão già này giận dữ nói, tiền bối, Sa Thiên tuy rằng trước kia là một trong tứ đại hộ pháp của Tam Độc Giáo. Kỳ thực, sau đó Sa Thiên đã điều tra rõ ràng, cả nhà của anh ta đều bị Tông Vô Thu sát hại. Cho nên, vào thời khắc mấu chốt, Sa Thiên đã chém cho Tông Vô Thu một đao. Diệp Phàm bổ sung giải thích, nói láo, muốn lừa trẻ lên ba hay sao? Người thanh niên này, ta hỏi ngươi, lão già này giận dữ, dường như có thứ gì đó bị ông ta vỗ một cái phát ra tiếng bốp vang dội. Tiên bối xin cứ hỏi. Diệp Phàm nói, Sa Thiên có phải là đồ đệ của Hồ Bát Đao hay không? Lão già hỏi, vâng, Diệp Phàm nói. Hồ Bát Đao lại kết bái huynh đệ với Tông Vô Thu, ngươi nói thử xem, Sa Thiên dựa vào cái gì mà chém Tông Vô Thu? Hơn nữa, Sa Thiên làm sao biết được cả nhà mình bị hại? Lão già này bức hỏi, Sa Thiên, anh đến nói đi. Diệp Phàm nói, Sa Thiên kể hết mọi việc về nhà mình ra. Hừ, tên tặc tử Hồ Bát Đao đó nói chuyện nhà của ngươi cho ngươi biết, nực cười. Lão già này hừ nói, cái này, có lẽ Hồ Bát Đao trước kia đồng lòng với Tông Vô Thu. Sau đó lương tâm Hồ Bát Đao phát hiện ra, cho nên muốn cải tà quy chính. Cũng đến tổ miếu làm người quét dọn, lấy đó để cầu nguyện cho những tội ác mình từng phạm phải. Hơn nữa, có thể giải thích sau đó tại sao Hồ Bát Đao lại nói hết chuyện nhà của Sa Thiên cho anh ấy. Hơn nữa, còn để lại tín vật năm đó. Diệp Phàm nói, người thanh niên, trước tiên có một điều không thực tế. Lão già này nói, vãn bối xin lắng nghe. Diệp Phàm nói, đôi cánh hiện tại ở trên người Sa Thiên gọi là gì các ngươi có biết không? Lão già này hừ nói, sư phụ lúc đó không nói tên của đôi cánh này là gì, chỉ nói đây là sư môn của sư phụ truyền từ đời này sang đời khác. Rất khó chế tạo, hơn nữa, ngay cả đối với sư môn cũng là một bảo bối, yêu cầu tôi nhất định phải bảo vệ tốt đôi cánh giả này. Không những thế, mấy năm nay, tôi cũng đã tìm hiểu ra rất nhiều cách dùng đôi cánh này. Tôi tin tưởng, đợi đến sau khi công lực của tôi đột phá thập đẳng, đôi cánh này sẽ trợ giúp tôi nhiều hơn nữa. Sa Thiên nói, ha ha ha, buồn cười thật, lão già này đột nhiên cười phá lên, thật lâu sau mới ngừng lại được, nói, biết vì sao buồn cười không? Đôi cánh này, ta nói cho mà nghe, nó tên là Hoan Hỷ Phật Điệp Khiêu. Tại sao lại có cái tên này ấy à? Bởi vì đôi cánh này nhìn qua trông giống như hai bàn tay Phật, các ngươi nhìn kỹ xem có giống hay không. Phật lý có Phật Hoan Hỷ, mà ông ta đang khiêu vũ, cho nên gọi là Hoan Hỷ Phật Điệp Khiêu. Đôi cánh này căn bản không phải là vật sư môn truyền lại gì gì đó của Hồ Bát Đao, mà là gia vật của Sa gia ở Ấn Độ. Hồ Bát Đao nói với ngươi như thế là nói dối. Điều này cũng lạ thật, đôi cánh này ông ta lừa Sa Thiên, vậy tại sao lại kể hết thân thế của Sa Thiên cho Sa Thiên? Ngay cả túi vải năm đó cũng giữ gìn. Diệp Phàm hỏi, ngươi thực sự nghĩ rằng Hồ Bát Đao là người tốt gì gì đó phải không? Giọng nói kia rất cực đoan, khinh miệt hừ nói. Ý tiền bối là gì tôi không hiểu. Diệp Phàm hỏi, Hồ Bát Đao và Tông Vô Thu có mâu thuẫn, mà hai người đều đứng đầu Tam Độc Giáo. Mà Tam Độc Giáo thực tế là do Tông Vô Thu cầm đầu, Hồ Bát Đao vẫn luôn bị chèn ép, trong lòng đương nhiên không phục. Chẳng qua tên Hồ Bát Đao kia giấu kín được. Mà bản lĩnh hai người bọn họ cũng sấp xỉ nhau. Hồ Bát Đao giỏi giấu giếm, nhưng Tông Vô Thu kỳ thực càng giỏi dùng tâm kế hơn. Phỏng chừng gã đã phát hiện Hồ Bát Đao có lòng dạ khác từ lâu, tuy nhiên, Tông Vô Thu vẫn không lộ ra điều gì,
vẫn xưng huynh gọi đệ thân thiết với Hổ Bát Đao. Chẳng qua, như Sa Thiên đã nói, sau đó Hổ Bát Đao âm thầm đào tạo Sa Thiên, đồng thời để cho Sa Thiên biết rõ về thân thế của mình, tự nhiên trong lòng Sa Thiên sẽ gieo mầm móng báo thù. Mà Sa Thiên lại rất được Tông Vô Thu yêu mến, tự nhiên, nếu muốn giết Tông Vô Thu, Sa Thiên hoàn toàn có cơ hội. Về phần Hổ Bát Đao nếu muốn giết chết Tông Vô Thu thật ra không có nhiều cơ hội lắm. Bởi vì Tông Vô Thu vẫn luôn đề phòng Hổ Bát Đao, gã căn bản không tìm được cơ hội xuống tay. Không thể ngờ Tông Vô Thu vẫn cao tay hơn, Hổ Bát Đao cuối cùng vẫn chết trong tay Tông Vô Thu. Chẳng qua Tông Vô Thu suy tính kỹ đến đâu đi chăng nữa cũng không nghĩ đến việc Hổ Bát Đao còn giấu giếm quân cờ Sa Thiên này. Điều ta phỏng đoán có lý không? Lão già này nói, tiền bối nếu biết lai lịch của Hoan Hỷ Phật Điệp Khiêu chẳng lẽ tiền bối cũng là người Sa gia? Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi, người thanh niên, đừng có suy nghĩ lôi kéo làm quen. Giọng điệu lão già này thay đổi, lạnh như băng, đột nhiên một luồng gió lạnh ào tới, Sa Thiên giãy giụa một chút liền bị luồng gió này thổi vào không trung, ầm một tiếng, đôi cánh giả đó liền bị gió chém rơi xuống đất. Mà quần áo của Sa Thiên cũng bị luồng gió lạnh quỷ dị kia lột ra rơi xuống đất, lộ ra thân thể trần truồng của Sa Thiên. Sa Thiên bị luồng gió lạnh đó cuốn xoay tròn trong không trung. Ôi, thật đúng là con của ngươi rồi. Giọng nói lại vang lên, tuy nhiên, Diệp Phàm vui mừng phát hiện, giọng nói kia trở nên vô cùng thê lương dịu dàng. Chẳng lẽ thân thể của Sa Thiên khiến lão già này thay đổi chủ ý, Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Theo giọng nói đó, Sa Thiên được thả xuống mặt đất. Chương 2440, lại vạch biểu tượng con rơi ra. Con trai, mặc vào. Giọng nói của hắn rất thân thiện. Không lâu sau, một tia sáng yếu ớt lóe lên. Cuối cùng Diệp Phàm đã nhìn rõ hình dáng của cái động này, thực ra bề mặt của động gồ ghề, chẳng có thứ đồ dùng gì, Diệp Phàm dùng mắt ưng quan sát kỹ thì sợ ngây người ra. Một gương mặt được khắc trên vách động, đó không giống như một hình mặt người, tuy đã trải qua sự xói mòn của năm tháng, nhưng mấy chục vết sẹo trên gương mặt đó vẫn rất rõ ràng. Còn gương mặt người thì dường như được khắc một cách rất nghệ thuật trên vách đá, có vẻ rất xanh xao, già nua. Bên cạnh gương mặt có thứ gì đó rất nhỏ giống như rễ cây mọc ra, bụi bặm. Quái lạ, mặt người cũng có thể mọc rễ cây sao? Diệp Phàm và Sa Thiên trong lòng đều không ngớt thán phục. Đột nhiên, gương mặt người đó chuyển động về phía trước, những vụn đá nhỏ trên vách đá rơi xuống còn vật như rễ cây kia cũng hoàn toàn nhô ra cùng với gương mặt người. Hóa ra đó là tóc của người đó. Diệp Phàm thiếu chút nữa thì thốt ra lời. Có lẽ tóc đã được chôn trên vách đá quá lâu rồi nên đã trở nên giống như những rễ cây như thế. Nhìn thấy ta, các ngươi không gọi là ma thì được rồi. Người này chậm rãi nói, người này ngồi dậy nhưng mà chân, tay và toàn thân lại ở trong vách đá, giống như tư thế đi xuyên tường. Chân của ta bị thương rồi, mấy chục năm rồi không đi lại được, năm đó đã bị Tông Vô Thu sát hại, tưởng là chết rồi, nhưng may là mạng ta lớn, có thể sống được đến bây giờ cũng là một kỳ tích. Người này giống như đang lẩm bẩm một mình, sau đó ông ta liếc nhìn Diệp Phàm và Sa Thiên hỏi, Tông Vô Thu có phải đang đuổi giết các ngươi? Diệp Phàm gật gật đầu, hắn lẽ nào đang ở bên ngoài? Sắc mặt ông ta xa sầm xuống nói, không sai, việc này. Diệp Phàm thành thật đem chuyện kể ra, dù sao có đánh cũng không lại quái nhân này, chỉ bằng danh ma một chút không chừng lại có thể có cơ hội sống sót. Nhìn nội công của người này không hề kém, hơn nữa lại là địch thủ của Tông Vô Thu. Vậy thì có thể lợi dụng một chút rồi. Sa Thiên, ở mông của ngươi có phải có một nốt ruồi màu đỏ, to bằng đầu ngón tay út? Lão già hỏi, tại sao ông lại biết? Sa Thiên giật mình, mặt hơi đỏ lên, điều này là bí mật của Sa Thiên, hơn nữa nó mọc ở nơi không tiện để lộ cho người khác biết. Vừa rồi ta đã xuyên thấu vào để quan sát chỗ đó của ngươi, quả nhiên ngươi là con trai của ta. Khóe mắt lão tự nhiên có nước mắt chảy ra. Tôi không hiểu lời của tiền bối. Sa Thiên cũng có chút cảm giác, giọng nói có chút run lên. Ta chính là cha của con, Sa Nhất Đao. Năm đó, trong một lần uống rượu ở Ấn Độ ta quen biết với Tông Vô Thu không cẩn thận đã để lộ ra vật gia truyền của tổ tiên nhà chúng ta để lại vô cực sát thủy can, vật này có tác dụng gây độc giống như ống khói. Tông Vô Thu là cao thủ về chất độc, đương nhiên ghen tị với vật gia truyền nhà chúng ta, lão ta đã lập mưu kế kết nghĩa huynh đệ với ta. Sau đó dùng chất độc ám sát mọi người trong gia đình chúng ta. Người nhà chúng ta đã chết gần hết còn ta thì hắn ném vào trong động rắn này. Vốn cho rằng chết chắc rồi, Tông Vô Thu cũng cho là như vậy, ở giữa hàng nghìn con rắn độc như vậy thì ngay cả Tông Vô Thu cũng không thể sống nổi. Vì thế, trước tiên Tông Vô Thu đánh ta trọng thương sau đó ném ta vào đây, cười lên mấy tiếng điên loạn rồi bỏ đi mà không thèm nhìn lại.
Tuy nhiên, không ngờ mạng của ta lớn, ở trong động rắn ta đã chiến đấu với bọn chúng, sau khi sức lực đã hết ta lại dùng miệng để cắn. Bọn rắn độc muốn cắn ta thì ta cũng cắn lại chúng, vớ được cái gì là cắn cái đó, có khi còn nhai vài cái rồi nuốt luôn. Lúc đó ta nghĩ, dù sao cũng chết, cho nên bất chấp tất cả. 3 ngày sau ta vẫn chưa chết, rắn bị ta cắn chết cũng phải đến mấy chục con rồi. Tuy nhiên, rắn càng ngày càng nhiều, khi ta cảm thấy không còn chịu đựng được nữa, bên chỗ vách đá này đột nhiên phát ra âm thanh của một luống khí rất mạnh hút ta vào bên trong. Bên trong bức vách có một cái động thế này hết sức bí mật, cho dù ngươi có đến gần cũng khó có thể phát hiện ra. Trong động ta đã quen với một vị tiền bối, ông ta tên gọi là Sử Vô Đoan, ta cũng không biết chính xác đó có phải là tên thật của ông ấy hay không. Người này đã sống đến hơn 130 tuổi rồi, nghe ông ta kể thì ông ta cũng bị tổ tiên tông ra hại ra thế này. Nhưng Sử Vô Đoan lợi hại, vô tình phát hiện ra hang động bên bức vách này, chính là hang động để tổ tiên tông ra tu luyện độc công. Cũng không rõ là đến đời nào thì đã bỏ quên không nói cho đời sau, vì thế hậu bối của tông gia đều không biết được cái động này. Sử Vô Đoan mạng lớn, không những sống sót mà công lực ngày càng cao, chỉ có điều chất độc trên người mãi không chữa khỏi, cho nên bị liệt cứ ở mãi trong động không đi ra ngoài. Sa Nhất Đao nói, lẽ nào các ông lại ăn những con rắn độc đó? Diệp Phàm nghĩ trong đầu và run lên. Không ăn thì ăn cái gì, hơn nữa còn ăn sống uống tươi, ở đây nào dám đun nấu, như thế chẳng phải nói cho người của tông gia biết ở dưới này có người sao? Sa Nhất Đao tức giận nói, cha chấm CSA, người chịu khổ rồi, con thật vô dụng. Phịch một tiếng, Sa Thiên quỳ xuống, cổ họng run rẩy. Không sao, ông trời vẫn có thể để cho con và ta gặp nhau, ta mãn nguyện lắm rồi. Hơn nữa công lực của con cũng không tồi. Sa Nhất Đao vỗ vỗ nhẹ lên người Sa Thiên. Sử tiền bối bây giờ chắc là đã chết rồi. Diệp Phàm hỏi, ông ấy chết lâu rồi, ta ở đây hơn 30 năm rồi, lúc mới vào được gần 2 năm, thì Sử Vô Đoan dù sao cũng là con người chứ không phải thần thánh nên già rồi chết. Tuy nhiên trước lúc chết, tiền bối đã giúp ta một việc rất lớn, đó không chỉ là trị khỏi một phần chất độc ở chân của ta, mà còn truyền cho ta một chút bí quyết để ta sống được đến bây giờ. Sa Nhất Đao nói, hơi chút bồi hồi, cha giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Sa Thiên hỏi. Thập nhị đẳng rồi, đáng tiếc, chính vì thế mà chất độc ở chân ta mãi không thể loại bỏ được, hơn nữa, mấy năm nay vì sự sống mà không thể không ăn sống những con rắn độc này. Mấy chục năm ăn rắn sống chất độc tích tụ trong người không ít, đều đã bị ta khống chế. Vì thế chân của ta mãi không thể chữa khỏi, ta biết bởi vì chất độc đã ngấm vào cơ thể của ta rất sâu rồi, đời này chỉ có thể dừng lại ở thập nhị đẳng mà thôi. Còn tiền bối Sử Vô Đoan cũng vì nguyên nhân này mà không thể đột phá được đến cảnh giới như trong truyền thuyết. Sa Nhất Đao tiếc nuối. Đột nhiên một tay của ông ta chộp lấy Sa Thiên nói, há mồm ra. Sa Thiên không kịp đề phòng đã há mồm ra, trong lúc mơ hồ cảm thấy Sa Nhất Đao nhét một thứ gì đó vào miệng mình. Toàn lực điều khí hướng đến hai mạch nhâm đốc, tấn công. Giọng nói của Sa Nhất Đao như tiếng chuông vang lên trong đầu Sa Thiên. Diệp Phàm đã đoán đúng. Có lẽ Sa Nhất Đao đã cho Sa Thiên uống viên thuốc tăng công lực để giúp Sa Thiên đột phá lên thập đẳng. Quả nhiên, cơ thể Sa Thiên lúc nóng lúc lạnh, nửa giờ sau Sa Thiên hét lên một tiếng bay vọt lên không trung lộn vài vòng rồi mới rơi xuống đất. Cha, có phải con đã đột phá đến thập đẳng rồi? Mặt Sa Thiên kích động hỏi, vừa rồi cha cho con uống chính là túi thịt đan điền của Sử tiền bối trước khi chết, ông ấy đã móc ra dùng phương pháp đặc biệt bảo tồn lại. Ông ấy nói với cha rằng bên trong chính là nội công thuần khiết suốt đời của ông ấy. Rất nhiều nội khí đã bị dò dỉ ra ngoài theo năm tháng. Có lẽ bây giờ cũng chỉ còn lại khoảng một phần nhưng cũng đủ để con đột phá lên thập đẳng rồi, Sa Thiên con phải sống cho tốt nhé. Mối thù của Sa gia chúng ta giờ đặt trên vai con. Sắc mặt Sa Nhất Đao nhợt nhạt nói, có lẽ vừa rồi giúp Sa Thiên cũng làm ông ta tiêu hao đi không ít nội công. Cha, chúng ta cùng xông ra. Thân thủ của con và cha không hề thua kém Tông Vô Thu, hơn nữa Tông Vô Thu bây giờ đã bị thương rồi. Mối thù này chúng ta sẽ từ từ trả cho bọn chúng. Sa Thiên nói hai mắt dường như đang bốc lửa. Không được, tuy là nội công của cha đã đạt đến thập nhị đẳng rồi, nhưng so với tên Tông Vô Thu người có thể cử động cả chân và tay thì kém rất xa. Hơn nữa, Tông Vô Thu luôn không ngừng đánh nhau kịch liệt, còn ta thì chỉ chiến đấu với bọn rắn độc này, so với lão, ta kém hơn nhiều. Trong võ học, không chỉ ở chỗ nội công thâm hậu, mà kỹ thuật võ cũng tương đối quan trọng, ta kém về trình độ kỹ thuật võ so với tên Tông Vô Thu. Có lẽ Tông Vô Thu cũng sắp đánh đến nơi rồi, ta sẽ bất ngờ đánh ra chắc sẽ khiến cho Tông Vô Thu bị thương còn các con nhân cơ hội lao ra ngoài.
ta nghĩ con và tiểu tử này đều là thập đẳng hợp sức với nhau, dù có gặp trưởng lão của Tam Độc Giáo cũng có thể đánh và xông ra. Đương nhiên, mục đích trước tiên của các con là xông ra ngoài, việc báo thù con cứ từ từ, ta thấy tên tiểu tử này rất có tiền đồ. Tuổi chưa đến 30 mà đã đạt đến tầng thứ 2 của thập đẳng thì không phải đơn giản, Sa Thiên, con hãy đi theo cậu ta. Sa Nhất Đao hai mắt vẫn chưa mờ, nhìn người là chuẩn. Cha, con sớm đã đi theo Diệp Thiếu Gia rồi, con đã từng thề rằng, kiếp này sẽ là nô bộc của Diệp Thiếu Gia. Sa Thiên khẳng định nói. Diệp Phàm vội vàng nói, đừng nói như vậy Sa Thiên, chúng ta là anh em đừng có gọi Thiếu Gia, còn cái gì là nô bộc, tôi đâu có năng lực gì để nhận cậu làm nô bộc, sau này cứ gọi tôi là anh Diệp là được rồi. Đương nhiên trong lòng Diệp Phàm xấu hổ vã mồ hôi, nếu như làm cho Sa Nhất Đao tức giận thì cái mạng nhỏ của mình sẽ bỏ lại ở đây. Vậy thì cắt máu ăn thề kết nghĩa anh em đi. Sa Nhất Đao nói, đương nhiên không muốn để con mình trở thành nô bộc của người khác. Cha, không thể được, con đã thề rồi, kiếp này mạng của con chính là của Diệp Thiếu Gia. Không ngờ Sa Thiên vẫn khăng khăng, vậy ta giết tên tiểu tử này, thì lời thề đó sẽ bị phá vỡ. Sa Nhất Đao lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nói. Sa huynh đệ, cậu đừng có hại tôi đi, gọi tôi là anh Diệp thì đã làm sao? Nếu không, cái mạng của anh Diệp cậu sẽ không còn đâu. Diệp Phàm vội vàng nói. Diệp Thiếu Gia, tôi đã nói rồi, tuyệt đối không thay đổi, nếu cha tôi muốn giết anh, tôi sẽ cùng anh đi gặp Phật Tổ. Tuy nhiên khi tôi thề tôi cũng nói rằng mối thù của Sa Gia sẽ dựa vào sự giúp đỡ của Diệp Thiếu Gia. Sa Thiên vẫn kiên quyết, dùng mạng của mình bảo vệ mạng của Diệp Phàm, sắc mặt Sa Nhất Đao trầm xuống cũng khó để mà ra tay. Diệp Phàm lập tức hiểu ra, tên Sa Thiên này cũng thật là thông minh, sống chết muốn bắt mình buộc vào xe ngựa của Sa Gia bọn họ, bởi vì Sa Thiên đã nhìn thấy dấu ấn hình con rơi, nếu không thiên hạ này làm gì có ai tự nguyện làm nô bộc cho người khác huống chi Sa Thiên cũng là một cao thủ. Hắn có năng lực gì mà giúp chúng ta báo thù? Sa Thiên, con hồ đồ rồi có phải không? Sa Nhất Đao hơi tức giận, trừng mắt nhìn Sa Thiên. Phịch một tiếng, Sa Thiên đã quỳ xuống, y hướng vào Diệp Phàm nói, Diệp Thiếu Gia, anh đừng nói là Sa Thiên tôi là nịnh bợ mà tôi chỉ là muốn báo thù cho Sa Gia. Sa Thiên tôi chỉ đành phải nịnh bợ thôi. Có điều tôi muốn nói với Diệp Thiếu Gia, đối với Diệp Thiếu Gia, lòng trung thành của Sa Thiên tôi chỉ có trời xanh mới thấu hiểu. Nói đến đây, Sa Thiên nói tiếp, Diệp Thiếu Gia, xin anh có thể mở ra biểu tượng trên tay của anh không, nếu không khó có thể nói cho cha tôi hiểu. Chương 2441, đánh bất ngờ. Diệp Phàm cũng hiểu rằng, Sa Thiên cầu xin cũng là vì chính mình. Thế là dùng lực, một con rơi màu tím hiện lên ở lòng bàn tay. Bức Phương Nam Lăng Hậu, ngươi là đệ tử của ông ta. Đồng tử của Sa Nhất Đao co lại một cái, giọng nói hơi run lên. Cha, cha nói xem, có thể được làm nô bộc của Diệp Thiếu Gia có phải là rất vinh dự không, cũng không phải là bôi nhọ danh tiếng của Sa Gia chúng ta có phải không nào? Sa Thiên có vẻ tự hào nói. Vinh dự, Sa Thiên, quyết định của con rất chính xác. Diệp Thiếu Gia, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng vừa rồi của Sa Mỗ. Sa Nhất Đao chắp tay, thể hiện sự áy náy. Sư phụ của tôi đã nói với tôi, dấu hiệu này rất ít người biết. Tiền bối ở trong này đã hơn 30 năm, làm sao lại biết dấu hiệu của tôi? Hơn nữa, tiền bối lại là người Ấn Độ chứ không phải người Trung Quốc, đối với việc của người Trung Quốc cũng hiểu rõ như vậy. Diệp Phàm có chút nghi ngờ hỏi, năm đó khi ta bị Tông Vô Thu ám sát võ công không phải cao, mới khoảng thập đẳng. Cũng không biết về dấu hiệu này. Chỉ có điều, sau này trong khoảng thời gian sống với tiền bối Sử Vô Đoan, ông ấy đã nói cho ta biết rất nhiều thứ. Đều là những việc lớn, việc bí mật trong giới võ thuật trên thế giới. Tiền bối Sử bị tiền bối Tông gia lừa vào đây lúc 80 tuổi, rồi ở trong này 50 năm. Ta cho rằng Sử tiền bối khi ở bên ngoài cũng là một cao thủ nổi tiếng. Chỉ có điều ông ấy không muốn nói chuyện quá khứ. Đối với ông ta, lúc nào cũng có vẻ rất bí ẩn. Sa Nhất Đao nói, không được, bọn họ còn đang ở phía trên. Chúng ta phải nhanh liên hệ với họ, nếu không bọn họ cho rằng chúng ta chết hoặc làm sao đấy. Sợ là bọn họ lại không tiếc mạng sống xuống đấy cứu chúng ta. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ ra việc này. Cha, chúng ta cùng lên đi, cha chưa từng lên đó hít thở không khí. Sa Thiên nói, vậy được, đã 30 năm rồi ta chưa lên đó. Bây giờ con đã hơn 30 tuổi rồi, đã cưới vợ chưa? Ta thực sự rất muốn nhìn thấy cháu của ta. Sa Nhất Đao nói, con trai bất hiếu, vẫn chưa tìm được vợ. Sa Thiên sau khi sửng sốt mặt đỏ lên nói, cha, con cõng cha lên. Không cần, ta tự có cách lên, ta tiễn các con một đoạn.
Sa Nhất Đao nói, đột nhiên hai tay vừa giơ lên vừa cào. Diệp Phàm và Sa Thiên cảm thấy có hai luồng nội lực mạnh truyền đến, phía trên giường như có lực hút nâng hai người bay bổng lên trên. Diệp Phàm không khỏi khiếp sợ bởi nội công thâm hậu của cao thủ thập nhị đẳng. Chỉ dựa vào nội lực đã có thể nâng hai người lên cao đến 40, 50 mét trên vách đá, thật là thần kỳ. Có biến, Vương Nhân Bàng hô lên, Thiên Thông và mọi người đều đứng cả lên, chuẩn bị tấn công. Mọi người đừng hoảng, là tôi. Diệp Phàm ở trên không, gọi to, người vừa xoay, hổ ưng công liền thi triển ra, không lâu sau thì rơi xuống phía trên vách núi. Đại ca, anh không chết hả? Vương Nhân Bàng và mọi người đều nghẹn ngào nói. Khóc cái gì, chết thì chết chứ. Tuy nhiên tôi mạng lớn, đến cả quân của Diêm La cũng phải đau đầu. Diệp Phàm cười ha hả, mọi người lập tức vây quanh ôm lấy Diệp Phàm vui mừng khôn xiết. Làm cho mọi người lo lắng, chúng tôi ở phía dưới gặp được Sa Nhất Đao tiền bối cha ruột của Sa Thiên. Diệp Phàm đem tình hình có lựa chọn kể cho mọi người. Một lúc sau nhìn thấy Sa Nhất Đao khẽ đập đập đôi cánh giả đáp xuống. Đôi cánh của tiền bối đúng là hay thật đấy, có thể nói cho tôi biết cách làm không, tôi cũng muốn làm một đôi. Cái này thật là thú vị, hai mắt Thiên Thông sáng lên chạy lại. Ha ha, cái này không khác gì với hoan hỷ Phật Điệp Khiêu của Sa Thiên, đó là do tổ tiên Sa gia chúng tôi để lại, tự co rút lại. Sử dụng rất nhiều nguyên liệu mà bây giờ không còn tìm thấy nữa để chế tạo. Đôi cánh này ở trên người ta có thể bay trên không xa đến mười mấy dặm. Đương nhiên, bay theo quán tính trên không. Cái này là ta tự chế tạo dưới động rắn, hơn nữa, còn có một vị tiền bối đã qua đời giúp đỡ mới hoàn thành. Đây đều là dùng da của những con rắn lớn hợp lại, vì thế hiệu quả cũng rất kém. Đương nhiên dưới nội công của ta thì nó vẫn có thể bay lên được. Sa Nhất Đao nói, sau khi hạ xuống đất Sa Nhất Đao xếp bằng ngồi xuống. Quan sát phía trên động rộng lớn, Sa Nhất Đao bùi ngùi vuốt vuốt bộ râu dài. Nhìn Diệp Phàm hỏi, về việc thoát khỏi khó khăn, chàng thanh niên. Cậu có tính toán gì? Có lẽ bây giờ Tông Vô Thu đã triệu tập bốn đại trưởng lão của Tam Độc Giáo lại rồi, lại thêm các cao thủ đều đã đến. Muốn xông ra ngoài cũng khó như bắc thang lên trời. Tuy nhiên, bây giờ có tiền bối giúp đỡ cũng tốt hơn một chút. Nhưng so với bọn chúng, hy vọng chúng ta có thể xông ra ngoài gần như bằng không. Một mình tiền bối có thể kéo dài thời gian được với Tông Vô Thu, còn bốn trưởng lão trong đó có hai người đều là cao thủ đạt cảnh giới thập đẳng. Chỉ hai trưởng lão này ra tay thì đã có thể giải quyết hết số còn lại của chúng ta rồi. Cho dù tôi có phi đao tương trợ có thể may mắn làm bị thương một người, nhưng vẫn còn ba người nữa. Huống chi, cao thủ cửu đẳng bọn chúng cũng có mấy tên. Vì thế muốn thành công đột phá vòng vây xông ra, đánh bất ngờ mới là quan trọng nhất. Việc này mọi người đều có thể cho ý kiến. Diệp Phàm nói, Sa Nhất Đao gật đầu tán thành, nói, chàng thanh niên, phân tích của cậu rất chính xác. Không khoa trương mà cũng không đánh giá thấp mình. Sự thực đúng là như vậy, hơn nữa Tam Độc Giáo là một giáo phái lớn đã có mấy trăm năm thậm chí gần 1.000 năm tuổi. Tiền thân của nó lại xuất phát từ sự phân nhánh của Ngũ Độc Giáo. Nội tình của Ngũ Độc Giáo lại càng phong phú, thậm chí đã có đến 1.500 năm lịch sử. Giáo phái lớn như vậy thực lực được giấu bao nhiêu, chúng ta đều không có cách nào biết rõ được. Tuy bây giờ là xã hội hiện đại, lại thêm sự phát triển của súng ống. Võ công so với thời xưa cũng yếu đi rất nhiều. Nhưng, người tập võ vẫn có, chỉ là chuyển từ chỗ sáng sang chỗ tối, hoặc là thay hình đổi dạng. Ví dụ như mở võ quán, huấn luyện thi đấu quyền anh, những cái này trên thực tế vẫn thuộc phạm chủ võ công, chỉ là thay đổi cách gọi mà thôi. Thế giới rộng lớn như vậy, mấy tỷ người, mặc dù có mấy trăm người luyện võ trình độ cao thấp khác nhau nhưng cũng hoàn toàn bình thường. Vì thế... Làm thế nào để đột kích bất ngờ làm cho thực lực của Tam Độc Giáo tổn thất một phần trước, đó mới là cơ sở để chúng ta đột phá vòng vây thành công. Đại ca, tiền bối đã ở dưới kia sống hơn 30 năm rồi mà Tông Vô Thu giảo hoạt như vậy cũng không phát hiện ra. Tại sao chúng ta không ẩn náu ở chỗ lão tiền bối, không chừng lại có thể tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Chờ bọn chúng lơ là một chút tất cả chúng ta sẽ xông ra phá vòng vây. Nếu Tông Vô Thu không ở đó, tính toán của chúng ta càng nắm chắc hơn. Lam Tồn Quân nói, cách nghĩ này rất hay, chỉ có điều, nếu bọn chúng đều không nhìn thấy tất cả chúng ta. Liệu có gây sự nghi ngờ của Tông Vô Thu, nếu để cho lão ta phát hiện một chút bí mật phía dưới của động rắn, thì có thể dưới đó sẽ chính là mồ chôn của chúng ta. Diệp Phàm nói, cũng không hẳn, Tông Vô Thu có lẽ cho rằng chúng ta đều xuống dưới tìm đường ra, cho nên đã chết hết rồi, bởi vì ở đây chẳng còn con đường nào khác. Chỉ có thể tìm bên dưới động rắn. Vương Nhân Bàng nói. Mọi khả năng đều có thể,
Tuy nhiên tôi cho rằng, nếu từ cửa lớn của động rắn đánh ra sẽ không thể được. Không nói về võ công, mà bọn chúng dùng vũ khí súng ống hiện đại bao vây toàn bộ cửa vào của động rắn, chỉ cần chúng ta ló đầu ra. Không cần tông vô thu thủ ở đó, súng đạn hiện đại chúng ta lại chẳng phải là sắt thép bất hoại thân, căn bản không thể đột phá vòng vây. Quan hệ giữa Tam Độc Giáo và Tam Giác Vàng rất mật thiết, bọn chúng chế tạo ra ma túy độc. Hơn nữa, nghe nói trong giáo dân có hậu duệ của đám tàn quân Quốc Dân Đảng trước thời giải phóng rút về đó. Những tên này dùng súng không thua gì quân đội, cho nên chỉ cần hai bệ súng và súng bộ binh, súng trường là chúng ta không thể ra được rồi. Diệp Phàm nói, vậy phải làm sao, cửa chính không thể đi, còn trong động lại chẳng có con đường nào khác, lẽ nào thực sự chờ chết ở đây? Thiên Thông cau mặt nhăn mày hỏi, tôi thấy, chỉ có thể thử mạch nước ở phía dưới đất vừa đi qua. Diệp Phàm nói, nhưng, thanh điện xà ở đó rất đáng sợ, đừng nói là từ mạch nước dưới đất đi xuống, mà muốn đi đến mạch nước đó cũng đã khó rồi. Loại độc đó con người không thể nào chống cự lại được, hơi dính một chút thì toàn bộ chúng ta sẽ bị tan chảy thành chất lỏng. Thiên Thông nhún vai tỏ vẻ sợ hãi. Thanh điện xà, xa nhất đao nhắc lại, tiền bối biết rõ về loại rắn này sao? Diệp Phàm hỏi, trước kia, nghe sử tiền bối nói qua về thanh điện hồng lang. Xa nhất đao nói, thanh điện hồng lang, nghĩa là sao? Vương Nhân Bàng lắc đầu không hiểu. Thanh điện xà, hồng lang thực sự cũng là một loại rắn, dưới hang rắn cũng có. Hình dạng của loài rắn này nhìn có chút giống đầu con sói, cho nên gọi là hồng lang xà. Khi đó sau khi nghe sử tiền bối nói, ta nghĩ liệu có phải hồng lang chính là khắc tinh của thanh điện. Đương nhiên cái này là ta đoán thôi. Xa nhất đao nói, bây giờ vẫn còn một vấn đề nữa, mấu chốt là lối đi mạch nước ngầm thanh điện xà lại ở chỗ trước khi địa đạo bị nổ sập. Muốn đi qua chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ lối đi bị nổ sập. Việc đó chỉ cần có thời gian thì có thể làm được. Vấn đề mấu chốt là bây giờ bọn người Tông Vô Thu cũng đang tranh thủ dọn dẹp. Cho nên, làm thế nào để đuổi Tông Vô Thu ra ngoài trước rồi chúng ta sẽ cho nổ sập bịt con đường lại. Sau đó từ từ tìm cách thoát ra từ mạch nước dưới đất. Có lẽ bọn chúng cũng sắp dọn dẹp xong rồi, đó là một nơi địa thế vô cùng hẹp. Nhiều nhất cũng chỉ có thể hai người cùng qua. Cho nên, nếu xa tiền bối cũng là thập nhị đẳng, mà bí mật này trước mắt Tông Vô Thu cũng chưa hề biết. Đến khi vừa dọn dẹp xong, mấy người chúng ta sẽ xuất kích ra ngoài cố ý chống cự một chút sau đó rút vào bên trong. Một khi Tông Vô Thu xuất hiện, xa tiền bối nấp ở bên trong vách đá bất ngờ tấn công. Tôi nghĩ, tám phần có thể làm cho Tông Vô Thu bị thương. Cứ như thế, bọn chúng phát hiện bên trong lại có một cao thủ thập nhị đẳng. Nhất định lập tức rút ra ngoài sau đó trước tiên sẽ đóng hang động lại. Còn chúng ta cũng tranh thủ được thời gian. Lúc này Lam Tồn Quân nói, không tồi, cách này thực sự không tồi. Tiền bối, ông thấy cách này thế nào? Diệp Phàm hỏi, chỉ có thể làm như vậy, ta thấy cũng không nghĩ ra được cách nào hay hơn. Chỉ cần không bắt ta phải vận động khi tấn công, uy lực thập nhị đẳng của ta còn có thể phát huy được năng lực tương đối mạnh. Nếu là ở nơi rộng rãi như bên ngoài, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Tông Vô Thu. Chủ yếu là chân của ta không tiện, đôi cánh giả làm bằng da rắn có lẽ chỉ làm trò đùa cho cao thủ người ta mà thôi. Thực sự chỉ có thể nói là trong lúc xuất hành tạm thời dùng mà thôi, lâu dài thì không dùng được. Hơn nữa dùng cũng không tốt bằng của Sa Thiên, việc co rút càng kém hơn rất nhiều, mang bên người càng không thoải mái. Sa Nhất Đao gật đầu. Chương 2442, Đại lễ của Sa Tiền Bối. Cha phải chú ý an toàn. Sa Thiên có chút lo lắng nói. Không phải lo cho ta, Sa Thiên, thực ra ta đã trúng độc rất nặng rồi. Nếu như các con không vào đây, có lẽ thời gian của ta nhiều lắm cũng chỉ còn 2-3 năm thôi. Trong ngày cuối cùng có thể nhìn thấy con, lòng ta đã rất mãn nguyện rồi. Nếu hôm nay trong trận chiến đấu với Tông Vô Thu ta có chết, con cũng không cần phải đau lòng, phải hóa đau thương thành động lực, chỉ cần sau này có thể giết được Tông Vô Thu, Xa Nhất Đao ta cũng yên lòng. Xa Nhất Đao vẻ mặt bi thương nói, cha, Xa Thiên quỳ xuống, chúng ta hành động thôi. Diệp Phàm nói, mọi người bắt đầu phối hợp theo kế hoạch. Bắt đầu đục một cái lỗ nhỏ trên vách động để Xa Nhất Đao có thể ẩn nấp. Diệp Phàm để một vài con rắn không phải loại độc lắm lên trên đó. Vừa đục xong cái lỗ, lúc này Xa Nhất Đao gọi Diệp Phàm lại nói, Diệp công tử, các cậu còn mấy quả lựu đạn, đánh sập một chút lối vào động. Ta cần thời gian 2 ngày là đủ rồi. Tiền bối còn việc gì khác sao? Có thể nói ra chúng ta cùng giải quyết. Đương nhiên nếu là việc bí mật thì không cần phải nói. Diệp Phàm nói,
Ta lo lối vào một khi bị dọn dẹp sạch sẽ xong, nếu không gặp phải cao thủ mạnh mẽ thì cậu nói xem tên chủ soái Tông Vô Thu có ra tay không? Xa Nhất Đao hỏi, không, chỉ cần bốn trưởng lão thủ hạ của lão là đủ giải quyết hết chúng ta rồi. Diệp Phàm nói, đúng là thế, còn ta tạm thời lại không thể xuất hiện. Nếu không dụ được Tông Vô Thu trúng kế của chúng ta thì không có cách nào để thực hiện. Nếu ta ra tay trước thì chẳng phải sẽ lộ mục tiêu sao? Sau khi dụ Tông Vô Thu, chúng ta đột kích sẽ không có tác dụng. Mà hậu quả thì tất cả chúng ta sẽ phải ở lại đây. Xa Nhất Đao vẻ mặt nghiêm trọng nói, Xa Nhất Đao ta đã chết nửa người rồi, ta không hề sợ chết. Chỉ hy vọng Diệp công tử có thể đưa Xa Thiên ra. Sau này Xa Thiên chính là nô bộc trung thành nhất của cậu. Hy vọng Diệp công tử có thể giúp Xa Thiên xây dựng gia đình, giúp Xa gia có người nối dõi. Tuy nói vẫn còn những người khác của Xa gia ở Ấn Độ, ta còn có anh em, nhưng thế hệ ta không còn ai nữa rồi. Hơn nữa, Tông Vô Thu có lẽ sẽ luôn phái người theo dõi Xa gia, bên đó không thể trở về được nữa rồi. Việc này Xa mỗ nhờ cậu, Xa Nhất Đao bái Diệp Phàm nói. Đừng như thế Xa tiền bối, tôi hứa với ông. Chỉ cần Diệp Phàm tôi còn thở thì Xa Thiên sẽ có thể ra ngoài. Còn về việc lấy vợ, chỉ cần Xa Thiên thích một cô gái nào đó, tôi sẽ hết sức giúp cậu ấy. Lời hứa của Diệp Phàm rất rõ ràng. Ta không có gì để tặng cậu, đây là thứ trước khi chết sự tiền bối để lại cho người có duyên. Tôi thấy cơ thể cậu dường như rất đặc biệt, có thể chống đỡ lại với một số độc tố đơn giản. Toa thuốc bà La Môn này có lẽ sẽ có ích cho cậu. Sử tiền bối lúc còn sống là một chuyên gia về nghề thuốc. Ông ấy đã nghiên cứu hàng trăm loại thảo dược, đặc biệt có tâm huyết khi điều chế các phiên thuốc, còn lão tổ tông của Tam Độc Cầu Giáo là cao thủ dùng độc. Những người nổi tiếng của các bang phái bị trúng độc đều đến tìm sử tiền bối. Thuốc của sử tiền bối điều chế ra thực sự rất có hiệu quả giải độc đối với một số loại độc tố. Hơn nữa, sử tiền bối ở trong động khoảng 50 năm. Hàng ngày ở cùng với lũ rắn độc này. Vì thế nửa đời còn lại sử tiền bối đã chuyên môn nghiên cứu về độc tố. Cũng thử điều chế một vài loại thuốc độc. Tuy nhiên, chưa hề thử nghiệm qua, toàn bộ đều do sử tiền bối tự nghiên cứu ra. Xa Nhất Đao nói rồi đưa cho Diệp Phàm quyển sách phiếm hoàng chỉ to bằng bàn tay. Diệp Phàm tỏ vẻ cảm tạ rồi cũng không khách khí lật nhanh một chút. Có phải cậu đang tìm giới thiệu về Thanh Điện và Hồng Lang Xà? Xa Nhất Đao cười nói. Hình như không có. Diệp Phàm có chút lo lắng lắc đầu. Đúng là không có, tôi vừa mới nhớ lại. Xa Nhất Đao nói, sau đó nhìn Diệp Phàm nói, ta thấy trong các cậu người béo mặt tròn tròn có phải cũng là cửu đẳng. Còn người thanh niên dáng cao lớn họ Vương cũng đạt đến tầng thứ 3 của bát đẳng. Người thanh niên họ Lam trên thực tế đã đạt được tầng thứ 2 của thất đẳng. Nghe Xa Thiên nói mấy người các cậu đã kết nghĩa anh em, tuổi tác của cậu còn nhỏ. Vậy mà bọn họ đều gọi cậu là đại ca. Chứng tỏ cậu có nhân cách đặc biệt của riêng mình. Thế này nhé, ta cũng không biết có thể sống để ra khỏi động rắn này hay không. Cuối cùng ta sẽ tặng cậu một món quà, cậu cho nổ sập cửa động một chút, có thể kéo dài thời gian 2 ngày là được. Đưa ba người kia vào nơi ta ở bên cạnh động rắn, ta có việc. Diệp Phàm đương nhiên cũng làm theo, có lẽ còn có chuyện tốt sẽ tới đối với Thiên Thông, Lam Tổn Quân và Vương Nhân Bàng. Bởi vì, Xa Nhất Đao rất thần bí. Hơn nữa là cao thủ thập nhị đẳng. Cao thủ như vậy chắc chắn sẽ có điểm cao minh. Một tiếng ầm lớn vang lên, lại một lần nổ mìn. Mẹ nó, bọn chúng có lẽ lại cho nổ sập một đoạn nữa rồi, những tên đó vẫn chưa chết sao? Một giáo đầu của Tam Độc Giáo đang khiêng đá chuyên gia không kìm được chửi. Đúng vậy, cứ như thế này thì chúng ta dọn dẹp mệt chết mất. Một giáo đầu khác cũng chửi. Đừng nói lung tung, tiếp tục chuyển đá đi. Có lẽ bọn chúng cũng không còn nhiều thuốc nổ nữa đâu. Chúng ta tổn hao sức lực thì bọn chúng cũng vậy. Hơn nữa còn ăn uống, có lẽ bọn chúng nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được mấy ngày thôi. Một tên đứng đầu động viên mọi người nói. Khi Tông Vô Thu nghe báo cáo bên này xong chỉ thản nhiên trợn mắt nói, không sao, tiếp tục chuyển. Diệp Phàm dẫn ba người Vương Nhân Bàng, Lam Tổn Quân và Thiên Thông đi theo Xa Nhất Đao và Xa Thiên đi vào bên kia vách động. Ba người lần đầu tiên xuống đây nên tò mò nhìn xung quanh. Kết quả, Thiên Thông bĩu môi nói. Cái gì cũng không có, tiền bối, lẽ nào thực sự là ăn sống những con rắn này để sống? Hơn nữa ăn suốt 30 năm trời. Ha ha, giữa cái sống và cái chết cậu sẽ chọn cái gì? Xa Nhất Đao thản nhiên cười nói, bây giờ mặc dù đang nói tiếng phổ thông tuy rất gượng gạo nhưng đại ý thì mọi người nghe có thể hiểu được. Sống vẫn tốt hơn là chết mà. Thiên Thông giật giật mũi nói, vậy cũng đúng, khi tính mạng của cậu gặp nguy hiểm. Và khi bụng của cậu đói không chịu nổi nữa.
không phải những con rắn độc này mà đến cục đá cậu cũng muốn gặm một miếng ấy chứ. Thực ra, những con rắn độc này tuy rằng độc tính rất cao, nhưng thịt rắn lại không hề có tí độc tố nào. Hơn nữa, đó cũng là việc khó tranh khỏi. Lúc bắt đầu cậu ăn sống rắn độc nhất định sẽ buồn nôn. Tuy nhiên, qua thời gian dài sẽ thấy quen. Sau đó không chừng cậu sẽ cảm thấy ăn thịt rắn sống hương vị rất đặc biệt. Sa Nhất Đao nói, ngon cái rắm, loại thối tha này cũng có thể ăn sống, đánh chết tôi cũng không ăn. Thiên Thông trong lòng nghĩ, Sa Nhất Đao lục lọi trên vách động một hồi rồi đột nhiên phát lực, một âm thanh phát ra, phía trên nóc động mặc dù không có chút kẽ hở nào nhưng bây giờ đã xuất hiện một cái cửa động. Một luồng âm khí truyền xuống, mọi người lạnh không khỏi rùng mình một cái. Ôi tiền bối, quấy rối sự yên tĩnh của ông rồi. Sa Nhất Đao thở dài dẫn đầu đi vào trong, thấy mọi người không chuyển bước, không nhịn được nói, thực ra đây chính là nơi luyện độc công của một vị tổ tiên vô danh của Tam Độc Giáo. Theo như chữ khắc lại trên vách đá, ông ấy lợi dụng huyệt động này để hấp thu khí độc của rắn mà luyện công. Người này tên là gì, đạt đến cảnh giới nào ta cũng không rõ. Việc này là sử tiền bối phát hiện ra, hơn nữa di thể của sử tiền bối cũng ở trong đó. Ta thường cách một thời gian đều vào trong này quét dọn, thực ra bên trong rất sạch sẽ, bởi vì nó là bán kín. Lỗ thông khí cũng có, tuy nhiên, rất nhỏ, chỉ to bằng mấy ngón tay. Vì thế các cậu không phải lo lắng bên trong có khí độc hay là âm khí gì cả. Diệp Phàm và mọi người cất bước đi vào, phát hiện trên vách đá bên trong động khắc rất nhiều chữ, Diệp Phàm đưa tay sờ thì hiểu, tất cả đều là do cao thủ trong lúc cao hứng dùng đầu ngón tay khắc lên. Diệp Phàm tìm tòi một lúc, cảm giác vị tổ tiên của Tam Độc Giáo này công lực tuyệt đối không thể thấp hơn thập nhị đẳng, không chừng đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Xem kỹ một chút, thì bị thu hút bởi một thi thể dựa vào vách đá ở trung tâm. Hai má người này béo tròn, tuy nhiên cơ mặt lồi lõm, tướng mạo rất xấu xí. Trên người khoác một bộ áo dài xanh, Diệp Phàm dùng mắt ưng nhìn, phát hiện chiếc áo choàng này được làm từ một mảng da chăn rất lớn. Tuy nhiên, Diệp Phàm có chút sợ hãi, không kìm được nói, lẽ nào vị tiền bối này chính là tiền bối Sử Vô Đoan? Không sai, chính là Sử tiền bối đã cứu mạng của ta. Ông ấy đã sống 130 tuổi, đây là pháp thể của ông ấy. Sa Nhất Đao vẻ cung kính quỳ xuống bái lạy, sau đó nói với Sa Thiên, sự đột phá của con chính là vì con đã nuốt khối thịt mang nội công kết tinh ở đan điền của Sử tiền bối, vì thế con cũng đến bái lạy đi, phải thành tâm mới được. Sa Thiên cũng cung kính quỳ xuống bái lạy, nội công kết tinh, đây là cái gì? Thiên Thông không kìm nổi hỏi, ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ, chúng ta là người luyện võ công, đan điền là cơ quan dự trữ, khống chế, phát ra và tập hợp nội công. Một người đã sống tới 130 năm giống như Sử tiền bối, công lực đã một phần đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Công lực tích lũy được trong 130 năm rất hùng hậu. Lâu ngày, nội khí bị ép lại và có thể kết thành tinh thể lớn hơn hạt gạo. Thực ra, những tinh thể này chính là kết quả của sự ngưng kết của nội công. Khí hóa lỏng chắc mọi người đều hiểu, một lọ khí hóa lỏng sau khi nổ ra thì thể tích thể khí lớn bao nhiêu. Nếu đem chất lỏng này kết tinh lại, một lọ khí hóa lỏng sau khi trải qua ép hóa có lẽ xó to bằng quả bóng bàn. Mà đan điền của con người là một bộ phận điều tiết, do não bộ khống chế, nội công ra vào. Còn đan điền chịu áp lực, chống lại áp lực, quanh năm suốt tháng mệt mỏi, còn cao thủ sau khi đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết thì trong đan điền có thể nội công hóa lỏng nén ép lại thành tinh thể nhỏ chắc chắn. Đừng xem thường những tiểu tinh thể to bằng hạt gạo, một khi nó phát tán ra thành nội khí thì có lẽ có thể bao khắp cả một căn phòng lớn. Sa Nhất Đao nói, không phải đâu cha, vừa rồi cha cho con nuốt chẳng phải là một cục rất to, hạt gạo làm sao to bằng được chứ? Sa Thiên có chút không hiểu, đó là ta đã cho thêm một ít thịt rắn vào đó, nội công kết tinh thực chất chỉ to bằng hạt gạo. Mấy năm nay ta thường xuyên thử nghiệm, kết hợp gan rắn với tinh thể nội công, dùng nội công của ta luyện ép nhiều lần. Vì thế cục thịt vừa nãy con ăn thực tế còn có nội công nhiều năm của ta kết hợp. Đương nhiên sức mạnh cũng mạnh hơn nhiều. Sa Nhất Đao nói. Chương 2443, người chết mỉm cười. Tiền bối, cách này nếu có thể được, thì chúng ta hãy ép hết nội công lại thành tinh thể, thế chẳng phải đan điền có thể chữ được nội công nhiều hơn sao? Như thế khi chiến đấu nội công có thể duy trì liên tục, sẽ dễ dàng chiếm được lợi thế rồi. Thiên Thông cười ha hả, rất đắc chí. Ép thành tinh thể nội công, cậu cho rằng mình thích ép thì ép, cứ như ép cây củ cải xanh đấy hả? Vương Nhân Bàng châm chọc Thiên Thông, ý của anh là gì hả đồng chí Tiểu Bàng? Thiên Thông trợn mắt nhìn Vương Nhân Bàng, tuy là tôi không hiểu rõ đạo lý trong đó, nhưng tôi nghĩ,
nếu anh có thể dùng máy ép sức nước mấy chục tấn thì liền ép được một miếng sắt to thành một miếng bánh sắt hay sao? Vương Nhân Bàng nhìn Thiên Thông nói tiếp, giống như trong đan điền của chúng ta, có lẽ đến cả nội công hóa lỏng cũng không làm được, càng không nói đến việc có thể ép thành thịt tinh thể, có phải thế không xa tiền bối? Không sai, người luyện võ từ thập đẳng trở xuống thì nội công trong đan điền vẫn là nội công hóa lỏng. Chỉ có thể nói là ở tình trạng bán hóa lỏng, nửa là khí nửa là nội công, còn người đạt đến thập đẳng mạnh như Diệp công tử thì mức độ hóa lỏng càng ngày càng cao. Cho nên, khi chiến đấu sức mạnh của Diệp công tử có thể kéo dài, hơn nữa, nội công ép ra lại càng thâm hậu. Bởi vì lượng tích trữ của đan điền lớn hơn, nói về toàn bộ đều là hóa lỏng, những người luyện võ trình tự như ta trong đan điền toàn bộ đã là hóa lỏng. Cho nên, cậu xem ta đưa tay ra là gió lạnh vù vù. Đó chẳng phải là công lực mạnh hơn rất nhiều sao? Tại sao các cậu không thể đạt đến trình độ như thế chứ? Chủ yếu là vì cảnh giới của các cậu chưa đạt được sự đột phá, cảnh giới chưa đột phá mà sức mạnh công lực chưa đủ để đạt đột phá. Hơn nữa, dung lượng của đan điền và bản thân độ dày, độ cứng và tính dẻo dai của vách đan điền đều chưa đủ. Đương nhiên, các cậu muốn ép nội công thành dịch lỏng điều đó là không thể. Bởi vì, quá trình hóa lỏng trong đan điền cần phải có năng lượng rất nhiều. Mà các cậu vì nội công chưa đủ, cảnh giới lại chưa đột phá được, cho nên, năng lực cũng không đủ. Hơn nữa, nếu có cao thủ cưỡng ép việc hóa lỏng của các cậu thì không chừng đan điền sẽ nổ tung mất mạng. Dù sao sự chịu đựng của đan điền là sự phối kết hợp với cảnh giới của các cậu. Giống như làm sao cậu có thể bảo một đứa trẻ 3 tuổi nâng một chiếc xe hơi lên được. Vì thế, việc này không gấp được, cảnh giới thế nào thì tình trạng thế ấy. Trẻ con không thể ăn một miếng mà béo được. Luyện công cũng là một quá trình theo trình tự. Tuy nhiên, cậu có thể nhảy một phát từ nhị đẳng lên thập nhị đẳng, ở một lĩnh vực nào đấy kỳ tích này có thể thực hiện mang tính nhảy vọt, nhưng trong luyện công điều này tuyệt đối không thể. Xa Nhất Đao giải thích giống như một huấn luyện viên. Tiền bối, ông đưa chúng tôi vào đây chắc không phải chỉ là chiêm ngưỡng pháp thể của Sử tiền bối có phải không? Hơn nữa, tôi cảm thấy pháp thể của Sử tiền bối dường như là vẫn đang còn sống. Ông xem, tuy là da của ông ấy có chút khô quắt, nhưng tôi vẫn cảm thấy giống như vẫn còn khỏe mạnh. Lẽ nào là do tác dụng của nội công làm cho thân thể của Sử tiền bối sau khi đã chết 30 năm rồi mà vẫn có thể bảo tồn được sức sống như vậy? Diệp Phàm hỏi, đúng vậy, tôi cũng có cảm giác như thế. Pháp thể của Sử tiền bối thực sự là vẫn sống động như thật. Nếu không phải tiền bối nói Sử tiền bối đã quy tiên 30 năm rồi. Đánh chết tôi cũng không dám tin đây là thi thể chứ không phải là một người sống. Thiên Thông vẻ mặt cũng nghi ngờ. Tôi thấy việc này cũng bình thường, dựa vào kỹ thuật hiện đại thì không phải là không thể bảo tồn được sinh động như thật hay sao? Pháp thể của Sử tiền bối còn có thể bảo tồn được tốt hơn ấy chứ? Chỉ có điều một cái là dùng thuốc để bảo tồn, còn Sử tiền bối có lẽ là lúc còn sống đã tích trữ nội công thâm hậu nên mới được như vậy. Đã 30 năm trôi qua, nội công này vẫn không bị mất hết, có lẽ thêm mấy chục năm nữa mới dần dần mất đi hoàn toàn. Đến khi đó, tôi đoán pháp thể của Sử tiền bối sẽ càng ngày càng teo đi. Đương nhiên, trong đó có lẽ trước khi quy tiên Sử tiền bối cũng đã thi triển một số độc môn bí truyền. Cách làm này tự nhiên hơn so với cách bảo tồn bằng thuốc. Phù hợp với sinh lý tự nhiên của cơ thể con người. Bởi vì nội công của chúng ta chính là loại khí tinh khiết nhất trong cơ thể con người. Diệp Phàm nói, ta cũng cho là như vậy. Tuy nhiên, hôm nay mục đích ta dẫn 3 người vào đây chính là ở trên di thể của Sử tiền bối. Trước khi quy tiên tiền bối cũng đã căn dặn, ông đã dùng bí thuật để tích trữ 8 phần nội công vào trong pháp thể. Tuy nhiên, nội công này cũng có thể sẽ theo thời gian mà dần dần mất đi. Có lẽ trải qua 30 năm, trong pháp thể của ông ấy vẫn còn tích trữ một nửa nội công so với năm đó. Hơn nữa, tiền bối căn dặn, gặp người có duyên có thể truyền thụ chuyển na di công pháp mà tiền bối để lại. Công pháp này khi triển khai có thể hút nội công từ pháp thể của tiền bối vào cơ thể của mình. Sau khi dung hòa sẽ biến thành của mình. Vừa rồi ta nhìn thấy 3 người đều có hy vọng đột phá, cho nên đã dẫn vào trong này thử vận may. Đương nhiên, chuyển na di công pháp có lẽ cũng có khiếm khuyết, phải nói trước với mọi người như thế. Nếu cậu không muốn tiếp nhận thì hãy nói sớm. Ta đây cũng là bất đắc dĩ. Thực lực của chúng ta càng mạnh, cơ hội sống sót cũng càng lớn. Còn về Sa Thiên, cơ thể nó mới đột phá vẫn còn những thiếu sót, chưa tiêu hóa hết nội công, không thể hấp thu thêm nữa. Về phần Diệp công tử, có lẽ cũng mới đột phá không lâu, cũng không thể hấp thu thêm. Nếu không thể dung nạp được thì sẽ gây đến nguy hiểm cho cơ thể. Xa Nhất Đao vẻ mặt thận trọng nói, đa tạ tiền bối giúp đỡ, chúng tôi đều muốn thử.
Dù công pháp này có phản ứng giết chết chúng tôi cũng cam lòng. Dù gì đột phá không thành công thì cũng không thể giúp mọi người phá vòng vây ra ngoài, chúng ta chỉ có con đường chết. Ba người Vương Nhân Bàng, Lam Tồn Quân và Thiên Thông đều chắp tay nói. Tiền bối, nếu nội công sử tiền bối để lại cũng đặc biệt nhiều như vậy, liệu có thể để cho mọi người ở phía trên cùng xuống hấp thu được không? Tôi nghĩ nội công trong cơ thể của sử tiền bối đủ để khiến mỗi người tăng một bậc phải không? Mặc dù không thể đột phá đến một cảnh giới lớn nhưng công lực cũng có thể nâng cao có phải thế không nào? Diệp Phàm hỏi, bởi vì Chu Đồng và Lâm Yếu Phong cũng là ngũ đẳng, Triệu Thanh Ngọc là tứ đẳng, nếu đều có thể tìm được việc tốt thì chẳng phải là đã nâng cao được thực lực cao thủ của tổ A một cách miễn phí sao? Tin rằng nếu có cơ hội sau khi trở về nước thì đồng chí Cung Khai Hà sẽ nở nụ cười. Cũng coi như Diệp Phàm cống hiến một chút cho quốc gia. Việc này, ta lo nhiều người cùng ra tay liệu có làm hủy hố kỵ pháp thể của sử tiền bối hay không? Sa Nhất Đao nhú mày nói, chắc có lẽ không thể, mấy người bọn họ võ công đều kém, đột phá nhiều nhất cũng chỉ đến lục đẳng, không ảnh hưởng đến đại cục. Hơn nữa thực lực của tất cả nâng cao thì cũng giúp cho sự sinh tồn của mọi người đột phá vòng vây có phải không nào? Diệp Phàm kiên nhẫn, trong lòng tự nhủ điều tốt của người đã chết như thế này mà không tận dụng thì cũng lãng phí, mà Diệp Phàm đã từng thử nghiệm thành công trên khung xương của Bảo Chí Thiền Sư tin rằng thứ công phu chuyển công này chắc sẽ hữu dụng. Thế cũng được, một người ở trên quan sát, còn lại thì xuống dưới. Sa Nhất Đao nghĩ đến một tình huống đáng sợ. Diệp Phàm đi lên đón mấy người tài nhã xuống, còn Chu Phương Tinh đã tỉnh lại, để ông quan sát động tĩnh lập tức báo cáo cũng ổn. Được. Mời mọi người hãy khấu tạ sử tiền bối. Trước mắt đầu tượng hương án gì đó chúng ta không cần dùng nữa. Các cậu chỉ cần thành tâm, dùng hành động thể hiện là được rồi. Sa Nhất Đao nói, Thiên Thông dẫn đầu, mấy người cũng đến khấu đầu cung kính. Sau đó, Sa Nhất Đao bắt đầu truyền cho mọi người chuyển Na Di công pháp. Diệp Phàm và Sa Thiên đương nhiên cũng đứng bên nghe. Tuy nhiên, Diệp Phàm càng nghe càng thấy mơ hồ. Cảm thấy chuyển Na Di công pháp dường như rất khác so với công pháp của Bảo Chí Thiền Sư để lại. Đại bàn nhược chuyển thức kinh của Bảo Chí Thiền Sư để lại, theo lý mà nói so với chuyển Na Di công pháp của sử tiền bối để lại thì cách làm hoàn toàn khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Kết quả, phương pháp do Sa Nhất Đao nói lại rất không giống nhau. Có lẽ nội công lúc đầu của Bảo Chí Thiền Sư là tiềm ẩn ở bộ xương, còn sử vô đoan lại tiềm ẩn ở cơ thể. Vì thế cách truyền công không giống nhau mà thôi. Hàng nghìn. Hàng vạn kỹ thuật võ công trên thế giới, đâu có cái nào giống nhau. Đây chính là sự sáng tạo của mỗi người, cách nghĩ và kinh nghiệm của mỗi người đều khác nhau, đương nhiên pháp môn cũng không giống nhau. Diệp Phàm tự mình cho là như vậy. Hai tiếng sau mọi người đều nhớ rõ, hơn nữa cũng luyện được một hồi, phát hiện ra vẫn tập trung. Chúng ta bắt đầu nào, thời gian không chờ chúng ta đâu, một ngày rưỡi các cậu phải tranh thủ hấp thu càng nhiều nội công giúp cho mình đột phá. Chính là vì mọi người người, các cậu cũng phải liều một phen. Sa Nhất Đao vung tay nói. Mọi người đứng thành nửa vòng tròn, tất cả đều dùng thuật chuyển công. Mấy luồng lực hút rất lớn truyền ra, pháp thể của sử vô đoan lúc này giống như một khối thịt đường tăng, mọi người đều đang tranh nhau công lực của ông ta. Đáng tiếc Trương Cường bị thương nên không được một miếng thịt đường tăng nào. Diệp Phàm có chút tiếc nuối, phát hiện không khí trong mật thất đang rung động nhẹ, còn mọi người cũng có chút cảm giác. Từng người đang liều mình hướng lên pháp thể của sử vô đoan hấp thụ nội công. Mấy tiếng sau, mọi người không những không mệt, ngược lại càng ngày càng có tinh thần. Còn mặt của Thiên Thông đỏ lên giống như quả táo đỏ. Diệp Phàm hiểu rằng, y may mắn cướp được trước nên sắp đột phá rồi. Quả nhiên, Thiên Thông bỗng nhiên rung lên kịch liệt một hồi. Không lâu sau, Diệp Phàm dường như nghe thấy một hồi sóng âm thanh nhỏ vang lên, Thiên Thông đột nhiên mở to miệng hướng lên trên hút, rồi phun ra một ngụm nội công mạnh mẽ. Diệp Phàm và Sa Nhất Đao nhìn nhau, hai bên gật đầu, biết là Thiên Thông đã đột phá trước. Quả nhiên, không lâu sau, Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân cũng đều có phản ứng. Quá trình đột phá tiếp tục rằng co mấy giờ liền, mọi người đều đã có thu hoạch. Tiếp tục thu nạp, ổn định cảnh giới, lúc này một câu nói đầy sức mạnh của Sa Nhất Đao truyền đến, mọi người đang trong quá trình đột phá lại bắt đầu tiếp tục thu nạp. Đúng lúc này, Diệp Phàm phát hiện một việc kỳ lạ, miệng của Sử Vô Đoan dường như hơi động đậy. Hắn giật mình, thầm nghĩ lẽ nào đúng như tạc thi giống như trong truyền thuyết. Không đúng, chắc đó là ảo giác, Diệp Phàm tự xem thường mình thầm nói, lẽ nào người sống lại để người chết dọa cho sợ hãi như thế. Hắn dụi mắt một chút như muốn hít thở không khí ở bên ngoài, đúng lúc này, đôi mắt ưng phát hiện miệng của sử tiền bối đúng là hơi động đậy một chút. Diệp Phàm vội vàng lợi dụng thuật sóng khí và mắt ưng dò xét.
bỗng hét lên, chuyện gì thế kia, tiền bối sống lại rồi sao? Sống rồi, Diệp công tử, cậu nói ai sống lại? Sa Nhất Đao quay mặt sang kinh ngạc hỏi, vừa rồi tôi phát hiện dường như pháp thể của Sử tiền bối đã có dấu hiệu của sự sống, khóe miệng của ông ấy dường như đã mỉm cười. Diệp Phàm nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào pháp thể của Sử Vô Đoan. Tôi thấy chắc cậu hoa mắt rồi, làm sao có thể? Lão Phu vào trong này chưa đầy 2 năm thì ông ấy đã quy tiên rồi. Hơn nữa, tôi ít nhất 1 tháng vào trong này quét dọn 1 lần, lẽ nào một người sống hay chết Lão Phu cũng không phân biệt ra. Ông ấy còn ngồi yên ở đó 30 năm không ăn không uống, thế thì có là thần. Sa Nhất Đao rõ ràng cảm thấy Diệp Phàm đang nói lung tung, có chút tức giận. Nếu không phải có chút kiêng nể Diệp Phàm là truyền nhân của bức vương Nam Lăng Hậu thì có lẽ sớm cho Diệp Phàm một cái tát rồi. Chương 2444, nửa tiên thiên cường giả. Tiền bối, sao lại thế, bây giờ chúng tôi không những không hút được nội công, mà nội công của chúng tôi dường như đều bị hút ngược lại vào cơ thể của Sử tiền bối. Lúc này Thiên Thông không chịu được nữa hét lên, hai mắt của y trợn lên, vẻ mặt rất sợ hãi. Không sai, tôi cũng có cảm giác giống như thế. Lúc đầu còn cảm thấy có phải là để Sử tiền bối hút một chút nội công rồi mình hút lại thì sẽ tinh khiết hơn không, tuy nhiên tôi cảm thấy rất lạ. Vương Nhân Bàng cũng nói, làm sao có thể, người chết còn có thể hút nội công của các cậu, trên đời này thực sự có ma quỷ hay sao? Sa Nhất Đao không tin, đúng là thế, thật sự bị ông ấy hút lại. Lúc này Lam Tồn Quan cũng kinh hãi kêu lên, không lâu sau, Tài Nhã cũng hét lên như vậy. Mọi người nhanh chóng buông tay ra, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi thấy trong này rất kỳ dị. Nhanh lên, rời khỏi đây, Diệp Phàm không dám do dự nữa, hét lên. Không thể buông được, lực hút trên thi thể quá lớn. Thiên Thông nghẹn tím mặt, hai tay run lên lập cập, miệng hét lên. Vừa rồi là hưng phấn, bây giờ lại trở nên hoảng sợ. Diệp Phàm vội vàng bay đến, hai tay đánh về phía thi thể của Sử Vô Đoan, muốn cắt đứt mối liên hệ giữa mọi người với ông ta. Đừng hành động bừa. Sa Nhất Đao vội vàng hét lên muốn giơ tay ngăn Diệp Phàm lại. Đột nhiên, trong vách động vang lên tiếng cười rất lớn, làm cho mọi người ong tai. Sử Vô Đoan không ngờ vẫn còn sống thật, ông ta mở to hai mắt, miệng mỉm cười nói, rất tốt, một thập nhị đẳng, ba thập đẳng, một cửu đẳng, bên dưới lục, thất đẳng còn có mấy người, ha ha ha. Tiền bối, người thực sự vẫn sống, người vẫn chưa chết sao? Lẽ nào, Sa Nhất Đao hai mắt lồi ra tròn xoe. Môi run lên kích động. Chết rồi còn có thể sống lại sao, ta đây dễ chết vậy sao? Nói thật với ngươi, ta đang luyện một loại quy thức để cho hôm nay, cuối cùng ta cũng chờ được các ngươi đến rồi, tốt, Sử Vô Đoan ngoác miệng cười. Tuy nhiên, tay của người này lại hướng về mọi người. Đám người Vương Nhân Bàng vẫn không có cách nào rút được tay kia ra dưới sự khống chế của nội công trong cơ thể vẫn không ngừng bị Sử Vô Đoan hút ra. Tiền bối nói như vậy là ý gì? Vãn bối không hiểu. Sa Nhất Đao vẻ mặt cứng đơ, cũng cảm thấy được điều gì đó. Ha ha ha, rất đơn giản. Ta cứu ngươi là vì hôm nay cũng là lúc ta đột phá đến tiên thiên đại năng giả. Còn các ngươi chính là những nô bộc cung cấp đủ nội công cho ta. Sa Nhất Đao, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Các ngươi không nên dãy dụa, càng dãy dụa thì càng thê thảm. Chỉ cần để ta thuận lợi đột phá đến tiên thiên đại năng giả trong truyền thuyết, thì ta sẽ giữ lại nguyên vẹn thi thể của các ngươi. Nếu không, các ngươi sẽ sống không bằng chết, lại đây, Sa Nhất Đao, đưa hết nội công của ngươi ra đây. Đừng mong chống cự, trong mắt của ta các ngươi chỉ giống như những con kiến nhỏ bé, yếu đuối. Có lẽ ngươi sẽ nói ta mới đạt đến thập nhị đẳng thôi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ta đã đạt đến cảnh giới nửa tiên thiên rồi, thiếu chút nữa là thành công hoàn toàn thôi. Vì thế, đừng có mong chống cự. Chỉ cần chống cự một chút thì các ngươi sẽ phải chịu đựng đau khổ. Sử Vô Đoan lạnh lùng nói. Vậy tại sao lúc trước ông lại đồng ý mất đi công lực để giúp bọn họ đột phá? Sa Nhất Đao sắc mặt trầm xuống hỏi. Rất đơn giản, sau khi bọn họ đột phá công lực càng cao thì độ tinh khiết của nội công cũng càng cao, càng dễ giúp ta đột phá, ngươi hiểu chưa? Sử Vô Đoan cười lên điên cuồng. Hóa ra tất cả đều là ông lừa tôi. Những gì ông cho tôi cũng đều là giả, cái gì mà thuốc giải. Tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ, 30 năm không thấy ông ăn thứ gì, làm sao ông có thể sống được? Lẽ nào trên đời vẫn còn có loại kỹ thuật võ công thần bí như thế? Gọi là quy thức cái khỉ gì đó? Sa Nhất Đao tức giận hỏi. Ngươi nhầm rồi, ta đưa cho ngươi đều là thật. Tuy nhiên, đó cũng là để ngươi nhanh chóng đạt được thập nhị đẳng để ta hút nội công mà thôi. Còn về việc ăn cơm,
đương là phải ăn, nếu không ta đã chết lâu rồi. Tuy là có công pháp quy tức sau khi bế công thì sẽ không để ngươi phát hiện ra ta vẫn còn sống, nhưng ta 3-4 ngày phải ăn uống no đủ. Ngươi không cảm thấy cách một khoảng thời gian ngươi đều không hiểu tại sao mình lại ngủ như thế. Ha ha, Sửu Vô Đoan cười tỏ ra đắc chí. Tôi vẫn cho rằng nguyên nhân là do luyện công quá mệt nên như thế. Hóa ra đều là do ông giở trò có phải không? Là ông làm cho tôi mê đi. Xa Nhất Đao thiếu chút nữa phát điên lên, không ngờ lại bị một người mà mình rất là cung kính như thế lừa đảo. Hơn nữa lại lừa đến thê thảm như thế, không phát điên cũng không được. Tấn công, Diệp Phàm hét, phi đao lập tức phi ra hơn 10 cái, xé không khí bay về phía Sửu Vô Đoan. Diệp Phàm không muốn nói tiếp, nếu nói tiếp thì mấy người thiên thông sẽ không chống đỡ nổi nữa. Xa Nhất Đao và Xa Thiên cũng không chậm trễ. Xa Thiên, còn cõng ta làm chân cho ta, chúng ta hợp lực tấn công. Xa Nhất Đao hét lên, nhảy lên lưng của Xa Thiên. Xa Thiên cõng ông ấy, Xa Thiên đạp chân một cái hai chân đều bay lên. Xa Nhất Đao hai trưởng tung ra, một luồng trưởng lực lạnh như băng hướng vào đầu của Sửu Vô Đoan tấn công. Tuy nhiên, trong nháy mắt, Xa Nhất Đao khiếp sợ đến mức hai con người thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Trưởng lực của mình chẳng những giống như viên đá ném xuống đại dương. Mà một luồng lực hút vô cùng mãnh liệt từ tay của Sửu Vô Đoan phát ra, làm cho nội công từ cơ thể của mình đều bị cuốn vào cơ thể của lão ta. Xa Nhất Đao muốn liều mình lấy lực áp chế lực để thoát ra, tuy nhiên, tất cả đều là phí công. Bởi vì, lực hút từ trường lực của đối phương quá mạnh, dù là thập nhị đẳng như Xa Nhất Đao cũng không thể ngăn cản nổi. Về phần mấy người Vương Nhân Bàng, căn bản chỉ là đang giãy giụa lung tung, hoàn toàn không có tác dụng. Diệp Phàm nhìn thấy phi đao cũng không có tác dụng gì. Khi đến cách Sửu Vô Đoan 1 mét thì bị những luống nội công rất mạnh ở trong phòng tác động làm cho bay vào trong vách đá. Sửu Vô Đoan vẫn chẳng hề hấn gì. Nào nào nào, tiểu tử, thân thủ ngươi cũng ở cấp 2, 3 của thập đẳng rồi, không lấy thì thật đáng tiếc. Sửu Vô Đoan dùng một đầu ngón tay hướng vào Diệp Phàm xuất chiêu. Diệp Phàm lập tức cảm thấy cơ thể chấn động, cảm thấy như một luồng khí nóng như lửa truyền đến từ ngón tay của Sửu Vô Đoan, giống như một sợi dây thừng vô hình buộc chặt lấy mình. Còn nội công trong cơ thể thì không tự chủ được chạy về phía cơ thể của Sửu Vô Đoan. Diệp Phàm liều mình thử, phát hiện lực hút của đối phương quá mạnh. Mọi người chú ý nghe cho rõ, bây giờ tôi sẽ truyền cho mọi người điệp ra chi thuật của đại bàn nhược truyền thức pháp. Diệp Phàm hét lên, đem bí thuật của Bảo Chí Thiền Sư truyền ra. Chúng ta hợp lực tấn công, Diệp Phàm hét. Ha ha, pháp môn này của ngươi không tồi, tuy nhiên, bây giờ bọn họ đã phân tán hết rồi, không thể hợp lực được nữa. Hơn nữa, trình độ cũng quá thấp, vô dụng thôi, Sửu Vô Đoan cười khan, vẻ mặt lão càng dữ tợn. Bàn tay hướng về bốn phía xung quanh, phân tán trưởng lực của mọi người xong rồi tiếp tục thu nạp. Diệp công tử, ta giúp cậu thoát ra trước, Xa Nhất Đao đột nhiên hét to, Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu ra, là Xa Nhất Đao ám chỉ mình có thể dùng can tương rồi. Chỉ thấy Xa Nhất Đao đột nhiên hét to một tiếng, miệng mở to, một luồng tên máu phun ra, huyết ảnh lóe lên bay về phía Sửu Vô Đoan. Một chút huyết khí cũng muốn phá nội công của ta sao, nực cười. Sửu Vô Đoan cũng chụp tay về phía Xa Nhất Đao, bốp một tiếng, bất ngờ trên mặt Xa Nhất Đao hiện lên rất rõ dấu một bàn tay, mặt của Xa Nhất Đao bất ngờ căng trướng lên rất nhanh, thoáng chốc đã giống như chiếc đầu lợn. Đầu đã to hơn bình thường mấy lần, đây là một bài học nhỏ cho ngươi, hãy ngoan ngoãn với ta một chút. Sửu Vô Đoan lạnh lùng, tuy nhiên sau đó đồng tử của lão liền thu lại hét lên, tiểu tử, ngươi đã làm cái gì thế? Đó đương nhiên là Diệp Phàm lợi dụng sự yểm trợ của Xa Nhất Đao đã dùng can tương đánh một đao vào bên sườn Sửu Vô Đoan. Sửu Vô Đoan quay đầu nhìn xuống phía dưới, bất chợt sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Tiểu tử, ta phải hút cạn của ngươi. Đến khi đó, ngươi chỉ còn là một cái xác ướp, hơn nữa lại không chết. Sửu Vô Đoan giận dữ, một luồng khí rất mạnh từ tay trực tiếp tấn công Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng rất tinh danh, hai tay lại quăng loạn xạ, Sửu Vô Đoan cho rằng lại là can tương. Trưởng lực vừa chậm chạp, Diệp Phàm đã nhân cơ hội phá cửa sông ra ngoài. Ngươi chạy lên trời cũng không thoát đâu. Sửu Vô Đoan cười nhạt, luồng nội công kỳ dị đó đuổi theo Diệp Phàm, giống như một quả tên lửa tìm mục tiêu. Mẹ kiếp, chẳng lẽ đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết thủ đoạn tấn công của các đại sư, nội công này cũng biết quanh co, còn biết chạy theo tấn công ngươi, đây chẳng phải là tên lửa nội công hay sao? Diệp Phàm thầm nghĩ, dồn sức lao ra bên ngoài, tuy nhiên, luồng nội công kia giống như hình bóng đuổi theo gần đến nơi, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn tốc độ khinh công của Diệp Phàm. Mẹ nó, ta chết cũng không để cho lão bắt được. Diệp Phàm đỏ mắt nhảy vào trong động rắn,
lập tức hàng nghìn con rắn bao phủ lên người. Đàn rắn lồng lộn lên, há miệng cắn lung tung, còn Sửu Vô Đoan khống chế luồng nội công dừng lại phía trên đầu rắn, cảm thấy việc này cũng rất phí sức, dù sao trong mật phòng vẫn còn 7-8 người đang chiến đấu với mình, tên tiểu tử gian xảo này sớm muộn gì cũng chui vào bụng rắn mà thôi, kết cục còn thảm hơn. Sửu Vô Đoan liền thu luồng nội công này lại, đương nhiên đuổi theo tấn công khoảng cách xa như vậy cũng rất phí sức. Bởi vì dù sao khi lòng vòng đuổi theo thì ánh mắt không thể theo được, cho nên chỉ có thể dựa hoàn toàn vào cảm giác. Vừa rồi để tấn công Diệp Phàm, Sửu Vô Đoan ít nhất cũng phải bỏ ra một nửa nội công của mình để tấn công. Một nửa còn lại đang đối phó với những người trong mật phòng, đương nhiên cũng cảm thấy mất sức. Dù sao, Sửu Vô Đoan bây giờ mới chỉ là giai đoạn bán tiên thiên, đang hướng tới cảnh giới tiên thiên đại năng giả, đấy là thời khắc quan trọng nhất. Sửu Vô Đoan vội vàng cần mượn sự giúp đỡ bởi nội công của mọi người làm bước đệm để lão vượt qua cửa ải. Diệp Phàm bị chết bởi rắn cắn, Sửu Vô Đoan lại phải hút thêm nội công của mọi người. Tuy nhiên, nội công ở trong kinh mạch toàn thân và đan điền của mọi người, hơn nữa mọi người đều dựa vào đại bàn nhược truyền thức kinh của Diệp Phàm truyền cho chống cự lại. Bởi vì công pháp này của Bảo Chí Thiền Sư là thuộc về Phật Pháp. Cho nên, công pháp này rất nhu hòa. Nhưng Sửu Vô Đoan cũng không dễ gì mà hút hết được nội công của mọi người. Tiến hành không hề thuận lợi. Chương 2445, quá dũng mãnh. Ya, chết đi, dưới sự cắn xé của bầy rắn Diệp Phàm dường như rơi vào trạng thái điên loạn. Hắn mở rộng miệng cắn những con rắn độc này, có vẻ còn hung tợn hơn những con rắn độc này. Những con rắn này cắn hắn một miếng thì hắn cũng cắn lại một miếng cắn của hắn khiến những con rắn này chết chắc. Hơn nữa, tất cả máu, thịt, da của rắn độc đều bị hắn nuốt vào bụng. Quay trở lại thời nguyên thủy, trở thành một người hoang dã ăn thịt rắn sống. Lúc này Diệp Phàm cũng không còn cảm thấy được cái mùi vị khó ngửi gì nữa, chỉ còn biết hung hãn cắn, ăn và tay chân thì dẫy đạp loạn xạ, làm cho những con rắn bị hắn đạp chết trong phạm vi quanh người hắn chừng 10 mét trở thành một vòng tròn máu thịt. Những con rắn bên cạnh liền lao vào tranh cướp xác đồng bọn, cho nên Diệp Phàm có thể tạm thời thở một hơi. Lúc này, đột nhiên bùm một tiếng, đàn rắn chạy tản ra ra còn nhanh hơn cả thỏ. Xung quanh Diệp Phàm hình thành một vòng tròn chống phạm vi chừng 30 mét. Ngoài những con rắn đã chết ra, tất cả những con rắn sống đều ở bên ngoài phạm vi 30 mét, chúng trườn lên nhau. Diệp Phàm nhìn thấy chi chít là đầu rắn, chồng chất lên nhau, cảnh tượng rất là hùng tráng. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy hơi kỳ quái. Những con rắn này vây quanh mình con nào cũng dường như đều rất sợ hãi, thân thể chúng như run lên vì sợ. Còn mồm cũng ngậm lại, rất ngoan ngoãn. Quái lạ, sao lại cứ như tướng quân xuống kiểm tra đơn vị bộ đội thế? Diệp Phàm lẩm bẩm trong lòng, đang muốn bay lên chạy trốn thì lúc này bốp một tiếng nữa. Cuối cùng cũng nhìn thấy chủ nhân rồi. Một con rắn da toàn thân như vảy cá chép, nhỏ như ngón tay cái, trên đầu sùi lên như màu gà, nó dương cao lên, ngực ưỡn về phía trước. Nó này rất có dáng vương tử, đi theo sau còn có hơn chục con rắn to bằng miệng cái bát. Những con rắn to này giống như những người hầu cúi thấp đầu cẩn thận đi phía sau. Con rắn đó nhìn thấy Diệp Phàm, tiến đến cách Diệp Phàm 10 mét rồi mới dừng bước. Tại sao lại nói là dừng bước? Bởi vì con rắn nhỏ màu đỏ này lại có 4 cái chân nhỏ giống như con thằn lằn. Cái gì thế này? Lại có cả chân, lẽ nào là rắn lai thằn lằn giống như một loài rồng? Diệp Phàm trong lòng sợ hãi, lập tức nhìn chằm chằm vào con rắn này toàn thân đề phòng. Độc tính và xuông hãn của loại rắn lai tạp o tông vô thu tạo ra rất mãnh liệt. Nếu không thì ai lại muốn phí công để tạo ra những loại lai tạp đó làm gì? Con rắn đỏ lắc lư cái đầu, thấy Diệp Phàm nhìn mình không ra gì. Nó liền nổi giận, chiếc đuôi vừa cử động. Hơn chục con rắn phía sau cũng há miệng bổ tới Diệp Phàm khắp nơi. Nọc độc của con rắn đỏ phun ra dài tới hơn 1 mét. Gần vọt đến mặt Diệp Phàm. Bốp, bốp, bốp. Diệp Phàm tức điên lên, mấy cái tát bay ra. Tuy nhiên, chỉ có thể đánh chúng làm cho những con rắn to này bay sang một bên. Hơn nữa, lại kích thích tính hung hãn của chúng, cũng có thể là muốn bộc lộ tài năng trước mặt Hồng Xà Vương. Vì thế con nào cũng hung hăng nhảy lên hướng về phía Diệp Phàm cắn. Mùi vị thối từ miệng nó thiếu chút nữa làm cho một cao thủ thập đẳng như Diệp Phàm chết. Hắn đột nhiên cảm thấy bụng đau lên một trận, thầm nghĩ chắc là độc rắn bắt đầu phát tác muốn lấy mạng mình. Hung tính của hắn phát ra, cảm thấy rất khó chịu, đan điền chấn động. Miệng phun ra một ngụm máu đen hướng vào Hồng Xà Vương. Bá một tiếng, Hồng Xà Vương há miệng thì uy nuốt lấy cục đờm đen của Diệp Phàm, nó còn chép miệng, tỏ ý cái này của ngươi chẳng ra gì cả, mùi vị cũng chẳng ra làm sao. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau,
con hồng xà vương kia bỗng nhiên lăn lộn dưới đất, dường như là đã ăn quá nhiều nên bụng đau quặn lên như thế. Miệng nó kêu lên lung tung, dường như đang rất đau. Bọn tùy tùng của nó nhìn thấy tất cả đều nổi giận, hơn chục cái miệng đều há ra cắn về phía Diệp Phàm. Két, một luồng âm thanh kỳ lạ truyền đến, tất cả đám rắn liền ngậm miệng lại. Diệp Phàm phát hiện ra điều kinh ngạc, con hồng xà vương kia cúi đầu bò đến trước mặt mình, dáng vẻ rất dịu dàng. Làm gì thế, mẹ mày, lẽ nào muốn bái tao làm vua? Diệp Phàm trong lòng hơi mơ hồ, nhưng vẫn không dám thả lỏng sự cảnh giác. Hắn thử đưa tay ra, phát hiện hồng xà vương lại thè đầu lưỡi ra dịu dàng liếm vào bàn tay của mình. Ya, thật sự muốn bái ta sao? Trong lòng Diệp Phàm rất là vui sướng. Đột nhiên, hắn nghĩ đến những anh em đang chiến đấu ở trong động. Hắn dựng bắn người lên, hướng lên vách đá truyền lời tới Chu Phương Tinh, bảo ông thả mấy sợi dây thừng xuống. Chu Phương Tinh lập tức thả dây thừng xuống. Diệp Phàm đột nhiên đưa tay ra, con hồng xà vương kia liền quấn quanh tay của Diệp Phàm mà không hề có bất cứ hành động nào khác. Giết, 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 Diệp Phàm dùng tay ra hiệu, tuy nhiên bọn súc sinh này không hiểu được. Diệp Phàm vội vàng nhấc chân bỏ chạy, đàn rắn liền tản ra tạo thành một con đường. Diệp Phàm đưa ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên đầu con hồng xà vương, chỉ về phía trong động. Hồng xà vương dường như hiểu ra, há miệng gật gật, Diệp Phàm cũng nghe không hiểu tín hiệu của nó. Chỉ nhìn thấy đàn rắn theo nó trườn vào trong động, ầm một tiếng, cánh cửa của căn phòng bí mật đã bị Diệp Phàm đánh sập. Diệp Phàm lại gõ lên đầu hồng xà, chỉ vào trung tâm nơi Sửu Vô Đoan đang ra sức hút nội công của mọi người, Diệp Phàm hung hãn bổ về phía Sửu Vô Đoan. Hồng xà thật là thông minh. Chiếc đầu nhỏ của nó đung đưa chỉ huy toàn bộ đàn rắn hướng vào Sửu Vô Đoan tấn công. Sửu Vô Đoan nhìn thấy, cười nhạt một tiếng, rút một cánh tay ra đánh về phía đàn rắn, lập tức quét sạch hơn chục con rắn. Máu, thịt rắn bắn tung tóe khắp phòng. Con hồng xà phẫn nộ, há cái miệng nhỏ kêu lên khè khè, đàn rắn dũng mãnh không sợ chết đều trườn bổ đến Sửu Vô Đoan. Sửu Vô Đoan tuy là một trưởng đánh chết hơn chục con rắn, nhưng đàn rắn quá nhiều. Con trước chết lại có con sau lên. Chạy nhanh, Diệp Phàm thử dùng đan điền phát ra lời nói, dùng thuật hóa âm ép tất cả nội công về phía miệng, một ngụm đờm đen phun ra mấy chục mét về phía Sửu Vô Đoan. Còn can tương trên cổ tay cũng bay ra không có tiếng động. Một chút độc cũng đem ra khoe khoang sao. Sửu Vô Đoan hừ một tiếng, một chưởng liền bổ về phía cục đờm đen của Diệp Phàm. Một tiếng nổ phát ra, Sửu Vô Đoan kêu lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt bỗng trở nên tím tái. Thằng nhãi, đem mạng qua đây. Sử Vô Đoan tức điên lên, thả mọi người ra rồi bắn người lao về phía Diệp Phàm. Bởi vì vừa rồi Diệp Phàm rất mưu mô, miếng đờm đen chỉ là đánh lừa, Sử Vô Đoan đã một chưởng đánh tan miếng đờm mang kịch độc, còn nước độc do không cẩn thận dính một chút lên mặt. Khi nước độc phun ra can tương của Diệp Phàm cũng chém vào mặt của Sử Vô Đoan một nhát. Đúng lúc này nước độc bắn ra rơi vào vết thương, vì thế Sử Vô Đoan dù là sắp đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết rồi nhưng cũng không chịu nổi những cách tấn công này. Mặt lập tức sưng to lên như cái đầu lợn. Tóc của lão rất dài, rũ ra giống như con quỷ hung ác. Chạy nhanh, Diệp Phàm hét to, không tiếc mạng sống một lần nữa khống chế can tương phi kiếm tấn công Sửu Vô Đoan. Còn xa nhất đao cũng không tiếc mạng sống dồn lực vào hai tay đánh về phía Sửu Vô Đoan. Chạy, đừng cản chân đại ca. Nhìn thấy mọi người không muốn rời khỏi, Lam Tồn Quân phản ứng, hét to một tiếng dẫn đầu phi ra ngoài. Đàn rắn lúc này đều tấn công Sửu Vô Đoan. Cũng không có ai gây khó khăn gì cho đám người Lam Tồn Quân. Mấy giây sau, người trong mật phòng đã chạy hết. Xa nhất đao hướng lên trên đẩy một cái, xa thiên đập hoan hỉ Phật điệp khiêu của mình, loáng cái đã bay lên trên không bên ngoài động rắn. Còn xa nhất đao chém xuống dưới. Dây thừng trên vách đá quấn lấy Diệp Phàm kéo mạnh lên trên. Diệp Phàm cũng theo đó bay lên trên. Tuy nhiên, phía sau truyền đến một luồng lực rất lớn, đôi giày chống mìn của Diệp Phàm bị một chưởng của Sửu Vô Đoan đánh rách nát. Hắn cũng không để ý đến máu tươi đang chảy ở chân, kéo dây thừng nhảy lên trên vách đá. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn phát ra, nơi con đường vào động bị sập đổ đã bị Tông Vô Thu đập thông. Trong nháy mắt, hơn chục cái bóng dài nhảy vọt lên vách đá từ phía đối diện. Trên vách đá vẫn còn rất rộng, một mặt phẳng rộng chừng hơn 100 mét. Thằng nhãi, sao lại bắt hồng sát của ta đi? Tông Vô Thu vừa nhìn thấy xà vương quấn quanh tay Diệp Phàm, liền tức giận hét lên. Diệp Phàm đưa ánh mắt nhìn thì phát hiện phía dưới có một bóng người bay lên, thế là vội vàng nói với Tống Vô Thu, sư phụ, mau nổ súng, bắn chết tên tạp mao ở phía dưới đi. Diệp Phàm hét lên như vậy, đám người vương nhân bảng chút nữa thì tròn mắt nghẹn họng. Thằng nhãi có phải ngươi đã hồ đồ, ai là sư phụ của ngươi?
Tông Vô Thu sau khi bất ngờ liền hỏi, các người đều phải chết, đúng lúc lắm. Sư phụ của ngươi võ công thập nhị đẳng, đúng là thích hợp với ta, ha ha. Sử Vô Đoan với cái mặt sưng tấy chỉ Tông Vô Thu nói. Ta không phải là sư phụ của nó, lão nhầm rồi. Tông Vô Thu tức giận chỉ Diệp Phàm nói. Bởi vì Tông Vô Thu cũng cảm thấy được nhân vật đáng sợ Sử Vô Đoan. Còn muốn lừa ta, để ta hút lấy hết, đúng rồi, tạp mao tông sở đường ở đâu. Bảo lão ta ra đi, Sử Vô Đoan không nghe. Bàn tay mở ra, một luồng gió xoáy rất mạnh có thể nhuốt bay người xoay chuyển chụp xuống mọi người. Ông ấy là tổ gia của ta, tạp mao, sao ngươi chửi tổ gia của ta? Tông Hà con trai của Tông Vô Thu không chịu được liền chửi. Bốp, mọi người vẫn chưa có phản ứng gì, cũng chưa hiểu chuyện gì. Sử Vô Đoan chỉ phất tay nhẹ lên một trường, đột nhiên từ miệng Tông Hà bay ra 5 cái răng, cả thân người bị ném đập mạnh vào vách đá nôn ra máu. Lập tức sắc mặt Tông Vô Thu rất khó nhìn, còn những tên trong Tam Độc Giáo trong lòng bắt đầu cảm thấy lạnh gáy. Dù gì Tông Hà cũng là một cao thủ cửu đẳng, trước mặt lão bộ dạng như ma quỷ lại không chịu nổi một đòn. Một cái tát liền vỡ mồm, đây là cảnh giới gì? Lão tên là Sử Vô Đoan, là người bị lão tổ tông của Tam Độc Giáo các người bắt giam. Chúng ta cùng nhau giết lão, nổ súng đi, nếu không mọi người đều phải chết, Diệp Phàm hét lên. Tông Vô Thu không lên tiếng, tuy nhiên, trận gió xoáy kia cuối cùng cũng đã chụp lên mọi người. Những tên võ công thấp kém của Tam Độc Giáo không cầm nổi súng đều chạy theo cơn gió quái dị kia. Bắn, bắn, giết chết lão ta, Tông Vô Thu hiểu được sự lợi hại, hét to lên một tiếng, những viên đạn liền đoàng, đoàng vang lên, còn Diệp Phàm, Tông Vô Thu và mọi người đều xuất trưởng tấn công về phía Sử Vô Đoan. Bốp, bốp, Sử Vô Đoan quá mạnh, súng đạn đều bị trận gió kỳ lạ kia quét sạch. Rút, Diệp Phàm hét, Vương Nhân Bàng và mọi người chạy thục mạng còn nhanh hơn cả thỏ, thoáng cái đã lao qua đám người Tông Vô Thu chạy ra bên ngoài.